Chiến thần Trần Quốc, Diệp Quân Lâm. Tập 61. Quả nhiên xâm nhập về sau, Hắc Ám bác sĩ liền nghe được động tĩnh. Kia là kịch liệt tiếng đánh nhau. Phía trước chiến đấu khí tức trùng thiên, đáng sợ sóng linh khí trùng kích ra tới. Như vậy rung động chiến đấu, đoán chừng thâm lâm bên trong những sinh vật khác đều tránh né phải xa xa. Nào dám xuất hiện? Xa xa Diệp Quân Lâm cùng Hắc Ám bác sĩ đã thấy. Ước chừng có trên 100 tên trẻ tuổi cường giả, ngay tại vây công ba đầu biến dị sói hoang. Cái này ba đầu sói hoang trải qua linh khí phóng xạ sau biến dị thành cường đại hung thú. Cực kỳ cường hãn. Chẳng qua giờ phút này, ba đầu sói hoang đang bị trên 100 vị trẻ tuổi cường giả vây công. Bọn chúng vết thương chồng chất, toàn thân chảy máu, mắt thấy lại không được. Mà những cái này các cường giả trẻ tuổi phát ra cuồng vọng cười đến phóng đãng cho. Đang vì bọn hắn có được thực lực cường đại mà hưng phấn. Lập tức liền phải thành công. Đánh giết cái này ba con hung ác sói hoang. Diệp Quân Lâm sau khi thấy, sắc mặt biến hóa. Tựa hồ là đang nghi hoặc bọn hắn đang làm gì. Hắc Ám bác sĩ nhìn ra Diệp Quân Lâm nghi hoặc, không khỏi giải thích nói, loại này dã thú vốn là thụ thiên địa tẩm bổ, cùng nhân loại khác biệt. Lần này linh khí phóng xạ, bọn hắn lại càng dễ tiếp nhận, lại càng dễ biến thành tồn tại cường đại. Bởi vậy bọn chúng trên thân khắp nơi đều là bảo, máu tươi a, gia thú, sừng thú đều là thiên tài địa bảo. Gia thú sừng thú trải qua linh khí phóng xạ tẩy lễ, trở nên cứng cỏi vô cùng. Máu tươi thì trở thành linh đan rượu dược đồng dạng tồn tại, phục dụng có thể tăng cường thể chất, thực lực cường đại. Ta nghe nói có rất nhiều thế lực đã tiến vào từng cái cấm địa, đến săn giết loại hung thú này. Thu hoạch được bọn chúng thứ ở trên thân. Giống bọn chúng máu tươi ẩn chứa áp xúc linh khí. Lại càng dễ để người thực lực tăng nhiều. Bọn chúng gia thú có thể chế tác thành hộ giáp, so chiến ưng quốc chiến giáp cơ giới đều dùng tốt. Về phần sừng thú những cái này có thể chế tác thành vũ khí, không gì không phá. Bởi vậy đám hung thú này hiện tại là rất nhiều thế lực săn giết đối tượng. Đương nhiên giới hạn trong yếu một điểm hung thú. Hiện tại rất nhiều dã thú đều biến dị thành so sánh thần minh, thậm chí mạnh hơn tồn tại. Nhân loại là đem thần minh cường giả thống kê rõ ràng. Nhưng đám hung thú này vẫn còn không biết rõ. Không sai. Làm toàn thế giới hoàn cảnh biến đổi lớn về sau, tất cả mọi người thu hoạch được siêu cường năng lực. Nhưng mọi người đi si vọng là vô cùng vô tận. Vẻn vẹn trước mắt những cái này nơi nào sẽ thỏa mãn. Sợ là cái cường giả, đều muốn trở thành thần minh. Trở thành biện pháp chỉ có thể là không ngừng tăng cường mình, hấp thu nhiều linh khí hơn. Nhưng có rất nhiều đường tắt. Ví dụ như săn giết hung thú, tìm kiếm một chút thiên tài địa bảo. Bởi vậy, rất nhiều thế lực đều phái ra các cường giả trẻ tuổi đến săn giết hung thú, thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Trước mắt những người tuổi trẻ này chính là tới gần Cự Lộc Quốc tiềm lực cường giả. Rất nhanh, đám người này phát hiện Diệp Quân Lâm ba người. Bọn hắn lập tức cảnh giác lên. Chí ít 30 người gắt gao khóa chặt lại Diệp Quân Lâm ba người. Bọn hắn vô ý thức đem Diệp Quân Lâm ba người coi như đến cùng bọn hắn cướp đoạt hung thú địch nhân. Cái này ba con biến dị sói hoang là bọn hắn đánh xuống, lập tức sẽ chết. Lúc này có người đến, không phải muốn cướp có sẵn sao. Bọn hắn kiên quyết sẽ không đáp ứng. Cái này ba con sói hoang là chúng ta đánh xuống, các ngươi cút nhanh lên. Dám có ý khác, giết các ngươi. Chấm. Đám người uy hiếp nói. Nếu không phải sợ sói hoang chạy. Sợ là ba người đã sớm động thủ. Diệp Quân Lâm cũng không để ý tới bọn hắn. Trực tiếp từ bên cạnh bọn họ rời đi. Bọn hắn có thể đối cái này ba đầu sói hoang không hứng thú. Cái này cùng Diệp Quân Lâm vừa ra tới thời điểm, giết chết con kia biến thành giao hung thú kém xa. Diệp Quân Lâm ba người đi qua. Bọn này trẻ tuổi cường giả cười lạnh, xem ra bọn hắn là không có nhận thụ linh khí tẩy lễ a, ta ngược lại là đối bọn hắn có hứng thú. Dù sao tất cả mọi người có thể có linh khí quanh quẩn, dù là mạnh yếu. Diệp Quân Lâm cùng Hắc Ám bác sĩ thế nhưng là không có. Vậy nói rõ bọn hắn không có gặp linh khí tẩy lễ. Lại không biết đi bao xa. Diệp Quân Lâm ba người đi vào một chỗ vách đá trước. Mau nhìn ở đâu? Hắc Ám bác sĩ hoảng sợ nói. Nguyên lai ở phía trước ngàn mét cao trên vách đá, mọc ra một đóa kim hoàng sắc thực vật. Tản mát ra mãnh liệt sóng linh khí, còn kèm theo trận trận mùi thuốc. Cái này so hoàn cảnh biến đổi lớn trước những dược liệu kia nhưng mạnh nhiều lắm. Đây là linh khí khôi phục sau sinh sôi ra tới thiên tài địa bảo, nhưng quá mạnh.
Dù là gặp linh khí phóng xạ tẩy lễ tối đại hóa thần minh đoán chừng còn có thể cần dùng đến. Chớ đừng nói chi là một chút phổ thông cường giả. Cái này nếu là nhìn thấy, đều phải nổi điên giống như đi đoạt. Chấm. Phía sau, cự lộc quốc một đám các cường giả trẻ tuổi, rốt cục đem ba con sói hoang cho xử lý. Nhanh chóng đem ba con sói hoang hết thảy đều chia cắt. Mỗi người đều chiếm được chỗ tốt về sau, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bỗng nhiên trong đó một vị đủ áo tát, hắn là cự lộc quốc thần minh chi tử. Bây giờ tại cự lộc quốc có được cao thượng thân phận. Được vinh dự thần tử. Tăng thêm thực lực bản thân cũng là đỉnh tiêm, bị toàn bộ cự lộc quốc xem trọng. Vừa mới đánh giết ba con biến dị sói hoang, hắn là công lao lớn nhất. Đủ áo tát ánh mắt nhìn về phía Diệp Quân Lâm ba người xâm nhập địa phương. Trên mặt nhiều một tia kiêng kỵ, lại nhiều một tia hiếu kỳ. Không bằng chúng ta cùng đi lên xem một chút. Đủ áo tát đề nghị. Thần tử tuyệt đối không thể a. Phía trước thế nhưng là mèo rừng, cự lộc bốn quốc đồng thời liệt vào cấm địa địa phương, bên trong hung hiểm không biết. Không phải thần minh cấp không thể vào bên trong a. Lập tức liền có người nói. Hiện tại các quốc gia các thế lực lớn đem rất nhiều nơi đều liệt vào cấm khu. Chỉ cần không có bị thần minh thăm dò địa phương, là cấm khu bên trong cấm khu. Là những người khác tuyệt đối không thể tiến vào. Đủ áo tát bọn hắn hiện tại vị trí, là thần minh thăm dò qua địa phương. Cứ việc còn có rất nhiều hung hiểm tồn tại, nhưng đủ áo tát bọn hắn có thể miễn cưỡng ứng phó, không đến mức vừa tiến vào liền chết hết. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm ba người vừa mới xâm nhập biến mất địa phương lại là cấm khu bên trong cấm khu. Là thần minh chưa thăm dò qua địa phương, tồn tại không biết hung hiểm. Mà lại liệt vào cấp 3 cấm địa. Cấp 3 cấm địa ý tứ chính là khả năng tồn tại thần minh cấp hung thú. Cự lộc quốc là kiên quyết sẽ không để cho đủ áo tát loại hy vọng này chi tinh đi loại này cấp 3 cấm địa. Vạn nhất gặp nạn tử vong, đây chẳng phải là thua thiệt. Cho nên dù là mọi người đều biết cấp 3 trong cấm địa có rất nhiều kỳ ngộ, cũng không ai dám tiến về a. Đủ áo tát cũng biết rõ cấp 3 cấm địa nguy hiểm. Chẳng qua hắn hiện tại sinh ra ý nghĩ. Bởi vì Diệp Quân Lâm bọn hắn đi vào. Có nguy hiểm gì, bọn hắn khẳng định là ngay lập tức gánh chịu. Bọn hắn chỉ cần hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu như tình huống không thích hợp, lập tức rút khỏi tới. Đây là cầm Diệp Quân Lâm bọn hắn đến kiểm tra gánh chịu thậm chí lẩn tránh nguy hiểm. Diệp Quân Lâm bọn hắn xâm nhập, không có nguy hiểm, đủ áo tát một đám người đuổi theo nhặt có sẵn. Nếu như gặp nguy hiểm, bọn hắn lập tức rời đi, đến lúc đó cũng là Diệp Quân Lâm ba người thay bọn hắn cản trở nguy hiểm. Đủ áo tát đem ý nghĩ này cho mọi người sau khi nói xong, tất cả mọi người động tâm. Nếu như đơn thuần là đoàn người mình xâm nhập, khẳng định không thể. Nhưng bây giờ có pháo hôi ở phía trước, mọi người có thể thử một lần. Vậy chúng ta liền thử một lần. Ghi nhớ, đến lúc đó gặp nguy hiểm, tất cả mọi người che chở thần tử rời đi trước biết sao. Mấy vị lớn tuổi một điểm dặn dò. Những người khác nhao nhao gật đầu. Thần tử mệnh so với ai khác đều trọng yếu. Dù sao tại trong mắt mọi người, thần minh chính là chân thần. Bọn hắn dòng dõi cùng người bình thường nhưng khác biệt. Nhất định phải bảo vệ. Vậy thì tốt, chúng ta lập tức theo sau. Đủ áo tát một đoàn người trước sau chân đi theo. Xâm nhập cấp 3 cấm địa về sau, đủ áo tát một đoàn người đều cảnh giác. Dù sao đây chính là cấp 3 cấm địa A, ai cũng phải sợ. Yên tĩnh, quá an tĩnh đi, làm sao một con dã thú cũng không thấy. Đám người bắt đầu kinh ngạc. Phía trước bọn hắn hoạt động khu vực, không có dã thú, đó là bởi vì bọn hắn đều cho giết sạch, hoặc là đều chạy. Nhưng tình huống hiện tại không giống. Nơi này quá quỷ dị. Một bên người nói, hai loại tình huống. Thứ nhất, cấp 3 cấm địa tồn tại so sánh nhân loại thần minh cấp hung thú, cái khác yếu một điểm thú loại không có khả năng có không gian sinh tồn, toàn chạy. Thứ hai, đó chính là nơi này căn bản không có cường đại hung thú cùng tồn tại nguy hiểm. Các đại quốc gia đối chỗ này ước định là sai lầm, nơi này không phải cấm địa. Càng sẽ không là cấp 3 cấm địa. Đúng. Hơn phân nửa là dạng này. Chúng ta bây giờ thử một chút thì biết. Mọi người nhao nhao gật đầu. Đủ áo tát gật gật đầu, cũng là bình thường. Dù sao không biết không nhất định chính là thật tồn tại. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Không có việc gì đương nhiên tốt nhất. Chấm. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục đi tới, làm tốt tùy thời chuẩn bị rút lui. Thế nhưng là cùng nhau đi tới. Bọn hắn thật không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào.
Yên tĩnh là thật yên tĩnh. So sánh thần minh hung thú cũng là thật không tồn tại. Chẳng những loại này cấp thú dữ khác không có, cái khác cũng đều không có. Mọi người cũng dần dần yên lòng. Dựa theo địa đồ đến xem. Cấp 3 cấm địa, bọn hắn đã gần như đạp xong. Còn không có xuất hiện cường hãn hung thú cùng nguy hiểm không biết. Như vậy nơi này chính là ước định sai. Căn bản liền không có nguy hiểm. Xem ra chúng ta thành công, nơi này chính là ước định sai lầm. Tiếp xuống chúng ta cẩn thận tìm kiếm thiên tài địa bảo. Trở về để phụ thân biết cái này cấp 3 cấm địa bị chúng ta công lược, nhất định sẽ cho chúng ta kiêu ngạo. Đủ áo tát cười nói. Những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Trở về nói khoác một phen, bọn hắn tại cấp 3 cấm địa tới lui tự do, kia phải là vinh dự bậc nào. Nếu như lại tại nơi này đào móc đến cái gì thiên tài địa bảo, vậy thì càng lợi hại. Trở thành vạn người kính ngưỡng tồn tại. Mỗi người đối phía trước tình huống, càng phát ra chờ mong. Nhưng bọn hắn làm sao biết, nơi này sở dĩ an tĩnh như vậy. Kia tất cả đều là Diệp Quân Lâm a. Diệp Quân Lâm cùng nhau đi tới, khí tức trên thân cũng không có thu liễm. Nhất là sát phạt qua đầu kia thành giao mãng xà lưu lại khí tức vẫn còn ở đó. Người khả năng không phát hiện được loại khí tức này. Thế nhưng là những hung thú kia đối với cái này mẫn cảm vô cùng. Làm Diệp Quân Lâm xuất hiện thời điểm, tất cả dã thú cũng ngửi được này khí tức. Biết như là thiên địch của chúng đến. Từng cái hoặc là chạy, hoặc là trốn đi. Mà nơi này bị liệt là cấp 3 cấm địa là bởi vì có thể sẽ có so sánh thần minh cấp hung thú tồn tại. Bọn hắn thật đúng là dự đoán đúng rồi. Nơi này xác thực có một con thần minh cấp hung thú. Chẳng qua đồng dạng tại biết Diệp Quân Lâm tôn này sát thần đi vào về sau, vội vàng tại hang ổ trốn đi. Giờ phút này ngay tại run lẩy bẩy, cầu nguyện không muốn bị Diệp Quân Lâm để mắt tới. Đương nhiên Diệp Quân Lâm đến thời điểm, liền phát hiện nó. Chỉ là gia hỏa này không có đến tìm phiền toái với mình. Diệp Quân Lâm cũng lười đi giết nó. Không cần thiết. Giết nó cùng chặt đứt một cái cây đối Diệp Quân Lâm đến nói không có khác nhau. Làm gì phí kia lực? Chỉ là bọn hắn không biết nguyên nhân. Thật đúng là coi là nơi này là an toàn, không có hung thú, càng không có thần minh cấp hung thú. Bọn hắn yên tâm tiếp tục đi tới. Đủ áo tát một đám người thật chặt đi theo Diệp Quân Lâm ba người bước chân. Bọn hắn cũng sắp tới vách núi trước. Giờ phút này, đối mặt với trên vách đá gốc kia kim hoàng sắc thực vật. Hắc ám bác sĩ đã lộ ra vui sướng tới. Dược lực như thế cường hãn, nói không chừng đối quân quân có trợ giúp. Mà lại hắn trên cơ bản khẳng định cái này thực vật có chút tác dụng. Ức chế quân quân trong thân thể một loại độc tố cũng không thành vấn đề. Diệp Quân Lâm cũng đang nhìn. Hắn cũng không nói được đối quân quân cụ thể có hữu dụng hay không. Dù sao cái này tiền nhiều màu vàng thực vật thật là dược lực dồi dào. Tóm lại thử một chút đi. Hắc ám bác sĩ đối Diệp Quân Lâm nói, Diệp tiên sinh ta đi hái xuống A. Tốt. Diệp Quân Lâm gật gật đầu. Hắc ám bác sĩ vừa muốn đứng dậy đi hái, đột nhiên một thanh âm truyền đến, vật kia là ta. Các ngươi không thể động. Đủ áo tát một đoàn người xuất hiện, nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm ba người. Nghiêm trọng cảnh cáo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đủ áo tát cái này một cuống họng kêu đi ra, bên cạnh hắn tất cả cường giả đều gắt gao ngăn ở hắc ám bác sĩ trước mặt. Phòng ngừa hắn nhảy lên đến vách núi đi lấy xuống kim hoàng sắc thần dược. Mỗi một người đều linh khí quanh quẩn, thời khắc chuẩn bị ra tay. Chỉ cần hắc ám bác sĩ có bất kỳ dị động, bọn hắn sẽ lập tức động thủ. Đủ áo tát nhìn xem trên vách đá kim hoàng sắc thực vật cười lạnh nói, thứ này các ngươi không thể lấy xuống. Thậm chí nói nơi này một ngọn cây cọng cỏ các ngươi cũng không thể hái. Vì cái gì? Hắc ám bác sĩ hỏi. Đủ áo tát cười cười, nhìn các ngươi gương mặt lạnh nhạt, có đông phương, cũng có phương tây. Khả năng không biết, đây là địa bàn của chúng ta, những thứ kia là chúng ta, các ngươi không thể lấy xuống. Những người khác rối rít hùa theo nói, đúng, nơi này là chỗ của chúng ta. Hắc ám bác sĩ trực tiếp vui, cái gì chỗ của các ngươi? Cái này khu vực không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Ta rất rõ ràng. Đánh giám, nơi này cách chúng ta Cự Lộc Quốc gần đây, đây chính là chúng ta địa phương. Đủ áo tát nói rất khẳng định nói. Đúng. Phía sau hắn đám người cũng là cùng nhau hô, đây chính là chúng ta Cự Lộc Quốc địa phương. Cự Lộc Quốc tất cả mọi người có thể chứng minh.
Đủ áo tát cười nhìn về phía hắc ám bác sĩ, nói cách khác chỗ này một ngọn cây cọng cỏ, dù là một hạt bụi đất cũng đều là ta Cự Lộc Quốc. Chớ đừng nói chi là cái này thiên tài địa bảo. Phốc, hắc ám bác sĩ tại chỗ cười ra tiếng, thật sự là buồn cười. Thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết sao, nơi này không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, ngược lại bị Cự Lộc, mèo rừng bốn quốc liệt vào cấp 3 cấm địa. Bị tại chỗ vạch trần, đủ áo tát sắc mặt nháy mắt liền biến. Hắn mặt đỏ bột tử thô tranh luận nói, cái gì cấp 3 cấm địa? Đây là chúng ta Cự Lộc Quốc địa phương, ngươi nói cấp 3 cấm địa, vậy ta hỏi ngươi, cấp 3 cấm địa tiêu chuẩn gì? Đối với hoàn cảnh biến đổi lớn về sau, toàn thế giới chế định một vài thứ, hắc ám bác sĩ thế nhưng là biết được rất rõ ràng. Hắn cười cười nói, cấp 3 cấm địa tiêu chuẩn tự nhiên là khu vực này bên trong tồn tại một con so sánh nhân loại thần minh cấp biến dị hung thú. Đủ áo tát nhẹ gật đầu, kia tốt, nơi này có so sánh nhân loại thần minh biến dị hung thú sao? Đừng nói loại này cấp bậc, chính là cái khác hung thú một con cũng không thấy. Cái này có thể là cấp 3 cấm địa. Đúng à, ngươi nói cấp 3 cấm địa, như vậy so sánh thần minh cấp hung thú ở đâu? Ngươi tìm ra nhìn xem. Đúng à, có so sánh thần minh cấp hung thú ra tới, chúng ta liền nhận đây là cấp 3 cấm địa. Chấm. Những người khác cũng nhao nhao nói. Lúc này bọn hắn sẽ không thừa nhận nơi này là cấp 3 cấm địa, sẽ chỉ nói nơi này là Cự Lộc Quốc địa bàn. Dù sao đến loại này trong lúc mấu chốt. Sao có thể để thiên tài địa bảo bị người lấy đi? Ha ha! Bỗng nhiên Diệp Quân Lâm liền cười. Những cái kia xúc sinh sở dĩ không tại, là bị ta hù đến. Hiện tại trốn đi, mà lại không phải một con, là hai con. Diệp Quân Lâm nói. Không sai. Kỳ thật nơi này khu vực biên giới, thuộc về kế tiếp cấm khu phạm vi bên trong, còn có một con so sánh thần minh cấp hung thú cũng bị dọa đến run lẩy bẩy, căn bản không có trốn, núp ở chỗ hẻo lánh phát run. Kỳ thật không tính tại khu vực này bên trong. Không quá sớm bị Diệp Quân Lâm phát hiện. Bởi vậy hắn nói là hai con xúc sinh. Cái gì, ta không nghe lầm chứ. Bị ngươi hù đến rồi. Vẫn là hai con so sánh thần minh cấp hung thú. Ha 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 ha. Nghe được Diệp Quân Lâm lời này. Tất cả mọi người ồn ào cười to. Nhìn xem Diệp Quân Lâm, tựa như là đang nhìn ngớ ngẩn não tàn đồng dạng. Ta còn nói là ta dọa chạy đâu. Con mẹ nó ngươi liền khoác lác đi. Đừng nói ngươi ta. Chính là thần tử phụ thân thần minh cấp cường giả đến, cũng không thể nói dọa chạy. Ngươi dọa chạy. Mọi người tự nhiên không tin Diệp Quân Lâm nói tới. Thậm chí liền hắc ám bác sĩ đều là nửa tin nửa ngờ. Nghĩ đến cảm thấy Diệp Quân Lâm là đang lừa dối đám người này. Dù sao dọa đến hai con so sánh thần minh cấp cường giả hung thú, đây là không cách nào tưởng tượng. Hắc ám bác sĩ tận mắt chứng kiến qua mèo rừng quốc 7 vị thần minh, biết bọn hắn mạnh bao nhiêu. Ngang nhau tình huống dưới, khả năng hung thú chiến lực còn muốn mạnh hơn một chút. Đủ áo tát đám người không tiếp tục để ý Diệp Quân Lâm. Mà là nhìn về phía hắc ám bác sĩ, nói cách khác nơi này không có lợi hại như vậy hung thú. Cũng không phải là cấp 3 cấm địa, chính là chúng ta Cự Lộc Quốc địa bàn. Các ngươi mau chóng rời đi, dám động những thứ kia, đừng trách chúng ta giết ngươi. Cút nhanh lên. Chấm. Hạ quyết tâm, muốn độc chiếm cái này thiên tài địa bảo. Bọn hắn nơi nào sẽ để Diệp Quân Lâm ba người nhúng một tay? Các ngươi, hắc ám bác sĩ trong lúc nhất thời, thật đúng là không cách nào giải thích. Nhiều như vậy người cùng một chỗ nói, thật đem nơi này nói thành mình. Hắn đều không thể giải thích. Đủ áo tát cười lạnh nhìn xem Diệp Quân Lâm ba người, ta đếm ba tiếng. Cút nhanh lên, không phải giết các ngươi. Ba, đủ áo tát vừa mở miệng liền bị đánh gãy. Hái thuốc. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói hai chữ. A, à, hắc ám bác sĩ sững sờ, có chút không thể tin nhìn xem Diệp Quân Lâm. Ý tứ này, là để hắn cưỡng ép động thủ hái thuốc rời đi à. Không chỉ có là hắn, liền đối mặt đám người cũng đều sửng sốt. Ngang như vậy, trực tiếp đoạt. Diệp Quân Lâm nhìn ra hắc ám bác sĩ nghi hoặc, nói thẳng, bất kể có phải hay không là bọn hắn, trực tiếp lấy đi. Đám người, đây cũng quá hoành đi. Trực tiếp đoạt. Bất kể có phải hay không là đều muốn lấy đi. À, minh bạch. Hắc ám bác sĩ nói. Chẳng qua hắn vô ý thức nhìn đủ áo tát bọn người liếc mắt. Ý kia rất rõ ràng, những người này khó đối phó. Ngươi một mực đi hái. Những cái này thằng cờ hó ta tới thu thập. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói.
Con mẹ nó ngươi là ai? Cũng dám cuồng vọng như vậy. Đủ áo tát bên cạnh một người vừa nói xong. Ba. Đột nhiên Diệp Quân Lâm xuất hiện trước mặt hắn, một bàn tay quất vào trên mặt, cái này người trực tiếp bay ngang ra ngoài. Những người khác ngốc. Cái này người lợi hại như vậy. Hắn liền linh khí quanh quẩn đều không có a. Ba. Không chờ bọn họ phản ứng. Diệp Quân Lâm chính là làm. Ba. 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 Chấm. Một bàn tay lại một bàn tay quất vào những người này trên mặt. Một cái tiếp một cái bay tứ tung ra ngoài. Đối mặt Diệp Quân Lâm thời điểm, bọn hắn linh khí những cái này toàn bộ cũng không dùng tới. Diệp Quân Lâm so tốc độ bọn họ càng nhanh điểm này liền đầy đủ. Ách a, nương theo lấy trận trận tiếng kêu thảm thiết, đủ áo tát người chung quanh toàn bộ ngã trên mặt đất đau khổ lăn lộn. Đủ áo tát nhìn xem đầy đất người, đều sửng sốt. Như thế không chịu nổi một kích sao. Mình bọn này đồng bạn vừa mới tại đánh giết ba con sói hoang thời điểm, từng cái dũng mãnh vô địch. Làm sao đụng phải vị này, liền như là giấy đồng dạng. Một bàn tay liền ngã xuống. Hô ai lăn, muốn giết ai? Diệp Quân Lâm bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, băng lãnh mà hỏi. Ta, đủ áo tát ấp úng, không biết nói cái gì. Ba, Diệp Quân Lâm một bàn tay quất vào trên mặt hắn. Đủ áo tát trực tiếp bị đánh mộng. Ta, hắn sờ lấy mặt, lộ ra thần sắc khó mà tin nổi tới. Ta giết ngươi. Một tiếng hét lên, đủ áo tát lập tức thẳng hướng Diệp Quân Lâm. Ba ba ba. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm động tác càng nhanh, tại hắn ra tay trước, dừng lại bàn tay đã đập vào trên mặt hắn. Đủ áo tát căn bản không có thời gian phản ứng, chớ đừng nói chi là đối Diệp Quân Lâm tạo thành tổn thương. Ngươi dám quất ta, ngươi biết cha ta là người nào không? Đủ áo tát sờ lấy máu thịt be bét mặt, không thể tin mà hỏi. Cha ngươi là ai? Diệp Quân Lâm hỏi. Cha ta thế nhưng là Cựu Lộc Quốc thần minh, ta là thần tử, người dám đánh ta chính là đang đánh thần minh mặt. Người muốn chết, đủ áo tát đều muốn khóc. Thân là thân thể đâu chịu nổi loại khuất nhục này. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói, đều niên đại nào, còn tới cha ta là ai một bộ này. Trải qua cái này đến cái khác thời đại. Kết quả mỗi một thời đại đều là dạng này. Bị đánh liền hét lớn mình là ai, mình ba ba gia gia là ai. Vẫn luôn là bộ này. Diệp Quân Lâm nghe đều nghe phiền. Cái khác ngã trên mặt đất đám người, cũng là chịu đựng đau đớn, hướng về phía Diệp Quân Lâm hô, ngươi xong. Trên thế giới này ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi đánh thần minh chi tử. Tranh thủ thời gian quỳ xuống đến xin lỗi, có thể thần tử còn có thể tha ngươi một mạng. Nếu như chờ đến thần minh đến, trên trời dưới đất không ai có thể cứu ngươi. Chấm. Kêu gào. Đều đánh thành dạng này, lại còn tại như vậy kêu gào. Thậm chí bọn hắn khả năng cho rằng là Diệp Quân Lâm sợ. Ngươi vừa mới làm sao đánh thần tử, đều muốn trả lại. Mình quất chính mình đi. Đám người hô. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm căn bản không quen lấy đám người này mau bệnh, một bàn tay lần nữa mạnh mẽ quất vào đủ áo tát trên mặt. Đủ áo tát phát ra tiếng kêu thê thảm tới. Không chỉ như thế. Đủ áo tát còn cảm giác trong thân thể linh khí ngay tại cấp tốc trôi qua. Diệp Quân Lâm mấy bàn tay giống như là vỡ đê, mở ra đủ áo tát linh khí áp. Ngươi chờ, muốn chết. Những người khác nhao nhao hô lớn. Một đám thằng cờ hó, ta cần phải nuông chiều các ngươi sao. Đang lúc Diệp Quân Lâm muốn đem những người này toàn giết thời điểm. Hắc ám bác sĩ vừa vặn đem kim hoàng sắc thần dược từ Ninh Cung trên vách đá lấy xuống. Hắn như vậy coi như thôi. Tha đám người này. Ta dùng đặc thù thủ pháp ngắt lấy. Có thể cam đoan dược lực không sói mòn. Hắc ám bác sĩ hưng phấn nói. Tốt a, vậy chúng ta rời đi. Diệp Quân Lâm đã không kịp chờ đợi tìm một chỗ an tĩnh, cho Quân Quân thử xem thần dược này có hiệu quả hay không. Tốt, chúng ta rời đi. Hắc ám bác sĩ gật gật đầu. Coi như ba người muốn rời đi thời điểm, đủ áo tát bọn người lại là điên cuồng hô to, có dám hay không chớ đi. Chờ ta phụ thân đến, các ngươi đều phải chết. Có dám hay không chớ đi. Đều lưu lại cho ta, chờ đó cho ta lập tức cho ta biết phụ thân. Chấm. Vô luận đủ áo tát bọn hắn như thế nào hô, Diệp Quân Lâm ba người căn bản liền không nghe lọt tai. Trực tiếp rời đi. Tranh thủ thời gian phát tín hiệu cầu cứu. Tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian. Đủ áo tát vội vàng hô lớn. Bọn hắn dùng phương pháp đặc thù, trực tiếp liên hệ Cựu Lộc Quốc, đem tình huống nơi này nói cho bọn hắn.
đồng thời thỉnh cầu đủ áo tát phụ thân thần minh đến giúp đỡ. Thông báo cho bọn hắn Diệp Quân Lâm ba người đã chạy. Trở lại cho ta, chờ đó cho ta. Nhìn xem Diệp Quân Lâm ba người biến mất phương hướng, đủ áo tát tức giận đến hô lớn. Thần tử đừng hô, bọn hắn là sẽ không trở về. Cũng không dám trở về. Đúng a, thật cho là bọn họ không tin ngươi là thần minh chi tử a. Bọn hắn tin tưởng a, chỉ là đã đem ngươi đánh, cũng không còn cách nào vãn hồi cục diện. Chỉ có thể một mực giả vờ tiếp, kỳ thật bọn hắn sợ thần minh sợ muốn chết à. Hiện tại thiên tài địa bảo cầm tới, bọn hắn sợ thần minh sợ muốn chết, tự nhiên là muốn chạy trốn. Chẳng lẽ chờ lấy thần minh tới giết bọn hắn? Ai, đáng ghét a, vậy mà để bọn hắn chạy. Được người yêu mến phẫn hô. Đủ áo tát đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hàn mang, yên tâm đi. Thần minh năng lực là không cách nào tưởng tượng, bọn hắn trốn đi, thần minh có thể nháy mắt đuổi kịp. Một đám sợ chết quỷ, thật nghĩ đến đám các ngươi có cốt khí, không sợ thần minh đâu. Đủ áo tát đôi mắt bên trong tràn đầy khinh bỉ. Chấm. Cự Lộc Quốc một chỗ trong thành bảo. Không tốt, thần tử đủ áo tát bọn hắn xâm nhập cấp 3 cấm địa, cùng người phát sinh xung đột bị đánh, còn bị cướp đoạt thiên tài địa bảo. Tin tức một truyền đến, tất cả mọi người chấn kinh. Không phải, bọn hắn tùy tiện xâm nhập cấp 3 cấm địa làm gì. Nơi nào thế nhưng là có so sánh thần minh cấp hung thú a. Đúng a, đây không phải hồ nháo sao. Mấy vị cao tầng lập tức hô. Không phải, tin cầu cứu bên trong nói. Cái này cấp 3 cấm địa ước định thất bại, bên trong căn bản không có so sánh thần minh cấp hung thú a. Thần tử bọn hắn tiến vào thời gian dài như vậy đều không có gặp được phương diện này nguy hiểm, nói rõ là thật không có thần minh cấp hung thú a. Đúng vậy a, nếu như có, hung thú sớm ra tới gây sự, cái khác cấm địa hung thú tất cả mọi người là biết đến. Đám người kiểu nói này sau. Cự Lộc Quốc mấy vị cao tầng không nói lời nào. Thế nhưng là, bọn hắn còn muốn nói điều gì? Chỉ nghe một thanh âm vang lên, không có cái gì có thể là. Ta tự mình cứu ta nhi tử đi. Thần minh, chỉ thấy một đạo thân hình cao lớn xuất hiện. Chính là đủ áo tát phụ thân Vana Mai Khắc, hiện tại là một tôn thần minh. Thần minh vừa xuất hiện, tất cả mọi người đứng dậy, bán cung lấy thân thể. Cấp 3 cấm địa là A, ta đi. Thần minh Vana Mai Khắc nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Thần minh không hổ là thần minh. Thủ đoạn vô cùng kỳ diệu. Cấp 3 cấm địa. Làm Diệp Quân Lâm ba người rời đi nơi này sau. Nơi này tựa như sinh động hẳn lên. Vạn vật khôi phục, bách thú cùng nhau thức tỉnh. Đương nhiên đây là một loại khí tức. Cũng không có cụ thể động tĩnh. Bọn này đám hung thú rất thông minh. Mặc dù cảm nhận được Diệp Quân Lâm khí tức trên thân biến mất. Thế nhưng là bọn chúng tạm thời không phát ra động tĩnh, vạn nhất lại đem Diệp Quân Lâm gây trở về làm sao bây giờ. Đây chẳng phải là muốn chết sao. Bởi vậy bọn chúng tại cẩn thận từng ly từng tí, một chút xíu xác nhận bên trong. Xác nhận Diệp Quân Lâm có hay không chân chính rời đi. Khoa trương là cái này cấp 3 cấm địa, trừ hai con so sánh thần minh cấp hung thú bên ngoài, còn có trọn vẹn mấy ngàn hung thú. Giờ phút này, toàn bộ hoạt động. Chỉ là không có động tĩnh thôi. Chẳng qua bọn chúng từng hành động cử chỉ, bị Diệp Quân Lâm bắt được. Diệp Quân Lâm cố ý bại lộ khí tức, để bọn này đám hung thú cảm giác. Hắn đã triệt để rời đi khu vực này. Bọn chúng có thể yên tâm hoạt động. Cảm nhận được Diệp Quân Lâm khí tức đã rời xa. Tất cả hung thú cùng với khác không biết sinh vật toàn bộ bắt đầu hoạt động. Nhất là đối với những cái kia đến bọn chúng địa bàn dương oai, bọn chúng tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Bọn chúng chỉ là sợ Diệp Quân Lâm, cũng không phải sợ những người khác. Tại bọn chúng địa bàn bên trên tìm thiên tài địa bảo, đều là hành động tìm chết. Vách đá trước. Đủ áo tát bọn hắn chờ đến sốt ruột. Thần minh làm sao còn chưa tới. Lại không đến, ba người kia liền chạy xa. Đuổi không kịp. Những người khác rất gấp. Ngay từ đầu đủ áo tát cũng không vội. Nhưng bây giờ hắn cũng rất sốt ruột. Vạn nhất thật chạy thoát. Cái kia cũng khó tìm a. Chỉ có thể cầu nguyện cha mình sớm một chút tới. Ầm ầm. Lúc này nương theo lấy động tĩnh khổng lồ, một đạo thân hình cao lớn từ trên trời giáng xuống, giống như thiên thần. Thần minh Vana Mai Khắc đến. Sau đó, lại theo tới một nhóm lớn cường giả. Đều là Vana Mai Khắc trung thực tùy tùng. Phụ thân. Đủ áo tát lập tức hô lớn. Tất cả những người khác nằm dạp trên mặt đất, trong miệng hô to, thần minh.
và Na Mai khác cũng không để ý tới bọn hắn, mà là đánh giá chung quanh. Sau đó hắn thản nhiên nói, xem ra thật sự là ước định sai lầm, nơi này thật đúng là không thể xưng là cấp 3 cấm địa. Thật đúng là liền một đầu so sánh thần minh cấp hung thú đều không có. Còn lại một đám hung thú quá yếu, các ngươi đều có thể mình đối phó. Bởi vì lúc này, đám kia hung thú mặc dù đều khôi phục, thế nhưng là lúc này cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí, không có bất cứ động tĩnh gì. Và Na Mai khác tôn thần này mình có thể sẽ cảm nhận được một bộ phận yếu nhược hung thú. Cái khác đều không cảm giác được. Nhất là so sánh thần minh cấp hung thú. Bọn chúng vừa vặn cũng đang sợ Diệp Quân Lâm, không tỏa ra một tí khí tức. Cứ như vậy, Và Na Mai khác còn không phát hiện được. Quan sát sau nơi này sau. Và Na Mai khác ánh mắt mới nhìn về phía đủ áo tát bọn người, liền ba người đều đối phó không được. Một đám phế vật. Phụ thân, ta thừa nhận hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng bọn hắn không có đem thần minh để vào mắt, càng không đem ngài để vào mắt. Đủ áo tát nói. Cái gì? Nghe đến đó. Và Na Mai khắc sắc mặt đại biến, cái gì? Thần minh đều không để vào mắt. Không sai, ta xách xong ngươi về sau, hắn đánh càng hung. Đây đều là hắn đánh. Đủ áo tát chỉ vào vết thương trên mặt. Những người khác cũng nhao nhao chỉ lấy miệng vết thương của mình. Muốn chết? Người đâu? Và Na Mai khắc hắn giận. Hắn nhưng là cự lộc quốc, thậm chí toàn thế giới công nhận thần minh a. Ai không kính ngưỡng? Còn có người khiêu khích. Thậm chí đánh con của hắn, đây không phải muốn chết sao? Bọn hắn hướng cái phương hướng này chạy trốn. Đủ áo tát chỉ tây nam phương hướng. Ta đuổi theo bọn hắn, một cái đều trốn không được. Nghe vậy, đủ áo tát bọn hắn đều cười. Lần này Diệp Quân Lâm bọn hắn trốn không thoát. Đều phải chết. Thế nhưng là Vana Mai khắc sắc mặt biến, sắc mặt quỷ dị đứng tại chỗ, dường như tại cảm thụ bốn phía biến hóa. Kỳ dị cử động, làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Nhất là đủ áo tát hỏi, phụ thân làm sao rồi? Có vấn đề gì sao? Xuyệt. Vana Mai khắc ra hiệu để mọi người im lặng xuống tới. Ngao. Chỉ nghe một giây sau, một tiếng xé rách thương khung tiếng thú gào truyền khắp khu vực này. Đáng sợ sóng âm xung kích hết thảy. Phốc, phốc, chấm. Không ít người trực tiếp bị chấn thương. Một tiếng này giống, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Thần minh cấp hung thú. Và Na Mai khắc tùy tùng hoảng sợ nói. Đúng, chính là thần minh cấp hung thú. Những người khác cũng đều nhao nhao nói. Bọn hắn đi theo Và Na Mai khắc thăm dò qua cấm địa, biết thần minh cấp hung thú là cái gì tư thế. Cùng hiện tại giống nhau như đúc. Không có ước định sai lầm, nơi này chính là cấp 3 cấm địa, chúng ta gặp được thần minh cấp hung thú. Và Na Mai khác cũng nói, chẳng khác gì là thừa nhận thần minh cấp hung thú tồn tại. Cái gì? Đủ áo tát chờ thêm trăm người toàn bộ mộng. Nguyên lai cái này mới là có thần minh cấp hung thú. Không có khả năng a. Nếu như mà có, bọn hắn đến thời gian dài như vậy, vì sao không có gặp được? Này chỗ nào xảy ra vấn đề đi? Đang lúc trong đầu của bọn họ có chút mặt mày thời điểm, liên tiếp tiếng thú gào vang lên. Chỉ thấy từng cái biến dị sau hung thú xuất hiện, lít nha lít nhít, che ngập bầu trời mà tới. Ở phía sau có một con hình thể tựa như núi cao màu đen cự hùng. Vừa mới to lớn tiếng thú gào chính là nó phát ra tới. Một con thần minh cấp hung thú. Cái này màu đen cự hùng khí thế quá đủ. Nó di động, tựa như thập phương đại sơn đang động đồng dạng. Làm cho người ta cảm thấy khuynh thiên cảm giác áp bách. Tất cả mọi người cảm thấy hô hấp không trôi chảy, thân thể muốn nổ tung đồng dạng. Trong thân thể linh khí tại lung tung tán loạn. Dọa sợ. Đây là đủ áo tát bọn người lần thứ nhất nhìn thấy thần minh cấp hung thú. Đều hù đến. Cho dù là Vana Mai khắc trung thực những người theo đuổi, sắc mặt cũng là đại biến. Thần minh cấp hung thú gặp được, mạnh như vậy chưa bao giờ gặp. Lần thứ nhất. Chẳng qua Vana Mai khắc thần sắc bình tĩnh, băng lãnh nhìn trước mắt cự hùng. Hắn tỉnh táo mà nói, mọi người không cần phải sợ. Đợi chút nữa ta tới đối phó nó, các ngươi dẫn người liền chạy. Cái gì, chẳng lẽ liền thần minh đều không phải là đối thủ của nó sao? Những người theo đuổi kinh ngạc vô cùng. Vana Mai khắc nói, không sai, đây là ta gặp được mạnh nhất hung thú. Ta không làm gì được nó, nhưng nó cũng không làm gì được ta. Biện pháp tốt nhất chính là ta cản trở nó, các ngươi trước rút lui.
Được rồi, minh bạch, chúng ta rút lui trước đi. Biết cái này màu đen cự hùng cường đại, những người khác căn bản không dám thất lễ. Chuẩn bị rút lui. Màu đen cự hùng dẫn theo hơn ngàn hung thú một chút xíu đè lên. Súc sinh chờ ta trở về mang đến thần khí, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Vana Mai khắc cười lạnh nói. Căn bản không có đem màu đen cự hùng để vào mắt. Song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Ngay tại lúc này, một tiếng ưng lệ truyền đến. Kinh không át mây. Có thể so với cuồn cuộn thiên lôi. Lại một tôn thần minh cấp hung thú xuất hiện. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đủ áo tát hơn trăm người mộng. Thần minh tùy tùng cũng mộng. Mấu chốt nhất chính là thần minh Vana Mai khác cũng triệt để mộng. Hai con thần minh cấp hung thú. Là ai nói cái này cấp 3 cấm địa ước định sai lầm? Là ai nói nơi này chẳng những không có thần minh cấp hung thú, còn không có hung thú khác? Là ai nói? Như vậy hiện tại trước mắt đây đều là cái gì? Biến dị hung thú hàng ngàn con không nói, thần minh cấp hung thú lại có hai con. Vana Mai khác chậm rãi quay người, nhìn về phía con của mình đủ áo tát bọn người. Đây chính là bọn họ truyền đến tin tức giả. Hiện tại dẫn đến cục diện này. Đủ áo tát gấp, không phải. Chúng ta tới nơi này, thật không có đụng phải bất luận cái gì hung thú a. Những người khác cũng tại tranh luận. Bọn hắn thật không có gặp qua hung thú a. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chẳng những có, còn nhiều. Thậm chí hai con thần minh cấp. Không đúng, không đúng, chẳng lẽ. Bỗng nhiên đủ áo tát ý thức được cái gì, trong đầu hắn hiện ra Diệp Quân Lâm nói lời đến. Súc sinh chỉ là bị ta hù đến, không dám ra đến, mà lại không chỉ có một con, là hai con. Phía trước bị hù dọa khả năng đang khoác lác, thế nhưng là hai con thần minh cấp hung thú hiện tại xem ra, Diệp Quân Lâm đã sớm biết là hai con. Mà lại đủ áo tát cẩn thận suy nghĩ một chút, Diệp Quân Lâm so với bọn hắn trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bằng vào thuần lực lượng, tùy ý quất bọn hắn. Còn một bàn tay đem bọn hắn linh khí đánh cho trôi qua. Đủ áo tát nghĩ đến Diệp Quân Lâm nếu không phải lo lắng trên lưng tiểu cô nương kia, đoán chừng muốn đại khai sát giới. Bởi vậy, hắn đại khái xác định Diệp Quân Lâm siêu cấp cường đại, thậm chí so phụ thân tôn thần này minh còn mạnh hơn. Mặc kệ hắn có hay không linh khí quanh quẩn, nhưng sự thật đúng là như thế. Hắn ở thời điểm, đám hung thú đều không có ra tới. Hắn vừa rời đi, hung thú đều đi ra, vẫn là hai con thần minh cấp. Hắn đều nói đúng. Mặc kệ hắn làm sao không tin, đại khái sự thật xác thực như thế. Ta biết. Đủ áo tát minh bạch hết thảy. Vừa muốn nói ra, chỉ thấy một cái khác thần minh cấp hung thú xuất hiện tại. Vắt ngang tại thiên không, che khuất bầu trời. Mọi người trước mắt đều đen. Cái này hung thú là một con cự ưng. Hình thể như núi lớn, so màu đen cự hùng còn muốn lớn hơn một lần. Nguyên lai cái này cự ưng tại linh khí khôi phục, cột sáng từ phía chân trời hạ xuống xong. Nó bay đến cột sáng tầng cao nhất, tiếp nhận tối đại hóa phóng xạ tẩy lễ. Bởi vậy biến dị đến vô cùng cường đại. So phía dưới màu đen cự hùng mạnh hơn không ít. Bởi vậy cũng so Vana Mai khắc mạnh. Cái này cũng là bọn hắn gặp qua mạnh nhất hung thú. Đủ áo tát cũng dọa sợ. Hiện tại cũng nói cái gì đều muộn. Bọn chúng chính là sợ Diệp Quân Lâm như thế nào. Hết thảy đều xong. Biết chân tướng đều vô dụng. Ầm ầm. Cự ưng nhưng không nói chuyện nhiều, trực tiếp kích động cánh đánh tới. Phát ra đất rung núi chuyển động tĩnh. Cùng lúc đó, mặt đất màu đen cự hùng cũng đánh tới. Hung thú khác cũng một mạch vọt lên. Đem Vana Mai khác bọn hắn toàn bộ bao phủ. Sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết thê lương. Máu tươi vẩy ra, cốt nhục tách rời, cái này khu vực không ngừng bị san bằng. Từng cỗ thi thể bị xé nát. Cũng không phải hung thú thi thể, mà là nhân loại. Một cái tiếp theo một cái bị xé nát. Tiếng kêu thảm thiết dần dần trở nên thiếu. Cuối cùng đều không có âm thanh. Bởi vì dần dần đều bị xé nát. Dù là Vana Mai khác là thần minh, nhưng đối mặt hai con thần minh cấp hung thú cũng không có cách nào. Nhất là con kia cự ưng một đối một đều có thể giết hắn. Chớ đừng nói chi là hai con cùng một chỗ. Chấm. Phù phù. Cuối cùng Vana Mai khác mình cũng ngã trên mặt đất. Bị cự ưng cùng cự hùng xé nát. Trực tiếp từng bước xâm chiếm hắn. Hung thú huyết nhục đều là bảo. Nhân loại thần minh không phải là không như thế. Cuối cùng, Vana Mai khắc không có. Đủ áo tát nhìn xem từng màn, đều khóc.
Nếu không phải hắn, bọn hắn sẽ không chết ở chỗ này. Cha mình càng sẽ không chạy tới nơi này. Hết thảy đều là chính bọn hắn sai. Hai con so sánh thần minh cấp hung thú tại, đến bao nhiêu người đều là trăm dựng. Cự Lộc quốc đoàn người này toàn quân bị diệt. Liền cái hoàn chỉnh thi thể đều không có lưu lại. Chết thảm. Vẫn là câu nói kia, người ta chỉ là sợ Diệp Quân Lâm, cũng không phải sợ những người khác. Diệp Quân Lâm tại lĩnh vực của bọn nó làm sao chỉnh đều có thể, muốn lấy cái gì, bọn chúng không dám ra đến, thậm chí chỉ có thể cất giấu. Nhưng là những người khác không được a. Người nghênh ngang, một lần tính đến hơn nghìn người, ủng hộ rầm rộ. Người ta không làm ngươi làm ai. Tin tức truyền đến Cự Lộc quốc về sau, Cự Lộc quốc kinh hãi. Bọn hắn căn bản không có dự đoán sai lầm, đây chính là cấp 3 cấm địa. Nơi này chính là địa phương nguy hiểm. Dù là thần minh đều không dám tùy tiện tiến vào. Còn không chỉ có một con thần minh cấp hung thú. Nhưng là bây giờ cái gì nói cái nấy đều muộn. Cự Lộc quốc vốn chính là trung hạ thế lực, một lần tính tổn thất một cái thần minh cùng một đoàn cường giả. Vẫn là một đám tiềm lực người trẻ tuổi. Đối Cự Lộc quốc đến nói là nguyên khí đại thương. Bọn hắn khóc không ra nước mắt. Đây là nhân loại thần minh lần thứ hai vẫn lạc, cũng là lần đầu tiên thần minh bị hung thú xử lý. Rất nhanh tin tức này truyền khắp toàn thế giới. Chấn kinh. Mà lại cái này cự ưng là hiện nay, toàn thế giới xuất hiện qua nguy hiểm hệ số cao nhất hung thú. Đương nhiên cái này cùng Diệp Quân Lâm không quan hệ. Diệp Quân Lâm vừa lúc đi ra, gặp được đầu kia biến giao mãng xà, nhưng mạnh hơn cái này ưng nhiều lắm. Chẳng qua những người khác chưa từng gặp qua. Nhìn thấy cái này cự ưng, ai cũng muốn phát run. Dù là chiến hùng quốc đều đang chăm chú chuyện này. Bởi vậy cái này cấp 3 cấm địa nhảy lên thành danh, bị toàn thế giới chú ý. Kiên quyết không thể tiến vào cấm địa một trong. Chấm. Trải qua Cự Lộc quốc thần minh vẫn lạc sự kiện dẫn dắt, có người bắt đầu suy đoán tại đại hạ vẫn lạc Bắc đạo một lang, kỳ thật không phải bị đại hạ người thần bí xử lý, mà là bị hung thú xử lý. Thuyết pháp này, mọi người cẩn thận nghĩ nghĩ, thật đúng là nói thông được. Thậm chí so hư vô mờ mịt chấn ma ti cùng thiên sư phủ còn muốn nói thông được. Bởi vì nhao nhao có một đoạn thời gian. Đại hạ chấn ma ti cùng thiên sư phủ căn bản cũng không có xuất hiện a. Không ít đại hạ người một nhà đều đang nghi ngờ chuyện gì xảy ra. Căn bản không có a. Nhưng lần này Cự Lộc quốc sự kiện xuất hiện về sau. Mọi người thật cảm thấy Bắc đảo một lang kỳ thật chính là bị hung thú xử lý. Chỉ là hung thú cấp bậc quá cao, mọi người tự nhiên không nhìn thấy mà thôi. Rất nhanh, đầu này ngờ vực vô căn cứ cấp tốc truyền khắp. Lúc đầu rất nhiều người kiêng kỵ đại hạ, kiêng kỵ trong truyền thuyết chấn ma ti cùng thiên sư phủ. Dù là đại hạ vô thần minh, người người đều tại kiêng kỵ. Nhưng đầu này phán đoán ra về sau, tình huống rất là khác biệt. Không ít bắt đầu ngo ngoe muốn động. Đối đại hạ muốn khai thác hành động. Đương nhiên còn có đại hạ giao hảo quốc gia thế lực chờ. Thậm chí liền ngân hà hộ vệ liên minh đều bị liệt là đối tượng. Mọi người kỳ thật đều tại vững chắc tự thân. Nghe đồn thậm chí có chút thế lực quốc gia ngay tại bắt giữ một chút cường đại hung thú cho mình sử dụng, dùng cái này đến đề cao thực lực. Nếu như có thể điều khiển so sánh thần minh. Chờ thực lực vững chắc, các phương diện ổn định về sau. Tuyệt đối sẽ đối với mấy cái này tại linh khí khôi phục thời điểm không được đến kỳ ngộ quốc gia hạ thủ. Thậm chí nghe đồn chiến hùng quốc đã tại quan sát chiến ưng quốc, chuẩn bị tùy thời muốn động thủ. Dù sao lấy chiến hùng quốc thực lực bây giờ, quả thực vô địch. Tay cầm hơn ngàn thần minh cấp cường giả cùng nhiều nhất cao thủ mạnh nhất. Đối quốc gia kia thế lực đều là giảm chiều không gian đả kích. Chẳng qua chiến ưng quốc tương đối đặc thù, bọn hắn nhất định phải nhiều mặt xem xét. Không thể đánh không chuẩn bị chi cầm. Chẳng ai ngờ rằng Vana Mai khắc phụ tử cái này vừa chết, vậy mà đối toàn thế giới sinh ra như vậy dung chuyển, thay đổi rất nhiều chuyện. Lúc này Diệp Quân Lâm ba người đã đi vào địa phương an tĩnh. Hắc ám bác sĩ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hắn đã nghiên cứu một đường cái này gốc màu vàng thực vật. Ha ha ha, quả nhiên là đồ tốt ha. Hắc ám bác sĩ cười to nói. Diệp Quân Lâm cũng dấy lên hy vọng, làm sao rồi? Có thể cứu sao? Hắc ám bác sĩ cười cười nói, trải qua ta vừa rồi một đường nghiên cứu. Phát hiện, gốc cây thực vật này vừa lúc là một loại độc tố khắc tinh. Loại độc tố này ta nghiên cứu qua mười mấy năm, căn bản không có khắc chế vật chất. Linh khí khôi phục vẫn là quá lợi hại, tùy tiện trên vách đá mọc ra một đóa thực vật,
chính là khắc tinh. Ta nghĩ, chỉ cần chúng ta tìm xuống dưới nhất định có thể góp nhặt đủ tất cả độc tố khắc tinh. Đến lúc đó liền có thể hoàn mỹ giải độc. Hắc ám bác sĩ mặt đỏ lên. Không có so nhìn thấy hy vọng càng khiến người ta hưng phấn sự tình. Diệp Quân Lâm cũng cười cười. Chẳng qua hắn sắc mặt cấp tốc ảm đạm xuống. Đây chính là 87 loại A. Muốn tìm tới tất cả độc tố khắc tinh quá khó. Đây đều là tìm vận may. Có thể đụng tới còn tốt, không đụng tới đâu. Cũng không thể đụng 87 loại vận khí A. Huống chi có chút độc tố khả năng chính là không có khắc tinh. 87 loại bên trong, chỉ có mấy loại là hắc ám bác sĩ nghiên cứu qua. Tìm vận may đụng phải khắc tinh còn tốt. Nhưng là cái khác độc tố đây này. Dù là có khả năng đụng phải cái khác độc tố khắc tinh, bởi vì không biết loại độc tố này, rất có thể sẽ bỏ lỡ. Còn nữa nói, Quân Quân khí vận nghịch thiên. Thật tìm được 87 loại độc tố khắc tinh. Thật là có thể giải rơi độc sao. Hết thảy đều là ẩn số. Chẳng qua hy vọng mặc dù xa vời, gần như là không. Thế nhưng là có hy vọng, đó chính là một loại biện pháp. Ta quyết định cho Quân Quân thử một chút cái này thực vật. Cái này thực vật dược lực ôn hòa, hẳn là kích động không đến. Đang trưng cầu Diệp Quân Lâm sau khi đồng ý, hắc ám bác sĩ vì Quân Quân phục dụng một điểm thực vật. Quân Quân ăn vào sau. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắc ám bác sĩ mặt mũi tràn đầy thất vọng. Một chút tác dụng đều không có. Nhưng Diệp Quân Lâm lộ ra một điểm vui mừng tới. Hắn vẫn là cảm nhận được một tia độc dược biến hóa, hoặc là nói có chút suy yếu đi. Cứ việc cơ hồ là số 0. Nhưng hắn vẫn là phát giác được. Hắn cảm nhận được Quân Quân trạng thái đều tốt hơn nhiều. Tối thiểu dược hiệu có, tăng lên Quân Quân tinh khí thần. Điều này nói rõ thần dược này vẫn được. Cũng không phải thần dược này nhằm vào loại kia độc tố đưa đến tác dụng, mà là thần dược đơn thuần dược lực kinh người, bị Quân Quân hấp thu. Diệp Quân Lâm đang suy nghĩ. Nếu như gặp phải một loại đặc biệt mạnh thần dược, trực tiếp lấy đáng sợ dược lực hóa giải độc dược, cũng không phải là không được. Chỉ từ cái này gốc thần dược đến xem, là hoàn toàn có khả năng. Mà lại là có thể được. Trước đó Diệp Quân Lâm không nghĩ tới vấn đề này. Hắn cùng hắc ám bác sĩ phương hướng ở chỗ tìm kiếm 87 loại khắc tinh. Nhưng không nghĩ qua có một loại hoặc là mấy loại thần dược liền có thể giải khai cái này độc khả năng. Hiện tại xem ra, hoàn toàn có hy vọng. Có hy vọng, vậy liền tiếp tục tìm kiếm. Sau đó, Diệp Quân Lâm cùng hắc ám bác sĩ từng cái bị các quốc gia các thế lực lớn liệt vào cấm địa địa phương tìm kiếm. Đối cái khác người mà nói là cấm địa, có thể đối Diệp Quân Lâm đến nói chính là khu không người. Bất luận cái này trong cấm địa có cái gì hung hiểm tồn tại, chỉ cần cảm thấy được Diệp Quân Lâm khí tức trên thân, từng cái đã sớm tìm địa phương trốn đi. Nào dám ra tới. Cho nên nói hai người đường xá rất là thuận lợi, ra vào từng cái cấm địa cùng khả năng sinh sôi thiên tài địa bảo địa phương. Lúc đầu những cái này cấm địa, nếu là một cái đại quốc hoặc là thế lực lớn thăm dò, phải hao phí cái giá cực lớn. Nhất định phải xuất động thần minh cấp cường giả, thậm chí còn có thể sẽ vẫn lạc. Nhưng tại Diệp Quân Lâm trước mặt, cùng về nhà đồng dạng. Bọn hắn tìm tới rất nhiều thiên tài địa bảo. Nhưng là những cái này thiên tài địa bảo hiệu quả đều là bình thường. Trên cơ bản cũng không sánh nổi lần thứ nhất gặp phải màu vàng thần dược. Xem ra sẽ không mỗi một lần đều có siêu cấp hảo vận. Vận khí còn phải tiếp tục đụng. Chẳng qua cái này mạnh nhất độc dược thật bá đạo. Tại Diệp Quân Lâm như vậy ức chế dưới, vậy mà lại phát tác một lần. Cứ việc lần nữa bị ngăn chặn. Thế nhưng là Quân Quân trạng thái rõ ràng là trượt. Điểm này Diệp Quân Lâm đều không thể thay đổi. Chỉ có thể cầu nguyện mau chóng tìm tới biện pháp khả thi. Hắc ám bác sĩ thở dài một tiếng nói, không biết Thượng Đế Chi Não bên kia như thế nào rồi. Lúc này Thượng Đế Chi Não vừa mới cùng Chiến Hùng Quốc biểu đạt chính mình ý tứ. Yêu cầu cửu đầu xà đem mạnh nhất độc dược tư liệu cùng với khác tình huống toàn bộ giao ra. Lấy hắn quang thiên sứ thân phận. Khẩn cầu Chiến Hùng Quốc hỗ trợ. Thế nhưng là Chiến Hùng Quốc cho trả lời rất kiên quyết dính đến Chiến Hùng Quốc cơ mật, không thể giao ra. Để Thượng Đế Chi Não dẹp ý niệm này. Hoàn toàn chính xác không sai. Cửu đầu xà hiện tại đầu nhập Chiến Hùng Quốc, đem bọn hắn chứa đựng thời gian rất lâu bí mật cùng với khác đồ vật toàn bộ giao cho Chiến Hùng Quốc. Nói cách khác, hiện tại cửu đầu xà hết thảy kỳ thật không phải bọn hắn. Mà là Chiến Hùng Quốc. Nhất là đây chính là mạnh nhất độc dược. Có thể ngộ nhưng không thể cầu.
Chiến Hùng Quốc sao có thể tùy tiện đưa nó giao ra? Còn đem kỹ càng phối phương lấy ra? Không có khả năng sự tình. Dù là Thượng Đế chi não cái này Quang Thiên Sứ tự mình nói ra, cũng không có khả năng. Dù sao Quang Ám Thiên Sứ kỳ thật chính là Chiến Hùng Quốc cái thứ nhất nói ra. Bọn hắn bởi vì linh khí khôi phục mà thu hoạch, một lần trở thành toàn thế giới thế lực tối cường. Bởi vậy, mới đem Hắc Ám Bác Sĩ hai người sách ra tới truy phủng một phen. Kỳ thật bản chất mục đích là vì trưởng khống cùng địa vị thể hiện. Bọn hắn quyết định Hắc Quang Thiên Sứ chính là toàn thế giới người cao quý nhất. Mỗi cái quốc gia đều muốn coi là thượng khách, muốn xuất ra lễ nghi cao nhất. Trên thực tế là biểu hiện ra sự bá đạo của bọn họ. Cho toàn thế giới lấy chân nhiếp. Để toàn thế giới đều nghe bọn hắn. Đều dựa theo sắp xếp của bọn hắn đến. Nói trắng ra, hai người này chính là quân cờ. Nhưng là đi, kỳ thật Hắc Ám Bác Sĩ hai người căn bản không có gì mặt mũi. Chiến Hùng Quốc có thể để cho bọn hắn trở thành tôn quý nhất quý khách, cũng có thể nháy mắt đem bọn hắn hủy bỏ, trực tiếp giết chết. Bây giờ Thượng Đế chi não ỷ vào cái thân phận này, đến cùng bọn hắn muốn như thế cơ mật tư liệu. Chiến Hùng Quốc nhưng thật ra là rất phản cảm chuyện này. Quang Thiên Sứ, nếu là sự tình khác chúng ta thì giúp một tay. Nhưng cái này dính đến chúng ta cơ mật tối cao, thật giúp không được. Còn có hoàn cảnh này dưới, có thể bảo trụ mình cũng không tệ, liền đừng nghĩ đến những người khác. Cứ việc ngài là linh khí khôi phục người sáng tạo, là toàn thế giới khách nhân tôn quý nhất. Nhưng đó là ta Chiến Hùng Quốc cùng một chút minh hữu cho rằng như vậy, những người khác không nhất định nhận ngài a. Ngươi nếu là nghĩ an ổn một điểm, liền ngoan ngoãn đợi tại Chiến Hùng Quốc, thật tốt hưởng thụ quãng đời còn lại. Ngươi nếu là có ý khác, chúng ta có thể bảo vệ không ngừng ngươi a. Chấm. Chiến Hùng Quốc tiếp đãi làm cười lạnh nói. Mà lại mấy câu nói đó âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua. Thượng Đế chi não nơi nào nghe không hiểu. Nói bóng gió chính là đừng cho thể diện mà không cần. Ngươi thân phận cao quý là chúng ta cho, chúng ta cũng có thể tùy thời thu hồi. Càng không được cầm cái thân phận này đi giúp những người khác làm việc. Thượng Đế chi não cũng vui vẻ, hắn cười lạnh nói, thế nhưng là các ngươi không muốn biết ta muốn những cái này tư liệu vì ai sao? Đương nhiên biết, đại hạ nhất tự Tịnh Kiên Vương Diệp Quân Lâm a, con gái nàng liền chúng cái này độc. Tiếp đãi làm rất thản nhiên trả lời. Thượng Đế chi não hỏi, vậy là tốt rồi, các ngươi đã từng không phải minh hữu sao? Hiện tại hắn nữ nhi xảy ra chuyện, các ngươi không nên trợ giúp sao? Ha ha ha, mấy cái tiếp đãi làm đều cười. Quang Thiên Sứ, ghi nhớ một câu không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Tiếp đãi làm nói. Thượng Đế chi não cũng cười, hoàn toàn chính xác. Hiện tại các ngươi đã chọc tới Diệp Tiên Sinh, cửu đầu xà là Diệp Tiên Sinh cửu nhân. Các ngươi tiếp nhận cửu đầu xà, chính là cùng Diệp Tiên Sinh là địch. Chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày, Diệp Tiên Sinh chắc chắn đến Chiến Hùng Quốc tìm cửu đầu xà. Đến lúc đó sợ là toàn bộ Chiến Hùng Quốc đều muốn gặp nạn. À, Chiến Hùng Quốc đều muốn gặp nạn, chỉ bằng hắn, ha ha ha. Tiếp đãi làm nhóm càng phát làm càn, cười đến đều muốn đau bụng. Thượng Đế chi não âm thanh lạnh lùng nói, thật, ta là đang khuyên các ngươi. Sớm một chút cùng cửu đầu xà phủi sạch quan hệ, nếu không chính là đại nạn lâm đầu. Bây giờ Thượng Đế chi não rất khẳng định Diệp Quân Lâm siêu cấp cường đại. Hắn hiện tại cảm thấy tại Nam Cực cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong, cứu ra bọn hắn chính là Diệp Quân Lâm. Có thể tại siêu cấp linh mạch bộc phát điểm sống sót người. Có thể so sánh thần minh kém. Không có khả năng. Tuyệt đối so thần minh cường đại hơn nhiều. Hắn tin tưởng Diệp Quân Lâm đã đi tới một cái không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Dù là lại nhiều thần minh cũng đều không được. Từ quân quân chúng mạnh nhất độc dược, lại mạnh mẽ bị ức chế ở liền có thể nhìn ra. Thượng Đế chi não tiếp tục nói, có lẽ, các ngươi chủ động đem cửu đầu xà giao cho Diệp Tiên Sinh. Ngược lại có thể để cho Diệp Tiên Sinh thiếu các ngươi một cái nhân tình, đây đối với toàn bộ Chiến Hùng Quốc đều là tốt nhất cục diện. Nghe ta, chuẩn không sai. Ha ha ha, cười to. Ở đây tất cả mọi người tại cười to. Thượng Đế chi não nói chính là trò cười. Đường đường thế giới mạnh nhất thế lực, tay cầm vô số thần minh, có được toàn thế giới nhiều nhất cường giả. Công nhận thứ nhất bá chủ. Chủ động đem cửu đầu xà giao ra. Muốn chủ động đi quỳ liếm Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm là cái giám a. Căn bản cũng không phải thần minh a. Càng không có tại linh khí khôi phục thời điểm được lợi. Không đúng.
dù là Diệp Quân Lâm là thần minh lại như thế nào. Chiến hùng quốc ngoại giới nghe đồn hơn ngàn, trên thực tế vạn cũng không chỉ. Sẽ quan tâm một cái thần minh. Sẽ đi lấy lòng Diệp Quân Lâm. Đem cửu đầu xà giao ra. Điên rồi. Cái này thượng đế chi não có phải là ngốc. Trong đầu có bệnh. Mới có thể nói ra lời này đến. Một cái Diệp Quân Lâm liền có thể uy hiếp được chiến hùng quốc tương lai. Làm sao có thể. Còn chiến hùng quốc cùng cửu đầu xà không phủi sạch quan hệ, sẽ đại nạn lâm đầu. Diệp Quân Lâm sẽ đến tính sổ sách. Diệp Quân Lâm thực lực như thế nào, bọn hắn ai không biết. Tại trước đó nhằm vào chư thần phòng thí nghiệm đại chiến bên trong, Diệp Quân Lâm chính là quân sư nhân vật. Làm sao có thể để hơn vạn thần minh chiến hùng quốc cúi đầu. Nghĩ như thế nào đều không thể mang cho chiến hùng quốc uy hiếp a. Cho nên, mỗi người đều cười điên. Phảng phất nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất. Ha ha ha. Cách đó không xa một đạo tiếng cuồng tiếu truyền đến. Một giây sau, Titan chiến thần đi vào giữa sân. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Chúng ta còn phải xem Diệp Quân Lâm mặt mũi đem người đưa ra ngoài. Titan chiến thần cười lạnh nói. Hắn nhìn thẳng thượng đế chi não nói ra, từ khi cửu đầu xà đầu nhập chiến hùng quốc một khắc kia trở đi, bọn hắn chính là chiến hùng quốc một viên. Nếu ai dám động đến bọn hắn, chính là đang gây hấn toàn bộ chiến hùng quốc. Đang gây hấn đứng tại bọn hắn phía sau tất cả thần minh. Nói trắng ra, toàn bộ chiến hùng quốc ngàn vạn thần minh đều đứng tại phía sau bọn họ, vì bọn họ chỗ dựa. Ai muốn động đến bọn hắn, trước từ chiến hùng quốc ngàn vạn thần minh trên thân dẫm lên. Lời này đinh tai nhức óc, truyền đi trăm ngàn dặm. Tương đương chính là tại hướng toàn thế giới tuyên cáo cửu đầu xà là chiến hùng quốc, ai cũng không thể động. Ai động ai chết. Cửu đầu xà sau khi nghe được, càng phát phách lối. Bọn hắn nguyện ý chờ lấy bất luận cái gì cửu nhân tới. Thượng đế chi não cũng kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới chiến hùng quốc thái độ vậy mà như thế kiên quyết. Đây là dự định ra sức bảo vệ cửu đầu xà rồi. Tốt. Rất tốt. Bọn hắn cũng là không có đem Diệp tiên sinh phàm ở trong mắt. Cảm thấy hắn rất nhỏ yếu. Mới làm như vậy. Không quan hệ. Các ngươi chờ xem. Diệp tiên sinh sớm muộn cũng sẽ đến. Titan chiến thần nhìn xem thượng đế chi não nói ra, nói cho ngươi đi, cửu đầu xà địch nhân sao mà nhiều. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, đã tới giết bọn hắn khoảng chừng 17 phê. Đây là không sợ ta chiến hùng quốc dám đến báo thù, sợ đoán chừng càng nhiều. Diệp Quân Lâm tính là gì? Tại những cái này báo thù thế lực bên trong, xem như yếu nhất. Ta dựa vào cái gì cho hắn mặt mũi? Hắn có mặt mũi sao? Chúng ta là tôn trọng ngươi vì khách quý, nhưng chúng ta nếu là không tôn trọng ngươi, ngươi chẳng là cái thá gì. Cho ngươi mặt mũi ngươi liền phải, nể mặt ngươi ngươi liền bưng. Titan chiến thần ngay thẳng nói. Thượng đế chi não cũng cười lạnh nói, vậy các ngươi chờ xem, có các ngươi bị Diệp tiên sinh san bằng ngày đó. Ha ha ha, cười. Tất cả mọi người cười ha hả. Thượng đế chi não càng như vậy nói, bọn hắn lại càng thấy phải buồn cười. Chẳng qua sự thật xác thực rất buồn cười. Nếu là bọn hắn kiêng kỵ nhân vật, người nói như vậy, còn có lý do. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm coi như xong đi. Mà lại, bây giờ chiến hùng quốc căn bản cũng không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ người a. Mạnh như chiến ưng quốc những cái này bây giờ đều uy hiếp không được chiến hùng quốc mảy may. Chỉ bằng mượn một cái Diệp Quân Lâm. Cái này không phải liền là đang nói đùa sao. Tại mọi người chế giễu bên trong. Thượng đế chi não rời đi chiến hùng quốc. Một bên cửu đầu xà mấy vị nhân vật đầu não đi ra, đối Titan chiến thần mấy người nói, cửu đầu xà về sau vì chiến hùng quốc chịu chết. Đúng, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp chiến hùng quốc. Căn cứ chúng ta một mực nghiên cứu ra được một chút cổ xưa pháp môn, dường như có thể cải thiện nhân thể đối với linh khí hấp thu, từ đó để càng nhiều thần minh xuất hiện. Bọn hắn đại hiến ân cần. Nhưng lời này vừa ra tới. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Có biện pháp có thể chế tạo ra càng nhiều thần minh. Chủ yếu là truyền đi, toàn thế giới oanh động a. Thần minh số lượng quá thưa thất a. Giống mèo rừng quốc, cự lộc quốc những cái này thần minh số lượng cũng liền hơn 10 cái trái phải. Nếu như bây giờ có thể mượn nhờ những phương pháp khác chế tạo ra càng nhiều thần minh, ý vị này nghịch thiên cải mệnh a. Chế tạo ra đến một vị đều đã là chấn kinh toàn thế giới. Nếu như chế tạo ra mấy chục trên trăm không cách nào tưởng tượng.
Nếu như biện pháp này để đại hạ cùng chiến ưng quốc những cái này không có thần minh biết. Chính là điên cuồng cỡ nào một việc a. Cho dù là chiến hùng quốc đều không thể cự tuyệt. Mặc dù bọn hắn khả năng có được hơn vạn thần minh. Nghe được loại biện pháp này, cũng là không cách nào cự tuyệt. Dạng này cửu đầu xà đối chiến hùng quốc giá trị đến nói càng lớn, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Càng phát ra muốn ra sức bảo vệ. Chợt, chiến hùng quốc thần minh chủ động xuất kích, tương lai tìm cửu đầu xà báo thù địch nhân từng cái chém giết, lấy cảnh cáo toàn thế giới. Chiến hùng quốc thực lực cũng là càng ngày càng cường đại. Không ngừng có thế lực lớn gia nhập, còn có một số không có thuộc về thần minh gia nhập. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, đã có 37 tên thần minh tuyên bố gia nhập chiến hùng quốc. Những cái này thần minh đều là độc lai độc vãng, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Nhưng là bây giờ đều gia nhập chiến hùng quốc. Có thể thấy được chiến hùng quốc hiện tại uy vọng. Chấm. Rất nhanh. Hắc ám bác sĩ liền tiếp vào thượng đế chi não tin tức. Diệp tiên sinh, chiến hùng quốc dự định ra sức bảo vệ cửu đầu xà. Chẳng những sẽ không giao ra bọn hắn, liền độc dược này tư liệu cũng sẽ không giao ra. Đây là bí mật của bọn họ. Chấm. Thậm chí liền đi tìm cửu đầu xà báo thù 17 cái thế lực toàn bộ đổ sát. Đây là cảnh cáo toàn thế giới, ai cũng không thể đụng vào cửu đầu xà. Chấm. Hắc ám bác sĩ đem tất cả tình huống đều nói cho Diệp Quân Lâm. Kỳ thật ảnh hưởng không lớn, nhưng độc dược này tư liệu chúng ta lấy không được. Chẳng qua cũng được, chúng ta từ từ chia tích vẫn là đều có thể phân tích ra được. Chiến ưng quốc thiên thuẫn cục chuyên gia một mực đang nghiên cứu, chỉ cần thời gian đầy đủ, độc dược này thành phần đều sẽ nghiên cứu ra được. Hắc ám bác sĩ an ủi. Diệp Quân Lâm một mặt bình tĩnh, ta biết. Xác thực không có ảnh hưởng, chỉ là để bọn hắn nhiều sống một đoạn thời gian. Chiến hùng quốc toàn lực bảo đảm bọn hắn đã sớm nghĩ đến. Diệp Quân Lâm nhìn xem hắc ám bác sĩ nói, các ngươi quang thiên sứ ngầm thiên sứ, kỳ thật đều là người ta quân cờ thôi. Chỉ là hư danh. Ta minh bạch. Không trọng yếu. Cửu đầu xà không có biện pháp khả thi, ta không cần trực tiếp đi tìm bọn họ. Tạm thời để bọn hắn nhiều sống một đoạn thời gian đi. Mạng của bọn hắn ta chỉ cần muốn, tùy thời đều có thể lấy đi. Ai cũng ngăn không được. Diệp Quân Lâm nói. Vậy kế tiếp chúng ta vẫn là tiếp tục tìm kiếm sao? Hắc ám bác sĩ hỏi. Chúng ta đi đông đảo hoàng tộc. Diệp Quân Lâm nói. Hắc ám bác sĩ một mặt nghi vấn. Đông đảo hoàng tộc, bọn hắn có biện pháp. Diệp Quân Lâm nói ra. Người của ta tra được đông đảo hoàng tộc cất giấu một bản mất đi đã lâu độc kinh. Phía trên ghi chép thế gian tất cả độc dược. Kỳ thật bản này độc kinh là đến từ đại hạ, chỉ chẳng qua về sau ly kỳ biến mất, không nghĩ tới giấu ở đông đảo trong hoàng tộc. Hắc ám bác sĩ đôi mắt bên trong cũng là hung hăng sáng lên, còn có như vậy tồn tại. Bao quát thế gian vạn độc, đây chẳng phải là giải độc xác suất rất lớn rồi. Hẳn là có chút cơ hội. Cái này bộ độc kinh là thủ hạ ta độc tà thần một mực tha thiết ước mơ. Cũng là hắn mục tiêu cuối cùng. Hắn một mực đang tìm kiếm độc kinh, bao nhiêu năm đều không có kết quả. Lần này vận khí tốt, đông đảo hoàng thất bởi vì linh khí khôi phục hư hao không ít kiến trúc, trong lúc vô tình đem độc kinh để lọt ra tới. Nếu như loại này độc kinh thật tồn tại, khẳng định như vậy có tương ứng biện pháp giải quyết. Hy vọng rất lớn. Hắc ám bác sĩ cũng hưng phấn lên. Hiện tại hắn không đơn giản hướng về phía nhất định phải chữa khỏi quân quân đi. Còn tới thắng bại muốn, cái này độc nhất định phải giải hết. Diệp Quân Lâm xem xét quân quân tình trạng cơ thể về sau, để nàng ngủ, tiến vào một cái mê man khí quan thân thể đều đình trệ trạng thái. Dạng này độc tố liền sẽ không tiếp tục lan tràn, có nhất định ức chế tác dụng. Đây hết thảy đều làm thỏa đáng về sau, ba người liền tiến về đông đảo. Đông đảo cũng như địa phương khác đồng dạng. Tại linh khí khôi phục bên trong gặp biến hóa cực lớn. Diệp Quân Lâm liếc mắt qua, giống như đông đảo đều lớn thêm không ít. Linh khí dâng lên, giống như tiên đảo. Chẳng qua đông đảo chung quanh rất nhiều hải vực đều bị cách ly lên. Hiển nhiên đều là cấm khu. Trong biển sợ là có không ít biến dị hung thú. Không dám tùy tiện đi thăm dò. Diệp Quân Lâm nhìn thoáng qua nói, đông đảo biến hóa thật lớn. Hắc ám bác sĩ cười cười nói. Đông đảo bởi vì diện tích rất nhỏ vấn đề, tại linh khí bộc phát tiến đến thời điểm, không cách nào tránh né, phần lớn người đều là trực diện linh khí phóng xạ. Bởi vậy, bọn hắn sinh ra rất nhiều cường giả, nhất là thần minh số lượng rất nhiều, có người suy đoán tại chừng 100. Diệp Quân Lâm cười lạnh một tiếng,
kia xác thực không ít. Thật sự là không nghĩ tới nơi chật hẹp nhỏ bé cũng có chỗ tốt. Bởi vì không có chỗ ẩn núp, mà gặp tối đại hóa linh khí phóng xạ. Căn cứ sơ bộ thống kê, đông đảo bây giờ thế giới xếp hạng, đứng hàng thứ 11. Hắc ám bác sĩ nói. Diệp Quân Lâm bình tĩnh nói, mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu thần minh, cản ta đường toàn bộ giết. Sau đó không lâu ba người đi vào đông đảo đầu đường. Vì làm việc thuận tiện, Diệp Quân Lâm cùng Hắc ám bác sĩ đều trang phục một phen. Không đến mức vừa nhìn thấy liền để nhận ra. Nhất là Hắc ám bác sĩ thế nhưng là bây giờ người người tôn sùng đêm dùng. Rất dễ dàng bị nhận ra. Sau đó không tiện làm việc. Đông đảo hoàng thành đầu đường người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt. Như trước kia đô thị hoàn toàn không giống. Mọi người giao dịch vật phẩm cũng là gia thú sừng thú loại hình. Nghe nói không, đại hạ thiên sách phủ người đến đông đảo. Biết a, bọn hắn không phải liền là đến thỉnh cầu ta đông đảo thần minh ra tay đến cho Diệp Quân Lâm nữ nhi giải độc sao. Chuyện này đều truyền khắp. Bọn hắn ngay từ đầu là hướng Chiến Hùng Quốc xin giúp đỡ, thế nhưng là Chiến Hùng Quốc không để ý ngày xưa minh hữu chi tình, cho cự tuyệt, bọn hắn không có cách nào mới đến đây bên trong. Vậy cũng không, Chiến Hùng Quốc đều ra sức bảo vệ hạ độc cửu đầu xà, làm sao lại cho giải độc đâu. Đúng a, nghe nói một đám người quỳ xuống, thỉnh cầu thần minh ra tay. Muốn ta nói, phải Diệp Quân Lâm tự mình đến quỳ thỉnh thần minh ra tay. Năm đó hắn tại đông đảo làm sự tình, muốn từng cái trả lại. Chấm. Diệp Quân Lâm cùng Hắc ám bác sĩ sau khi nghe được, sắc mặt biến đổi. Quả nhiên Lý Tử Nhiễm đám người này tuyệt không nghe khuyên, khắp nơi đang cầu thần minh ra tay. Liền Hắc ám bác sĩ cũng thở dài. Đồ chơi kia cũng căn bản vô dụng a. Đi trước tìm tới bọn hắn lại nói. Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cũng không muốn Lý Tử Nhiễm những người này cho đông đảo quỳ xuống. Làm sao đều không được. Đây là tôn nghiêm vấn đề. Các ngươi vừa nói đại hạ người ở nơi đó. Chúng ta cũng muốn đi xem nhìn. Diệp Quân Lâm cùng người bên cạnh hỏi. Những người kia tại Hắc Long đạo trận. Hắc Long đạo trận thế nhưng là khoảng chừng 4 tên thần minh. Bọn hắn đi đối địa phương. Chấm. Đằng sau. Những cái này đông đảo người nói cái gì, Diệp Quân Lâm liền không muốn nghe. Cùng Hắc ám bác sĩ lập tức tiến về Hắc Long đạo trận. Hắc Long đạo trận, nguyên bản đông đảo Hắc Long tổ hoạt động địa bàn. Hắc Long tổ vốn là có được rất xa xôi cổ cao thủ. Lần này linh khí khôi phục bên trong thu hoạch, một lần tính xuất hiện 4 tên thần minh. Cái khác cấp bậc cường giả càng là cùng rau cải trắng đồng dạng, khắp nơi đều có. Lúc này Lý Tử Nhiễm một đoàn người ngay tại Hắc Long đạo trận bên ngoài. Tất cả mọi người lẳng lặng quỳ. Bọn hắn người tới thật đúng là không ít. Quân Quân mấy cái sư phụ cũng ở trong hàng, cái khác Lý Tử Nhiễm cùng Diệp Quân Lâm Lý Triệu hai nhà rất nhiều thân thích đều đến. Tại trải qua Chiến Hùng Quốc vấp phải trắc trở về sau, bọn hắn đem mục tiêu đặt ở đông đảo trên thân. Khẩn cầu đạt được thần minh trợ giúp. Bọn hắn minh bạch, Chiến Hùng Quốc bởi vì lợi hại quan hệ, là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Đông đảo rất có thể sẽ ra tay, nhưng miễn không được một phen vũ nhục, để bọn hắn quỳ xuống vân vân. Chẳng qua vì cứu Quân Quân bất luận cái gì sỉ nhục bọn hắn đều nguyện ý chịu đựng. Chỉ cần đông đảo thần minh nguyện ý ra tay, cái gì bọn hắn đều nguyện ý. Quỳ xuống xin giúp đỡ chỉ là thông thường thao tác mà thôi. Một loạt người cùng nhau quỳ, đã trọn vẹn quỳ đã hơn nửa ngày thời gian. Chẳng qua theo bọn hắn nghĩ, quỳ chính là thần minh. Cùng đông đảo ngược lại là không nhiều lắm quan hệ. Dù là lại có bất luận cái gì khuất nhục, vì Quân Quân bọn hắn cũng đều nhịn. Chỉ cần Quân Quân độc có thể giải rơi, bọn hắn làm cái gì đều được. Quỳ đã hơn nửa ngày không có bất kỳ cái gì đáp lại, thế nhưng là Lý Tử Nhiễm trên mặt bọn họ tràn đầy kiên định. Nhất định phải chờ đến Hắc Long đạo trận thần minh đáp lại. Ở hậu phương đến đây xem náo nhiệt đông đảo dân chúng tối thiểu cũng có hơn vạn vui. Dù sao trên mặt đất quỳ đã từng là lấp lánh thế giới đại nhân vật a. Nhất là Quân Quân mấy cái sư phụ, đó là nhân vật nào a? Hiện tại còn không phải muốn quỳ trên mặt đất, khẩn cầu thần minh ra tay. Bọn hắn càng như vậy, đông đảo dân chúng liền càng hưng phấn, càng hả giận. Đối bọn hắn đến nói, có cái mục tiêu cuối cùng chính là vượt qua đại hạ. Mỗi một phương diện đều muốn đem đại hạ dẫm trên mặt đất. Đây là đông đảo tất cả mọi người đời đời kiếp kiếp gánh vác sứ mệnh. Bọn hắn đều là coi đây là động lực.
Thế nhưng là kết quả không giống bọn hắn một mực bị đại hạ áp chế gắt gao. Căn bản không cho bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hiện tại thật vất vả sống qua tới. Đại hạ vô thần minh, mà đông đảo đứng hàng thứ 11. Cơ hội này đến. Bọn hắn ngay lập tức liền nghĩ như thế nào đối phó đại hạ. Suy nghĩ rất nhiều chính là nô dịch đại hạ tất cả mọi người. Bắc đảo một lang trực tiếp đi áp dụng kế hoạch. Kết quả bị giết. Hiện tại bọn hắn không làm rõ ràng được là tình huống như thế nào. Bởi vậy, vẫn đang tra. Chẳng qua bây giờ Lý Tử Nhiễm người đi đường này đến, này bằng với chính là đưa tới cửa cho bọn hắn nhục nhã. Quỳ đã hơn nửa ngày về sau. Đột nhiên cửa mở ra. Từ bên trong đi ra mấy người tới. Quỳ Lý Tử Nhiễm mấy người cũng đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều là kinh hỉ. Từ khi bọn hắn tới đây quỳ thỉnh cầu, còn một người đều không có ra tới qua. Hiện tại đây không phải đại biểu cho có hy vọng rồi. Bọn hắn đều khát vọng nhìn xem ra tới người kia. Ra tới người nói một hơi lưu loát đại hạ mà nói, sư tôn nói. Muốn để bọn hắn ra tay giải độc không phải là không thể được. Nói thế nào, bất kỳ điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng. Quân quân sư phụ nữ tổ tông lập tức gấp gáp hỏi. Bọn hắn đã làm ra trả bất cứ giá nào chuẩn bị. Người kia không hiểu cười xấu xa nói, phải xem các ngươi có hay không thành ý rồi. Vô luận bất kỳ điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng. Đám người hô. Vậy thì tốt, tới trước cái trên cơ bản. Nếu là xin giúp đỡ đông đảo thần minh, trước được xin giúp đỡ đông đảo con dân. Các ngươi hướng ở đây tất cả đông đảo con dân đập khấu đầu, có bao nhiêu người liền đập bao nhiêu cái khấu đầu. T. Nghe được điều kiện này, sau lưng vây xem đông đảo con dân phát ra trận trận hít vào khí lạnh thanh âm. Nơi này chính là có hơn vạn người a. Mà lại còn đang không ngừng gia tăng. Nói cách khác Lý Tử Nhiễm bọn hắn một người ít nhất phải dập vạn cái đầu. Mấu chốt vẫn chỉ là cánh cửa. Đơn giản biểu hiện ra thành ý. Đây chính là tinh khiết khi dễ người. Đem Lý Tử Nhiễm bọn hắn đè xuống đất vũ nhục ma sát. Người kia ánh mắt chợt thấy một chút sủng vật loại hình, mở miệng nói, đúng, những cái này cũng là đông đảo một phần tử, cho chúng nó cũng phải dập đầu. Thuần là vũ nhục người. Chẳng những cho đông đảo con dân quỳ xuống, cho đông đảo chó những cái này cũng phải quỳ xuống. Bọn hắn rõ ràng chính là nhục nhã buồn nôn Lý Tử Nhiễm bọn hắn. Các ngươi có thể không làm, liền nhìn các ngươi thành ý nha, thỉnh cầu đông đảo thần minh ra tay, đầu tiên phải cầu được đông đảo con dân đồng ý. Mọi người nói có đúng hay không? Yamada dũng người nhìn xem đám người hô lớn. Vâng, đúng. Đám người bắt đầu nhao nhao hô to. Bọn hắn cũng muốn Lý Tử Nhiễm những cái này đại hạ người, mà lại thân phận cao thượng toàn bộ quỳ ở trước mặt mình dập đầu, ngẫm lại đều thoải mái. Bởi vậy, hiện tại mọi người toàn bộ đáp ứng. Muốn Lý Tử Nhiễm trước cho bọn hắn đập khấu đầu. Đập A, toàn bộ đập A. Mọi người hướng về phía đám người hô. Thế nhưng là còn có một vấn đề Lý Tử Nhiễm bọn hắn quỳ xuống dập đầu, thần minh cũng không nhất định sẽ ra tay. Khả năng chính là đang đùa bọn hắn. Chẳng qua Lý Tử Nhiễm bọn hắn liếc mắt nhìn nhau về sau, tia không do dự chút nào toàn bộ quay tới. Đối mặt đám người bọn hắn muốn bắt đầu đập khấu đầu. Một vạn trở lên khấu đầu. Mặc dù không biết người ta có thể hay không cuối cùng ra tay, nhưng nhìn đến một tia hy vọng, bọn hắn liền phải đi làm. Ha ha ha! Trong đám người phát ra điên cuồng tiếng cười to. Đứng tại đạo trường cổng Yamada dũng người khóe miệng cũng là nụ cười như ý. Kỳ thật dù là Lý Tử Nhiễm những người này đập đủ một vạn cái khấu đầu, thần minh cũng sẽ không ra tay, thậm chí thấy cũng không thấy. Vừa rồi Yamada dũng người đạt được tin tức là tùy ý hắn trêu đùa những cái này đại hạ người. Cho nên dập đầu đầy đủ cũng không được, còn có càng khuất nhục sự tình đang chờ bọn hắn. Về phần thần minh là không gặp được. Muốn ra tay, càng là không thể nào. Các ngươi đều đếm lấy một điểm, nhất định phải đập đủ a, không phải không tính. Yamada dũng người hô. Lý Tử Nhiễm bọn hắn không dám nói gì, mỗi người thân người cong lại, liền phải dập đầu. Đầu chậm rãi rơi xuống, liền phải cùng mặt đất tiếp xúc. Yamada dũng người những cái này đông đảo người cười đều cùng hoa cúc đồng dạng. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, một đạo lực lượng vô hình quét tới. Vậy mà chống đỡ Lý Tử Nhiễm đầu của bọn hắn, căn bản không cách nào đập dưới. Lực lượng vô hình bao phủ, một bước cuối cùng, Lý Tử Nhiễm bọn hắn vậy mà đều đập không đi xuống. Kinh ngạc. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc khó mà tin nổi.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Cái này trên mặt đất như có bình chướng vô hình, bọn hắn đầu căn bản là không có cách đập dưới. Đập a, các ngươi làm gì đâu? Yamada dũng người thúc giục nói. Những người khác cũng giống như vậy. Vội vàng hô hào để Lý Tử Nhiễm bọn hắn dập đầu. Thế nhưng là Lý Tử Nhiễm bọn hắn lại cố gắng như thế nào, cũng không được. Đầu khẳng định đập không đi xuống. Rất nhanh, Yamada dũng người bọn hắn cũng phát hiện dị thường. Tình huống như thế nào? Ai đang dở trò? Yamada dũng người phẫn nộ hô lớn. Sau một khắc, Diệp Quân Lâm ba người xuất hiện. Chẳng qua bọn hắn từng có trang phục, mọi người không đến mức một lần tính liền nhận ra. Nương theo lấy một cỗ lực lượng, Lý Tử Nhiễm bọn hắn tất cả mọi người bị mạnh mẽ kéo lên. Không cho phép quỳ xuống. Các ngươi sao có thể cho những cái này tạp toái quỳ xuống dập đầu? Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Yamada dũng người tiến lên một bước, chỉ vào Diệp Quân Lâm nói, chính là ngươi đang làm trò quỷ. Chỉ là Diệp Quân Lâm đột nhiên biến mất. Lại xuất hiện đã đi tới Yamada dũng mặt người trước. Ầm ầm. Yamada dũng người trực tiếp bay ra ngoài, đem Hắc Long đạo trận đại môn đánh nát. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Trầm mặc. Luận ai cũng trầm mặc. Ai có thể nghĩ tới đột nhiên có người xuất hiện, chẳng những ngăn cản Lý Tử Nhiễm bọn hắn quỳ xuống. Còn làm lấy Hắc Long đạo trận trước mặt, trực tiếp đem Yamada dũng người đánh bay. Đây chính là Hắc Long đạo trận A. Bên trong khoảng chừng 4 vị thần minh A. 4 vị A. Phóng tầm mắt đông đảo ai dám gây. Có thể gây thần minh chỉ có thần minh, còn chí ít muốn 4 vị. Mọi người nhìn trước mắt Diệp Quân Lâm, đều cảm thấy hắn điên. Sau khi hạ xuống Yamada dũng thân thể người co quắp một trận về sau, liền không có động tĩnh. Người bên cạnh đụng lên đi xem xét, chỉ thấy Yamada dũng thân thể người chia 5 xẻ 7, chỉ cần hơi đụng một cái sờ, liền lập tức huyết nhục nổ tung. Cái này động tĩnh khổng lồ cũng đem toàn bộ Hắc Long đạo trận kinh đến. Từ bên trong lao ra một đám người. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Chúng cường giả hô to. Khi thấy Yamada dũng người đã trở thành một cỗ thi thể thời điểm, tất cả mọi người giận. Ai làm? Bọn hắn đều điên. Chẳng qua Diệp Quân Lâm liền đứng tại đạo trường cổng, kết quả rõ ràng. Khẳng định là hắn ra tay. Một người trong đó tiến lên. Chỉ vào Diệp Quân Lâm hô, chính là ngươi giết người. Răng rắc. Đột nhiên cái này ngón tay người răng rắc gãy thành hai đoạn, máu tươi vẩy ra. Đừng đem tay chỉ ta. Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Oanh. Đồng thời thân thể người này bay tứ tung ra ngoài. Thân thể giữa không trung nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Chấn kinh. Cực độ chấn kinh. Thậm chí nói tất cả mọi người sắp điên. Tại Hắc Long đạo trận. Tại 4 vị thần minh tỏa chấn dưới, không quan tâm, trực tiếp giết người. Đây là điên A. Muốn chết. Hắc Long đạo trận mấy trăm vị cao thủ cùng nhau lao đến, muốn đem Diệp Quân Lâm thiên đao vạn quả. Đáng sợ linh khí tại Hắc Long đạo trận khuấy động. Đem đám người trọn vẹn đẩy đi ra trăm mét nhiều. Hắc Long đạo trận không đơn giản có thần minh, mà lại cái khác cấp bậc cao thủ cũng đông đảo. Dù sao bọn hắn đều tiếp nhận linh khí phóng xạ tẩy lễ. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm đối mặt đám người này, cũng không nuông chiều bọn hắn mau bệnh. Ầm, 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 chấm. Hắn bàn tay không ngừng kéo xuống. Cái này đến cái khác đông đảo cường giả bị đánh bay ra ngoài. Tại Diệp Quân Lâm một bàn tay dưới, từng cái bị quất đến da chóc thịt bong. Cho dù là linh khí rèn luyện cực hạn thân thể, tại Diệp Quân Lâm trước mặt cũng không có chút nào dùng. Một bàn tay như thường rút nát. Chấm. Thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người đổ xuống. Cái này, đây là Diệp Quân Lâm. Những người khác không biết. Thế nhưng là dần dần Lý Tử Nhiễm bọn hắn nhận ra được. Dù sao đặc thù vẫn là rõ ràng. Nhất là Hắc Ám bác sĩ, cùng Diệp Quân Lâm cõng quân quân. Hắn lúc nào lợi hại như vậy rồi. Đây là Lý Tử Nhiễm bọn hắn tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Cho tới nay, Diệp Quân Lâm đều không mạnh a. Mà lại dù là lần này linh khí khôi phục, hắn dường như cũng không có thu hoạch a. Bởi vì bị linh khí tẩy lễ phóng xạ, tối thiểu đều là linh khí quanh quẩn. Thế nhưng là mọi người cũng không thấy tình huống này tại Diệp Quân Lâm trên thân phát sinh. Hắn là thế nào biến lợi hại? Nhìn dáng vẻ của hắn, vẫn như cũ dựa vào thuần lực lượng. Cũng chính là lúc trước hắn môn kia cơ sở nhất công pháp. Cứ việc mọi người trong lúc nhất thời không cách nào giải thích.
nhưng luôn cảm thấy cùng linh khí khôi phục có quan hệ. Diệp Quân Lâm hẳn là lần này linh khí khôi phục bên trong, đạt được chỗ tốt cực lớn. Trước mắt Diệp Quân Lâm như là ma thần, gặp kẻ nào giết kẻ đó. Nháy mắt, trên mặt đất bầy đầy thi thể. Lại không có một bộ là hoàn chỉnh. Rất nhanh hơn trăm người đổ xuống, những người khác đều chạy, từng chút hướng trong đạo trường lui. Trong đó một cái dẫn đầu tiểu điền một lang lập tức hướng về phía Diệp Quân Lâm nói, trước chờ một chút. Ầm ầm. Nhưng nương theo lấy chính là một đạo một ngạt âm thanh. Tiểu điền một lang đầu trực tiếp nổ. Bị Diệp Quân Lâm một bàn tay đánh nổ. Chúng ta có thể nói a, chúng ta, oanh. Lại một người vừa muốn nói chuyện, bị Diệp Quân Lâm rút nổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói nhảm nhiều quá. Hắn chính là đơn thuần đến giết người. Cũng không phải cầu những cái này thần minh xuất thủ. Nói chuyện gì đàm. Diệp Quân Lâm không lưu tình một chút nào, đại khai sát giới. Trực tiếp giết tiến Hắc Long đạo trận. Tất cả mọi người sắp điên. Mọi người đứng ở đằng xa đều nhìn ngốc. Nhất là Lý Tử Nhiễm bọn hắn. Cảm nhận được Diệp Quân Lâm trên thân kia một cỗ sát phạt lực, đem bọn hắn đều hù sợ. Bọn hắn cũng minh bạch. Diệp Quân Lâm là đang cho bọn hắn xuất khí. Đám này đông đảo tiểu tạp toái đang vũ nhục bọn hắn. Diệp Quân Lâm thấy không quen một màn này. Những người khác càng thêm chấn kinh. Cái này mẹ hắn là tên điên a. Tại Hắc Long đạo trận như vậy giết người, là không có để người ta bốn vị thần minh để vào mắt sao. Quá cực đoan. Thật ngông cuồng. Đúng, không được, dạng này đắc tội thần minh, không những cứu không được quân quân, ngược lại đem tất cả mệnh đều khoác lên bên trong. Lý Tử Nhiễm bọn hắn cái này mới phản ứng được, Diệp Quân Lâm cử động lần này đến cùng phải có nhiều đáng sợ. Vừa mới là bị Diệp Quân Lâm bày ra siêu tuyệt chiến lực cho hù sợ. Hiện tại khôi phục lại về sau, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bọn hắn lập tức muốn ngăn cản Diệp Quân Lâm. Đám người mắt thấy là phải xông đi lên, chỉ là Hắc Ám bác sĩ ngăn lại bọn hắn, không cần. Hắn làm chính là đúng, còn có ta đây. Hắc Ám bác sĩ không thể nghi ngờ là cho mọi người ăn thuốc an thần. Mọi người rất nhanh tỉnh táo lại. Dù sao Hắc Ám bác sĩ thân phận bây giờ, tất cả mọi người là biết đến. Chiến Hùng Quốc chính miệng nói ra đêm làm. Linh khí khôi phục người chế tạo. Toàn thế giới khách nhân tôn quý nhất. Chắc hẳn hắn đi theo Diệp Quân Lâm, đừng nói Hắc Long đạo trận bốn vị thần minh, chính là toàn bộ đông đảo đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Dạng này bọn hắn liền không lo lắng. Diệp Quân Lâm gây họa, Hắc Ám bác sĩ cũng sẽ hóa giải. Chấm. Thời gian một cái nháy mắt, Diệp Quân Lâm lại đánh giết hơn 100 người. Tại ta Hắc Long đạo trận dương oai, muốn chết. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, giống như cửu thiên thần lôi hạ xuống. Không trung rung động ầm ầm, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại xoay tròn. Trọng yếu nhất chính là có một luồng áp lực vô hình như trời nghiêng hạ xuống, ép tới tất cả mọi người thân thể muốn nổ tung. Sinh lòng e ngại, muốn cúng bái. Đây là thần uy a. Thần minh khí thế như thiên hà thao thao bất tuyệt đè xuống. Hắc Long đạo trận thần minh rốt cục nhìn không được. Bên ngoài vây xem hơn vạn đông đảo các con dân toàn bộ thở dài một hơi, trên mặt cũng lập tức hưng phấn kiêu ngạo lên. Bọn hắn toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, cùng nhau hô to, thỉnh cầu thần minh đánh giết cái này đại hạ ác ôn. Chấm. Thần bí nhân này như vậy dương oai. Thật làm không ai có thể quản sao. Lần này thần minh xuất hiện. Chính là lấy mạng của hắn. Nói nhảm nhiều quá. Diệp Quân Lâm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp giết đi vào. Hắc Ám bác sĩ cũng theo sát phía sau, đi theo. Lý Tử Nhiễm bọn hắn muốn đi vào, nhưng bị lão tổ tông bọn hắn ngăn lại. Chúng ta vẫn là không muốn đi thêm phiền cho thỏa đáng. Chấm. Diệp Quân Lâm ba người tiến vào Hắc Long đạo trận sau. Trước mắt lít nha lít nhít tất cả đều là người. Mà tại cách đó không xa ngồi xếp bằng bốn người. Như là thiên thần, liên tục không ngừng tản ra khí thế đáng sợ. Làm càn, cũng dám giết chúng ta đồ tử đồ tôn. Ngươi muốn chết. Bốn người bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm. Làm sao lại như vậy? Tuyệt không có linh khí quanh quẩn. Trong thân thể ngươi cũng không có một tí linh khí. Ngươi là làm sao làm được giết chết nhiều cường giả như vậy? Không thể tin. Bọn hắn đều muốn điên. Diệp Quân Lâm trong cơ thể cũng không linh khí, giết thế nào nhiều như vậy người. Nhất là trong đó thế nhưng là có chuẩn thần minh cấp bậc.
giống như cũng bị Diệp Quân Lâm giết chết. Bọn hắn ánh mắt lại nhìn về phía hắc ám bác sĩ. Cái này, đây là đêm dùng. Bốn người sắc mặt đều biến đổi. Rất rõ ràng có chút kiêng kỵ. Chẳng qua bọn hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm nói, đừng tưởng rằng có đêm làm, ngươi liền muốn làm gì thì làm. Ngươi như thường phải chết. Hiển nhiên Diệp Quân Lâm giết nhiều như vậy người. Bọn hắn cũng sẽ không nhìn hắc ám bác sĩ mặt mũi sẽ không đối Diệp Quân Lâm xuống tay. Đêm làm, đây là chúng ta cùng hắn ân oán, cùng ngươi cũng không quan hệ. Còn mời ngài rời đi. Vô luận như thế nào, bọn hắn vẫn có chút kiêng kỵ hắc ám bác sĩ. Vậy mà để hắc ám bác sĩ chủ động rời xa bọn hắn ân oán. Chuyện nào ra chuyện đó. Hắc ám bác sĩ không thể tham dự vào. Hắc ám bác sĩ cười cười, ta nghĩ tham dự đều không cách nào tham dự a. Hắn nào có tư cách tham dự Diệp Quân Lâm sự tình. Hắn hướng về phía bốn vị thần minh ném đi đồng tình ánh mắt. Hiển nhiên mấy vị này căn bản không biết sau đó phải phát sinh cái gì. Còn tại sợ hãi hắn tham dự vào. Nhìn thấy hắc ám bác sĩ thái độ này. Hắc Long đạo trận mấy vị thần minh ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Lần này liền dễ làm. Bọn hắn có thể toàn lực giết Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm nghĩ đến cái gì, cười lạnh một tiếng, đưa cho đông đảo hoàng tộc lễ vật có. Hắc ám bác sĩ cũng dường như minh bạch Diệp Quân Lâm ý tứ lễ vật chính là trước mắt bốn vị thần minh đầu người. T. Hắn vô ý thức hít vào khí lạnh. Cầm thần minh đầu người làm lễ vật, đương kim trên đời, sợ là chỉ có Diệp Quân Lâm làm được đi. Bốn vị thần minh cùng nhau nhìn xem Diệp Quân Lâm hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao giết chúng ta đệ tử? Diệp Quân Lâm cười lạnh nói, đại hạ người, bởi vì các ngươi vũ nhục đại hạ, đáng chết. Diệp Quân Lâm lời này mới ra. Mấy vị thần minh đều muốn tức điên. Tại đạo trường của bọn họ tùy ý giết người, đây chính là đang gây hấn bọn hắn uy nghiêm. Vô luận bất kỳ lý do gì, giết người đều không được. Cho dù là chính bọn hắn sai. Tóm lại, Diệp Quân Lâm dám ở chỗ này động thủ, chính là phạm phải tội lớn ngập trời. Nghe, người trước quỳ xuống đến dập đầu xin lỗi, lại nói ra bí mật trên người của ngươi, có lẽ chúng ta để ngươi thay cái dễ dàng một chút kiểu chết. Đúng, dám xúc phạm thần minh uy nghiêm, ngươi tội chết đã định. Nói ra bí mật của ngươi, có thể để ngươi thiếu thụ điểm tội. Cứ việc bốn vị thần minh muốn để Diệp Quân Lâm chết, nhưng bọn hắn càng muốn biết Diệp Quân Lâm bí mật. Vì sao không có linh khí còn lợi hại như vậy? Liền dựa vào thuần lực lượng liền đánh ra như thế một quyền khinh khủng đến. Tuyệt đối có đại bí mật. Hiện ở thời đại này, mọi người đều bị linh khí phóng xạ tẩy lễ. Linh khí phương diện đã không cần, hiện tại liều chính là một chút công pháp, chiến kỹ những thứ này. Có thể đem trong thân thể linh khí phát huy đến giá trị lớn nhất. Dù là thần minh cũng không ngoại lệ. Bọn hắn chỉ là linh khí đến nhất định giá trị, nhưng thực lực vẫn là có khoảng cách. Thần minh cùng thần minh đều không giống. Bọn hắn cũng chỉ có thể là đi đề cao. Bây giờ thấy Diệp Quân Lâm trên thân có bí mật, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nói nhảm đồng dạng nhiều. Bỗng nhiên Diệp Quân Lâm từ mọi người trước mắt biến mất. Thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới bốn vị thần minh trước mặt. Ầm ầm. Trực tiếp một quyền nện xuống. Một vị thần minh trùng thiên chín đài né tránh không kịp, chỉ có thể mạnh mẽ đón lấy. Nhưng một giây sau, một cỗ có thể xưng phá thiên lực lượng lan tràn ra, đem vị này thần minh thân thể xé rách. Phanh phanh phanh, vị này thần minh thân thể không quy tắc nổ tung. Mắt trợn tròn, toàn trường đều mắt trợn tròn. Đánh giết một vị thần minh, vẫn là một quyền, chưa từng nghe thấy. Dù là đại khái biết Diệp Quân Lâm lợi hại hắc ám bác sĩ thấy cảnh này, cũng là bị kinh ngạc phải tê cả da đầu. Thuận tay liền xử lý thần minh. Hiện tại hắn rốt cuộc để ý giải Diệp Quân Lâm vì sao chướng mắt thần minh, sớm liền nói thần minh không được. Cái này tại Diệp Quân Lâm trước mặt, liền gà đất chó sành đồng dạng. Sao có thể đi? Một bên thần minh tám trúc tuấn giới nhìn thấy đồng bạn bị giết về sau, lập tức kịp phản ứng. Lập tức điều động toàn thân đáng sợ linh khí. Phóng xuất ra thiên thần uy áp. Muốn đem Diệp Quân Lâm đánh giết. Còn lại hai vị thần minh cũng lần lượt kịp phản ứng, lập tức tụ tập mạnh nhất linh khí đến đánh giết Diệp Quân Lâm. Ba vị thần minh đồng loạt ra tay, quả thực khủng bố như vậy. Kém một chút muốn đem nơi này trực tiếp lật tung. Đất rung núi chuyển. Nhất là đại địa càng là phát ra ầm ầm động tĩnh, tựa như muốn vỡ ra một cái khe nứt lớn. Hắc ám bác sĩ đều bị hù sợ.
chiến lực của hắn là rất mạnh, thế nhưng là đối đầu những cái này thần minh, có thể nói là không hề có lực hoàn thủ. Ba vị đồng loạt ra tay, kia càng không có bất kỳ cái gì khả năng. Uy áp, cuồn cuộn uy áp đánh tới. Trong cơ thể của bọn họ cường đại linh khí kỳ thật chính là thiên địa chi lực, ở trong chứa lấy thiên địa uy áp. Đây cũng là vì sao xưng hô loại người này vì thần minh nguyên nhân. Bọn hắn tự mang thiên địa uy áp. Hoảng sợ thần uy, thế nhân quỳ lạy. Bởi vậy, uy áp đánh tới. Đừng nói người bình thường. Thần minh trở xuống, chính là cái này cuồn cuộn thiên địa uy áp, trực tiếp có thể đem người xé rách. Ba vị thần minh đồng loạt ra tay, kia càng là khủng bố. Hắc ám bác sĩ cảm giác mình muốn bị cái này vô hình uy áp chen bể. Đúng lúc này đợi. Diệp Quân Lâm động. Hắn không nhìn cái này cuồn cuộn uy áp, bước ra một bước. Đi thẳng tới tám trúc tuấn giới trước mặt, xem nhẹ công kích của hắn, mặc cho đánh trên người mình. Diệp Quân Lâm một chút sự tình đều không có. Thế nhưng là hắn trở tay một bàn tay đập vào tám trúc tuấn giới trên thân. Oanh! Tựa như là dưa hấu đồng dạng, trực tiếp vỡ vụn nổ tung. Tám trúc tuấn giới căn bản ngăn không được Diệp Quân Lâm một bàn tay sức mạnh. Người trực tiếp bị oanh không có. Cái khác hai tên thần minh kinh hãi. Loại tình huống này không nên xuất hiện a. Oanh! Oanh! Hai người khác không kịp phản ứng, Diệp Quân Lâm nắm đấm liền đến. Trực tiếp đem hai đại thần minh đánh bay ra ngoài. Hai người cùng nhục chí bóng đồng dạng, linh khí nháy mắt tán đi. Rung động! Quá rung động! Hắc ám bác sĩ tại chỗ sừng sốt. Hắc Long đạo trận hơn nghìn người cũng sững sờ tại nguyên chỗ, phảng phất cái xác không hồn. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Bốn vị thần minh đều bị Diệp Quân Lâm nhẹ nhõm chụp chết. Mỗi một vị thần minh đều không tiếp nổi một chiêu a. Đây cũng quá khủng bố. Từ khi linh khí khôi phục về sau, lần đầu tiên nghe nói có đổ sát thần minh nhân loại. Đây quả thực có thể xưng thần tích a. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn dường như nghĩ đến Bắc Đảo Một Lang tại Đại Hạ là như thế nào vẫn lạc. Cũng không phải là gần đây nghe đồn bị hung thú xử lý. Hắn chính là bị người giết chết. Còn lại, Vũ Nhục Đại Hạ người, đều phải chết. Diệp Quân Lâm ánh mắt dần dần nhìn về phía những người khác. Cái này hơn nghìn người lập tức kịp phản ứng, vừa muốn chạy. Ong ong ong. Diệp Quân Lâm trên thân đột nhiên tản mát ra một loại khí tức cường đại đến, tại quanh người hắn phóng xuất một trận ba động kỳ dị, tựa như vặn vẹo không gian. Ba động kỳ dị khuếch tán ra, bao phủ lại đám người. Ầm, ầm, ầm. Chấm. Hắc Long đạo trận cường giả một cái tiếp một cái bạo thành một đoàn xương máu. Hắc ám bác sĩ liền tận mắt nhìn thấy hơn nghìn người tại trước mắt mình nổ tung. Hắc Long đạo trận toàn quân bị diệt. Một cái đều không có lưu lại. Bao quát tứ đại thần minh. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền chú định bọn hắn kết cục. Diệp Quân Lâm muốn gặp một cái giết một cái. Từ Bắc Đảo Một Lang muốn nô dịch Đại Hạ, nên dự liệu được loại kết quả này. Nhất là dám để cho mình thân bằng hảo hữu như vậy chịu nhục, Diệp Quân Lâm làm sao có thể lưu bọn hắn. Toàn bộ giết. Hắn hiện tại cũng không giống như lúc trước, cần ẩn nhẫn, không thể bại lộ thế lực, kiêng kỵ cái này cái nào. Hiện tại hoàn toàn không giống. Xem ai không vừa mắt, trực tiếp giết chính là. Đem lễ vật chỉnh đốn xuống, chúng ta đi Đông Đảo Hoàng Thất. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Chấm. Hắc Long trong đạo trường đánh cho long trời lở đất. Người bên ngoài chờ đến gọi là một cái sốt ruột. Nhưng lại không ai dám đến bên trong đi. Lý Tử Nhiễm bọn hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Cũng không biết tình huống như thế nào. Đúng lúc này đợi, Diệp Quân Lâm cõng Quân Quân đi ra. Sau lưng Hắc Ám bác sĩ xách một cái túi lớn. Nhìn thấy hai người an toàn ra tới, Lý Tử Nhiễm bọn hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt không có xảy ra chuyện. Càng hẳn là may mắn, Hắc Ám bác sĩ cùng một chỗ đi cùng. Diệp Quân Lâm là cường đại không sai. Khả năng bình yên vô sự đi tới, khẳng định là bởi vì Hắc Ám bác sĩ a. Đây chính là đêm làm a. Toàn thế giới tái sinh phụ mẫu, ai cũng muốn cho mặt mũi. Nhất định là như vậy. Không phải chuyện này không cách nào giải thích. Trừ lời giải thích này bên ngoài, Diệp Quân Lâm có thể bình yên vô sự rời đi, chỉ còn lại một nguyên nhân hắn giết chết Hắc Long đạo nơi trốn có người, bao quát tứ đại thần minh. Hiển nhiên cái này là không thể nào. Từ khi linh khí khôi phục đến nay, còn chưa hề có thần minh bị đổ sự tình.
Bắc đảo Một Lang cùng Vana Mai khác hai vị này thần minh đều là hung thú xử lý. Người còn không có đổ sát thần minh sự kiện. Bởi vậy, bọn hắn là kiên quyết không tin a. Từ giờ trở đi, quân quân sự tình ta đến nghĩ biện pháp, các ngươi cũng đừng chạy ngược chạy xuôi. Tìm thần minh vô dụng, muốn tìm bọn các ngươi tại đại hạ tìm đi. Diệp Quân Lâm nhìn xem mọi người nói. Hắn không nghĩ đám người này thêm phiền. Căn bản liền không tìm được cụ thể biện pháp. Thế nhưng là tất cả mọi người không phục nhìn xem Diệp Quân Lâm, làm sao lại như vậy? Ngươi lại không có đi tìm thần minh, làm sao ngươi biết không được? Đúng a, thần minh thế nhưng là như thần tồn tại, bọn hắn sao có thể không được? Mọi người cũng không tin điểm này. Thời khắc mấu chốt, Hắc Ám bác sĩ đứng dậy, chúng ta đều thử qua. Xác thực không được, ta tuần tự để mèo rừng quốc bảy vị thần minh tra xét quân quân tình huống, trong miệng các ngươi thần minh thần lực đối quân quân độc căn bản vô dụng. Nghe nói như thế, mọi người đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao Hắc Ám bác sĩ càng quyền uy, mà lại thật đi tìm thần minh nhìn qua. Mọi người cũng không tiện nói gì. Các ngươi về trước đại hạ đi. Diệp Quân Lâm thúc giục nói. Lý Tử Nhiễm nhìn xem Diệp Quân Lâm nói, ngươi đến đông đảo, không phải là có biện pháp. Tới thử thử một lần, ngươi cũng không cần đi theo. Yên tâm đi, quân quân ở bên cạnh ta mới là an toàn nhất. Diệp Quân Lâm nói. Lý Tử Nhiễm còn muốn nói điều gì, Hắc Ám bác sĩ nói thẳng, yên tâm đi, còn có ta đây. Đem Lý Tử Nhiễm một đoàn người đưa tiến sau. Diệp Quân Lâm ba người chuẩn bị tiến về đông đảo Hoàng Thất. Mọi người vây xem đều tuyệt đối có chút quỷ dị, Hắc Long đạo trận cứ như vậy bỏ qua giết người đúng không? Hắc Ám bác sĩ là có mặt mũi không sai. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm đều giết nhiều người như vậy, còn có thể bình yên vô sự ra tới. Cái này có chút vấn đề. Kia bốn cái thần minh đến cùng đang làm gì? Nghi hoặc, thật sâu nghi hoặc. Bọn hắn cảm giác chân tướng ngay tại Hắc Long trong đạo trường. Thế nhưng là đám người lại như thế nào nghi hoặc, vẫn là không dám đến Hắc Long trong đạo trường tìm tòi hư thực a. Bọn hắn càng sẽ không nghĩ tới bốn vị thần minh một lần tính vẫn lạc. Đông đảo Hoàng Thất một mực tồn tại, lại là cái tồn tại đặc thù. Cũng không phải là cái gì quyền lợi cơ cấu, nhưng lại là đông đảo tối cao địa vị biểu tượng. Bên trong có đông đảo cổ xưa nhất đồ bí mật nhất, còn có viễn cổ cấp bậc cao thủ. Cho tới bây giờ đều là khiêm tốn đợi thế, không tham dự bất luận cái gì phân tranh. Đây chính là năm đó Diệp Quân Lâm vô luận như thế nào tại đông đảo Na Cha náo biển, đông đảo Hoàng Thất từ đầu đến cuối không có xuất hiện một người nguyên nhân. Đương nhiên cũng là Diệp Quân Lâm không có chạm tới ích lợi của bọn hắn. Một khi chạm tới, nào có không giết đạo lý của ngươi. Chẳng qua từ khi hoàn cảnh biến đổi lớn, đông đảo Hoàng Thất kiến trúc một nửa gặp phải phá hủy sau. Bọn hắn liền không biết điều nữa. Nghe nói có đông đảo nhiều nhất thần minh. Còn lấy ra một chút cổ xưa công pháp những cái này, đến chế tạo ra càng nhiều cường giả. Bây giờ đông đảo Hoàng Thất ngay tại lặng lẽ mạng lưới thần minh gia nhập. Hắc Long đạo trận tứ đại thần minh cũng là mục tiêu của bọn hắn. Ngay tại Diệp Quân Lâm một đoàn người rời đi sau đó không lâu. Vây xem tại Hắc Long đạo trận đám người cũng dần dần tán đi. Thế nhưng là hai đạo nhân ảnh lập tức xuất hiện. Bọn hắn y phục hoa lệ bên trên đâm vào 16 đóa hoa cúc đồ án. Đây là đông đảo Hoàng Thất biểu tượng. Hiển nhiên hai người này đến từ đông đảo Hoàng Thất. Dù sao 16 đóa hoa cúc đồ án cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể có. Nguyên lai bọn hắn một mực cũng tại vây xem trong đám người. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm bình yên vô sự rời đi. Bọn hắn cũng rất là hiếu kỳ Hắc Long đạo trận tại sao lại bỏ mặc Diệp Quân Lâm rời đi. Dù sao một lần tính giết Hắc Long đạo trận nhiều người như vậy. Hắc Long đạo trận còn thả bọn họ ra tới. Hiển nhiên không bình thường. Hắc Long đạo trận bốn vị thần minh đều là hung ác chủ. Đông đảo Hoàng Thất đã cùng bọn hắn thảo luận theo thời gian rất lâu, bọn hắn có thể gia nhập, thế nhưng là trước sau sách một đống lớn điều kiện ra tới. Một cái so một cái hà khắc. Nhất là hiện ở loại tình huống này, dưới tay mình bị giết nhiều người như vậy. Tứ đại thần minh làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy thả Diệp Quân Lâm rời đi? Chuyện không thể nào. Kỳ thật rất nhiều người đều có dạng này nghi hoặc, chỉ là không dám tiến vào tìm tòi hư thực. Những người khác không dám vào nhập Hắc Long đạo trận, bọn hắn thế nhưng là dám. Hai người này lặng lẽ tiến vào Hắc Long đạo trận. Xông vào mũi chính là gai mũi mùi máu tươi. Hiển nhiên tại trong đạo trường cũng tiến hành qua một trận siêu cấp đại chiến.
Bọn hắn từng bước một chạm vào đi. Khi thấy cảnh tượng trước mắt về sau, bọn hắn dọa đến kém chút trực tiếp đã hôn mê. Biết. Rốt cuộc biết người ta vì sao có thể bình yên vô sự rời đi. Thật giết sạch tất cả mọi người. Hai người bị dọa đến ngồi ngay đó, thở hồng hộc. Thật dọa sợ. Vậy mà thật sự có người có thể đồ sát thần linh. Hắn liền cơ bản linh khí quanh quẩn đều không có a. Bọn hắn rất là nghi hoặc. Sau đó Diệp Quân Lâm một đoàn người đem muốn đi đâu? Đông đảo Hoàng Thất. Ở vào Đông đảo Hoàng Thành trung tâm khu vực. Mặc dù linh khí bộc phát thời điểm, kiến trúc bị phá hủy một nửa. Nhưng hôm nay đã sớm xây xong. Hoàng Thất thủ vệ xâm nghiêm, từng vị cường giả tọa chấn. Đáng sợ nhất chính là bọn hắn có được đông đảo nhiều nhất thần minh. Có người đoán chừng trọn vẹn 30 vị thần minh. Đều là đông đảo hoàng tộc viễn cổ cường giả, lần này linh khí khôi phục bên trong bị phóng xạ tẩy lễ, thực lực trực tiếp tăng lên tới thần minh cấp. Còn có một số chuẩn thần minh cấp cường giả. Khoảng cách thần minh liền kém một bước. Mà đông đảo hoàng tộc có được rất nhiều cổ xưa công pháp và pháp môn. Sử dụng những công pháp này về sau, những cái này chuẩn thần minh có thể tạm thời cùng thần minh một trận chiến. Bọn hắn chỉ là linh khí khiếm khuyết. Công pháp chiến kỹ những cái này lại là viễn siêu cái khác thần minh. Diệp Quân Lâm cõng Quân Quân rất mau tới đến đông đảo Hoàng Thất cửa chính. Cửa chính khoảng chừng trên trăm vị cường giả chấn giữ. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm ba người xuất hiện, bọn hắn lập tức tiến lên ngăn đón. Các ngươi là ai, tới làm gì? Hộ vệ lập tức hỏi thăm. Diệp Quân Lâm bỗng nhiên từ bọn hắn trước mắt biến mất. Ầm ầm. Một giây sau, mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Ầm. Càng là có một thân ảnh bay tứ tung ra ngoài, đem Hoàng Thất cửa chính đánh nát. Còn lại hộ vệ kịp phản ứng. Lập tức lao đến. Nhưng tất cả mọi người lập tức bay ra ngoài. Ầm ầm. Từng cái không ngừng rơi đập trên mặt đất. Tới bắt đồ vật. Diệp Quân Lâm căn bản không nói nhảm, trực tiếp đánh. Tiến đông đảo hoàng tộc theo vào nhà mình đồng dạng. Dù sao năm nào tới bắt độc kinh bản thân liền là đông đảo đám này tạp toái từ đại hạ trộm được. Lấy chính mình nhà đồ vật, Diệp Quân Lâm cần chào hỏi gì? Trực tiếp đánh vào tới bắt là được. Diệp Quân Lâm chế tạo ra động tĩnh, đã tại đông đảo hoàng thất náo ra to lớn vang động. Những cao thủ nhao nhao hướng cổng chạy đến. Tiềm ẩn tại hoàng thất bốn phía tu hành những cái kia thần minh cấp cường giả, cũng nhao nhao mở mắt ra. Không phải là bởi vì cảm nhận được nhiều khí tức kinh khủng. Chủ yếu là có người trực tiếp như vậy đánh lên đông đảo hoàng thất tình huống, còn là lần đầu tiên. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Không hiểu rõ vì sao có người có thể trực tiếp đánh tới đông đảo hoàng thất, ghét bỏ mình mệnh nhiều. Trước kia có lẽ có loại tình huống này. Nhưng bây giờ đông đảo hoàng thất rất kiêu ngạo, ngoại giới rất nhiều đều biết có 30 vị thần minh a. Diệp Quân Lâm ba người vừa tiến vào. Trước mắt một đám người lập tức ngăn lại. Đem độc kinh giao ra, không phải đánh chết các ngươi. Câu nói này mọi người đã nghe được 3 lần. Thế nhưng là có tác dụng gì đâu. Vẫn như cũng ngăn không được Diệp Quân Lâm a. Chết nhiều như vậy người. Thậm chí đến bây giờ phần lớn người cũng không biết Diệp Quân Lâm là tới làm gì. Là vì cái gì giết người. Độc kinh. Lần này có không ít người phản ứng lại. Bọn hắn còn nhớ rõ trước đó vài ngày. Bởi vì hoàng thất kiến trúc hư hao, đem độc kinh trong lúc vô tình để lộ ra tới. Không nghĩ tới trước mắt cái này giết người như ngóe tồn tại, vậy mà là hướng về phía độc kinh đến. Một vị hoàng tộc thành viên trọng yếu vừa muốn lên tiếng, phía sau lại có một đạo như kinh lôi thanh âm vang lên, muốn chết. Hoàng tộc thần minh xuất hiện. Oanh! Oanh! Chấm! Không đơn thuần là phía sau, còn có phía trước cùng bên trái bên phải, thậm chí giữa không trung. Đều có tịch diệt khí tức xuất hiện. Giống như thần long hàng thế, tu la sống lại. Thần minh. Hoàng tộc thần minh xuất hiện. Oanh. 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 Chấm. Khí tức cường đại một đạo tiếp lấy một đạo. Không chỉ một vị. Từ trước mắt đến xem, tối thiểu xuất hiện 7-8 vị thần minh. Còn có ẩn núp trong bóng tối. Không nói 30 tên thần minh cùng lúc xuất hiện. Tối thiểu có một nửa đều đến. Ngay từ đầu bọn hắn đối Diệp Quân Lâm là hiếu kỳ. Nhưng mà phía sau chính là phẫn nộ cùng cừu hận. Giết nhiều người như vậy. Nhất là vừa rồi thần kiếp chém đầu những người kia, không ít là đồ đệ của bọn hắn dòng dõi. Bây giờ toàn bộ đều bị giết. Bọn hắn làm sao không khí?
Bên ngoài đã có trọn vẹn 8 vị thần minh chung quanh đem Diệp Quân Lâm vây khốn. Các ngươi khả năng lỗ tai điếc, ta nhắc lại một lần, đem độc kinh giao ra. Nếu không đánh chết các ngươi. Diệp Quân Lâm thiện ý nhắc nhở. Hắn cũng không muốn đánh nhau, càng không muốn giết người. Hắn vừa mới bắt đầu liền đã nói mình đến mục đích. Chỉ là những người này toàn bộ đều không nghe. Vậy hắn có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể đánh giết. Độc kinh. Những cái này thần minh sau khi nghe được, sắc mặt cũng hơi biến hóa. Làm càn, độc kinh chính là ta đông đảo hoàng tộc vô thượng thánh vật, há có thể giao cho ngươi? Ngươi dựa vào cái gì? Trong đó một vị thần minh thất giã Điền Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Quân Lâm không nói gì, chỉ là nhếch miệng lên một vòng đường cong. Ầm ầm. Sau một khắc, hắn vậy mà từ biến mất tại chỗ. Thất giã Điền Hạo cảm thấy nguy hiểm tới gần, một cỗ đáng sợ khí lưu chính phun trào hướng mình. Hắn còn không thể nào bắt giữ, đáng sợ nhất chính là hắn một thân linh khí lại bị ngắn ngủi khóa lại, căn bản không cách nào điều động. Hắn phảng phất bị giam cầm đồng dạng. Trừ tư tưởng, cái khác đều không thể sử dụng. Không, tư tưởng ý thức đều cầm giữ, phản ứng chậm rất nhiều, hết thảy đều là mơ hồ. Quả nhiên, Diệp Quân Lâm nháy mắt xuất hiện tại trước mắt của hắn. Trong tay thần kiếp cắt ngang. Thất giã Điền Hạo thi thể tách rời, máu tươi tại chỗ. Ngốc! Mọi người tại đây lại một lần nữa mắt trợn tròn. Mà chung quanh 7 vị thần minh cùng chỗ tối thần minh cũng đều kinh sợ. Một vị thần minh cứ như vậy bị giết rồi. Mấu chốt còn ở ngay dưới mắt bọn họ, không có bất kỳ người nào kịp phản ứng. Đây mới là chí mạng nhất. Bọn hắn đừng nói phản kích, chính là muốn cứu đều cứu không được. Người này phải kinh khủng bực nào. Mấu chốt hắn không phải thần minh. Hơn nữa còn không có linh khí quanh quẩn, hắn đến cùng là dạng gì tồn tại. Diệp Quân Lâm nhẹ nhõm đánh giết một thần minh về sau, thản nhiên nói, người hỏi ta dựa vào cái gì. Chỉ bằng cái này. Chấn nhiếp tại chỗ. Dù là bên này trong bóng tối có hơn 10 vị thần minh. Nhưng như thế hoàn cảnh dưới, không có người nào động thủ, càng không có người nào nói chuyện. Trầm mặc, nhảy vọt trầm mặc, yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh. Lúc này, hắc ám bác sĩ đi ra, tất cả mọi người đừng hiểu lầm a, chúng ta chỉ là đến tìm độc kinh a. Không muốn đánh nhau, cũng không muốn giết người a. Đám người, tất cả mọi người muốn hộc máu. Ngươi giết nhiều như vậy người, còn có thần minh. Ngươi vậy mà nói không muốn đánh nhau, cũng không muốn giết người. Chúng ta mục đích rất đơn giản, chỉ cần các ngươi giao ra độc kinh, chúng ta lập tức rời đi. Hắc ám bác sĩ cười cười. Nhưng nụ cười này tại mọi người xem ra, càng quỷ dị. Chỉ đơn giản như vậy. Giao ra độc kinh là được. Hoài nghi. Trên mặt tất cả mọi người đều là thần sắc hoài nghi. Cho dù là thần minh. Cũng đang hoài nghi thật giả. Hắc ám bác sĩ chợt nhớ tới cái gì, không khỏi cười nói, đúng, chúng ta cũng không phải tay không đến. Chúng ta mang lễ vật, coi như là đổi lấy độc kinh lễ vật. Phốc, hắc ám bác sĩ lời nói này xong. Mọi người càng nghĩ hộc máu. Từ xưa đến nay, đều là tiên lễ hậu binh. Diệp Quân Lâm cùng hắc ám bác sĩ một bộ này là tiên binh hậu lễ a. Trước dừng lại loạn giết, lại cùng ngươi từ từ mà nói đạo lý. Còn có lễ vật. Rốt cục có người nhìn không được hỏi. Đúng a? Hắc ám bác sĩ cầm trong tay dẫn theo cái túi vứt ra ngoài. 4 khỏa tròn vào đồ vật mang theo máu tươi rơi là tả trên đất. T. Làm mọi người thấy rõ ràng về sau, nhao nhao đổ rút khí lạnh. Trên mặt mỗi người đều là thần sắc kinh khủng. Dù là mấy cái này thần minh cũng là như thế. Cho nên nói những cái này thần minh hoàn toàn chính là tại kéo con bê, nơi nào sẽ là thần. Thần hội như thế sợ hãi sao? Cái này, đây là 8 trúc tuấn giới. Cái này. T, đây là trùng thiên 9 đài. Ta trời. Chấm. Hắc Long đạo trận tứ đại thần minh. Thấy rõ ràng về sau, rất nhiều người cẩn thận phân rõ, liếc mắt nhận ra được. Đây là ai? Cầm Hắc Long đạo trận tứ đại thần minh đầu làm lễ vật. Đây không phải lễ vật. Đây là chấn nhiếp a. Tất cả mọi người, bao quát thần minh. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Nếu như là tình huống khác, bọn hắn biết hỏi thăm những người này đầu là ai giết. Là thế nào đến? Thế nhưng là vừa mới nhìn thấy qua Diệp Quân Lâm miểu sát thất giã Điền Hạo tràng cảnh về sau, tự nhiên mà vậy nghĩ chính là hắn. Khẳng định là hắn giết không thể nghi ngờ.
Hắc Long đạo trận tứ đại thần minh đều bị hắn giết, vậy nói rõ hắn khủng bố đến cực hạn a. Dù là phía bên mình khoảng chừng hơn 10 vị thần minh tại trông coi, đều sợ hãi a. Ai biết hắn đỉnh phong chiến lực mạnh bao nhiêu. Muốn cùng hắn nhất định phải là liều chết một trận chiến. Đánh thắng tự nhiên tốt, thế nhưng là đánh thua đâu. Toàn bộ đông đảo hoàng tộc coi như diệt. Hắc ám bác sĩ cười cười nói, ta kỳ thật muốn tốt cho các ngươi a, các ngươi tranh thủ thời gian giao ra đi. Không phải đến lúc đó phiền phức chính là bọn ngươi a. Các ngươi nếu là không giao ra, đến lúc đó đều sẽ bị hắn đánh chết. Hiện tại Hắc ám bác sĩ đối Diệp Quân Lâm tin tưởng không nghi ngờ. Lấy không được độc kinh, thật sẽ đem bọn hắn đánh chết. Cho nên Hắc ám bác sĩ là thật đang trợ giúp bọn hắn. Không phải chọc tới Diệp Quân Lâm, đều phải chết. Xoắn suýt. Hiện tại đông đảo hoàng tộc những cái này thần minh nhóm vô cùng xoắn suýt. Lên đi, có thể sẽ toàn quân bị diệt. Không lên đi, vấn đề mặt mũi. Đông đảo hoàng tộc. Lúc ấy thần minh. Hai phương diện này đều muốn chịu nhục a. Bọn hắn thật nghĩ triển khai tư thế giết Diệp Quân Lâm a. Bọn hắn 10 cái không đủ. Liền đem tất cả hơn 30 toàn bộ lôi ra đến, cùng một chỗ đối phó Diệp Quân Lâm. Chỉ có thể liều chết liều mạng. Bọn hắn từng cái chiến dịch giạt rào, chuẩn bị trận chiến cuối cùng. Ngay tại lúc này, phía sau một thanh âm truyền đến, đều dừng lại, chậm đã. Lập tức, mấy người nhanh bước ra ngoài. Trong tay còn bưng lấy tinh xảo hộp gỗ. Mấy người đi vào Diệp Quân Lâm trước mặt nói ra, cảm tạ tiên sinh lễ vật, đông đảo hoàng thất rất thích. Hiện tại cố ý đem độc kinh dâng lên, đông đảo hoàng tộc không khẩn cầu cùng tiên sinh kết giao, chỉ cầu tiên sinh đem đông đảo hoàng tộc không muốn xem như địch nhân là được. Chịu thua, đông đảo hoàng thất phục nhuyễn, trực tiếp hướng Diệp Quân Lâm lấy ra độc kinh. Hắc Long đạo trận tứ đại thần minh cùng vừa rồi thất giã Điền Hạo tử vong tràng cảnh quá mức có lực chấn nhiếp. Để bọn hắn không thể không phục mềm a. Cái này nếu là liều mạng. Thế nhưng là cầm toàn bộ đông đảo hoàng tộc đang đánh cược a. Cứ việc độc kinh rất trọng yếu. Nhưng giá trị còn không có lớn đến loại trình độ này. Cầm đông đảo hoàng tộc tương lai đi cược một bản độc kinh. Tính không ra. Mà lại độc kinh đã 4 năm 10 năm không có người động đậy. Chỉ là giấu ở đông đảo trong hoàng thất mà thôi. Nói trắng ra, giá trị không phải lớn như vậy. Bây giờ còn có thể cứu vớt đông đảo hoàng thất, vì sao không lấy ra đâu. Tiếp nhận độc kinh về sau, hộp gỗ trực tiếp trống rỗng vỡ vụn biến mất. Cái kia vỡ vụn tốc độ liền thần minh đều không thấy rõ ràng. Nhất là Diệp Quân Lâm đối diện đưa lên hộp gỗ người kia mới rung động nhất tại hắn thị giác bên trong, hộp gỗ là trực tiếp biến mất. Biến mất không còn tăm hơi. Đây là tiên nhân một loại thủ đoạn a. Dường như so với chung quanh 10 cái thần minh, Diệp Quân Lâm mới giống như là thần. Diệp Quân Lâm mở ra độc kinh lật mấy lần, xác định đây chính là độc kinh. Hắn mới thu vào. Sớm giao ra không là tốt rồi rồi. Chết ít một đám người. Diệp Quân Lâm quay người rời đi. Mục đích đạt tới, liền lại không có lý do tiếp tục chờ đợi. Đông đảo hoàng thất tất cả mọi người đưa mắt nhìn Diệp Quân Lâm bọn hắn rời đi. Nào dám ngăn cản a. Hôm nay phần này sỉ nhục, Diệp Quân Lâm là mạnh mẽ mang cho đông đảo hoàng thất. Làm Diệp Quân Lâm rời đi sau. Đông đảo trong hoàng thất tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người trầm mặc. Sỉ nhục a. Quá sỉ nhục. Rõ ràng đông đảo hoàng tộc có hơn 30 vị thần minh, vì sao bị bức bách thành dạng này. Người ta khi ngươi mặt giết nhiều như vậy người, còn có thần minh, ngươi cũng không dám nói một chữ không. Sỉ nhục đến cực hạn. Đây là đông đảo hoàng thất sỉ nhục nhất một ngày. Đúng lúc này đợi, hai thân ảnh vọt vào. Không tốt, vừa mới có cái người thần bí xâm nhập Hắc Long đạo trận, đánh giết Hắc Long đạo nơi trốn có người, bao quát tứ đại thần minh. Bọn hắn hướng về phía đám người hô. Nhưng sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy đông đảo trong hoàng thất cảnh tượng, cả đám đều sắp điên. Nguyên lai người thần bí cũng tới nơi này. Làm sao bây giờ, chuyện này cứ như thế trôi qua rồi. Một vị thần minh hỏi. Quá oan uổng, quá sỉ nhục. Cái khác thần minh đều thật chặt nắm đấm. Quá sỉ nhục. Nhất là, bọn hắn đều là thần minh a. Lại gặp thụ loại trình độ này sỉ nhục, ai không uất ức. So chết đều khó chịu. Lúc này, từ bên trong đi tới một thần minh. Hắn một mực lặn núp trong bóng tối. Đây là hoàng thất một vị thân vương tồn tại. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, đầu tiên, phong bế hết thảy tin tức.
ta đông đảo một lần tính tổn thất 5 vị thần minh, đây cũng không phải là việc nhỏ. Nếu để cho toàn thế giới đều biết, sẽ khiến đại loạn, sẽ đối đông đảo sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Đúng, một chút tiểu quốc nhà tiểu thế lực tổng cộng cũng liền 4-5 vị thần minh, lại lớn một điểm đoán chừng 10 vị thần minh cho ăn bể bụng. Cho nên chuyện này truyền đi, tuyệt đối gây nên sóng to gió lớn. Thế tất yếu phong kín tin tức. Những người khác cũng rối rít nói. Tin tức này phải khóa kín. Kiên quyết không thể truyền đi. Vị này thân vương tiếp tục nói, tiếp theo đâu, khoản này thù đông đảo hoàng thất tiếp xuống. Nhất định phải báo. Những người khác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thế nhưng là bọn hắn hiện tại cũng đi, chúng ta liền là ai cũng không biết. Thân vương đôi mắt bên trong bắn ra từng đạo hàn mang, thân phận của bọn hắn không khó phán đọc. Vị nào là hắc ám bác sĩ, cũng chính là đêm làm. Một vị khác có nữ nhi, chính là đại hạ Diệp Quân Lâm. Đến tìm độc kinh, là vì nữ nhi của hắn giải độc. Cái gì, Diệp Quân Lâm, hắn lúc nào trở nên mạnh như vậy? Vừa nghe đến Diệp Quân Lâm, tất cả mọi người muốn cùng như bị điên. Trong ấn tượng Diệp Quân Lâm đã sớm phế a. Nơi nào sẽ có được tùy ý miểu sát thần minh thực lực? Đến cùng là cái gì dị loại? Kỳ thật ta cũng không tin, nhưng sự thật chính là như thế. Bất quá, Diệp Quân Lâm thù mới hận cũ chúng ta cùng một chỗ tính. Nhất là ngươi lần này mang cho chúng ta sỉ nhục, chúng ta sẽ không quên. Chờ xem, chúng ta sẽ báo thù. Nghe đến đó, tất cả mọi người hiện ra đáng sợ sát khí tới. Sỉ nhục. Diệp Quân Lâm nhiều lần mang cho bọn hắn sỉ nhục. Mỗi người đối Diệp Quân Lâm là hận đến thực chất bên trong. Nếu như nói đông đảo trước kia người, còn sống sứ mệnh là vì đem đại hạ làm hạ thấp đi. Như vậy thế hệ này sứ mệnh bên trong, nhất định bao hàm một việc diệt trừ Diệp Quân Lâm. Hiện tại như thế. Đi qua cũng là như thế. Nhưng là muốn giết bây giờ Diệp Quân Lâm nói nghe thì dễ a, vừa mới hắn thực lực cỡ nào, mọi người cũng đều nhìn thấy rồi. Thế giới hoàn cảnh biến đổi lớn về sau, tất cả mọi người đang nói thần minh là mạnh nhất. Thế nhưng là đâu, hiện tại liền có người tùy ý miểu sát thần minh. Tin tức này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn a. Thân vương âm thanh lạnh lùng nói, chỉ có thể liên hợp. Hắn có thể giết 10 cái thần minh, chúng ta liền triệu tập 20 cái. Có thể giết 20 cái, chúng ta liền triệu tập 50 cái. Ta liền không tin, một lần tính trên 100 cái thần minh, hắn như thế nào giết? Đúng, Diệp Quân Lâm phải chết. Chúng ta bàn bạc kỹ hơn, triệu tập đủ nhiều cường giả, đồng loạt ra tay. Ta liền không tin Diệp Quân Lâm có thể đỡ. Chúng ta đông đảo mặc dù cũng có trên 100 thần minh, nhưng chúng ta không thể cầm đông đảo tương lai đi cược. Chúng ta phải liên hợp thế lực khác, hoặc là nói mượn đao giết người. Lợi dụng những người khác tay tới đối phó Diệp Quân Lâm. Đã có thể giết chết Diệp Quân Lâm, cũng có thể bảo tồn thực lực của chúng ta. Bọn hắn đã thiết lập tốt mạch suy nghĩ, muốn cho Diệp Quân Lâm chế tạo một trận kinh thế sát cục. Diệp Quân Lâm ba người tuyệt không rời đi đông đảo, mà là tại lân cận địa phương nghỉ ngơi. Diệp Quân Lâm trực tiếp cầm lấy độc kinh nghiên cứu. Hắc ám bác sĩ cũng ở bên cạnh quan sát. Qua sau một thời gian ngắn, hắc ám bác sĩ tán thưởng, không hổ là đại hạ cổ tịch a. Ta tìm kiếm bao nhiêu năm độc dược vậy mà đều có ghi chép. Còn có mạnh nhất độc dược bên trong 87 loại độc tố, ta chỉ ít đã thấy 6 loại. Đều có tương ứng giải pháp. Chủ yếu là ta không biết mạnh nhất độc dược cái khác độc tố là cái gì, nói không chừng đã có. Kinh hỉ. Diệp Quân Lâm cùng hắc ám bác sĩ trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Bản này độc kinh có thể mang đến hy vọng a. Diệp Quân Lâm cùng hắc ám bác sĩ thấy phương hướng có chút có sự khác biệt. Hắc ám bác sĩ là thay đổi nhỏ, nhằm vào mỗi một loại độc tố giải pháp loại này. Nhưng Diệp Quân Lâm tìm là một lần tính giải quyết mạnh nhất độc dược giải pháp. Cũng tỉ như có loại thuốc nào hoặc là biện pháp, có thể giải mở vạn độc. Vô luận cái gì độc dược đều có thể. Chấm. Hai người một mực nghiên cứu. Hai người càng là cẩn thận đến không buông tha một cái điểm. Cái này nghiên cứu một chút, qua đi tới một ngày một đêm thời gian. Đối hắc ám bác sĩ đến nói là kinh hỉ. Hắn nắm giữ quá nhiều độc dược cùng giải pháp. Hắn cũng rất tự tin. Dù là những phương pháp này không thể trực tiếp giải hết quân độc, nhưng chỉ hoãn những cái này vẫn là có khả năng. Phải biết, trước đó hắn đối mặt quân tình huống, chính là hết đường xoay sở, không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng có độc kinh biện pháp về sau. Hắn chí ít có thể khống chế lại quân bệnh tình phát tác, có thể trì hoãn ở độc tố.
hắn tin tưởng đây chỉ là bắt đầu. Chỉ cần đọc xong độc kinh về sau, Quân Quân tình huống nói không chừng có thể giải quyết. Hai người một mực nghiên cứu, rất mau tới đến độc kinh cuối cùng. Làm lật ra cuối cùng thứ hai đếm ngược trang về sau, Diệp Quân Lâm đôi mắt bên trong hung hăng sáng lên. Cả người hô hấp dồn dập. Làm Hắc Ám bác sĩ sau khi thấy, cũng kinh ngạc đến ngây người. Độc kinh thật đúng là có giải khai vạn độc biện pháp cùng đồ vật. Độc kinh phía trước bộ phận là sáng tác người cả đời liên quan tới độc dược thu thập ghi chép phương pháp hòa giải. Mà phía sau, đây là độc kinh sáng tác người dung hợp y thuật cùng độc đạo sáng tạo ra giải pháp cùng thí nghiệm qua vật hữu dụng vật chất vân vân. Hợp lấy phía trước đồ vật toàn bộ đều là trò trẻ con. Cuối cùng mới thật sự là trọng điểm. Giải vạn độc đây cũng quá kích động. Diệp Quân Lâm hô hấp dồn dập, cả người đều nhanh muốn ngạt thở. Chỉ cần nắm giữ loại biện pháp này, Quân Quân độc chẳng phải là liền phải tốt rồi. Đáp án ngay tại một trang cuối cùng, chỉ cần lật qua, liền có thể tìm tới giải quyết Quân Quân độc. Diệp Quân Lâm run rẩy lật hạ một trang cuối cùng. Hắc Ám bác sĩ trong mắt cũng phải bay ra ngoài. Đến cùng là phương pháp gì có thể giải mở vạn độc a? Còn có thế gian lợi hại nhất độc dược. Đến cùng là cái gì? Có thể so sánh qua được Quân Quân bên trong mạnh nhất độc dược sao? Quả thực quá khó mà tin nổi. Nhưng khi Diệp Quân Lâm lật đến một trang cuối cùng về sau, hai người đều thất vọng. Nhất là Diệp Quân Lâm kém chút tức điên. Có loại bị vận mệnh trêu cợt cảm giác. Nguyên lai độc kinh một trang cuối cùng căn bản liền không có nội dung. Nó tồn tại chỉ nói rõ là độc kinh còn có hạ nửa cuốn. Chân chính kinh thế hãi tục đồ vật đều giấu ở độc kinh hạ nửa cuốn bên trong. Độc kinh trên nửa quyển vẻn vẹn chính là ghi chép thế gian vạn độc mà thôi, hạ nửa cuốn mới là độc kinh hạch tâm. Có thể một lần tính giải khai vạn độc biện pháp cùng dược vật đều tại độc kinh hạ nửa cuốn bên trong. Đương nhiên độc kinh, khẳng định ghi chép nhất toàn lợi hại nhất độc dược. Lợi hại nhất độc dược cũng tại hạ nửa cuốn bên trong. Mà lại giải vạn độc biện pháp cũng là lấy độc trị độc. Độc kinh bên trong y thuật kỳ thật chính là độc thuật. Chơi ta sao? Diệp Quân Lâm tức giận đến hét lớn. Vốn cho rằng độc kinh liền có thể giải khai Quân Quân trên người độc. Không nghĩ tới còn có hạ nửa cuốn. Hắc Ám bác sĩ cũng là ngồi liệt trên mặt đất. Kia là nhìn thấy hy vọng về sau, lại nháy mắt tuyệt vọng chênh lệch cảm giác. To lớn đến để người căn bản là không có cách tiếp nhận. Diệp Quân Lâm thở hồng hộc, nếu không phải Quân Quân tỉnh lại. Đoán chừng hắn lệ khí bộc phát, có thể đem toàn bộ Đông đảo Hoàng Thành phá hủy. Làm sao bây giờ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Hắc Ám bác sĩ rất nổi nóng. Lại đi Đông đảo Hoàng Thất, hỏi bọn hắn muốn hạ nửa cuốn. Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, cùng đi. Chấm. Đông đảo trong Hoàng Thất. Hạ nhân vừa mới đem cục diện rối rắm thu thập hết. 10 cái thần minh chính ngồi cùng một chỗ thương thảo như thế nào đối phó Diệp Quân Lâm. Oanh. Nhưng một giây sau, một cỗ khí tức cường đại đánh tới. Diệp Quân Lâm tựa như sao băng rơi xuống, trực tiếp xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phốc phốc. Phốc phốc. Nương theo lấy thanh âm, hai cái đầu rớt xuống đất. Hai đại thần minh tại chỗ vẫn lạc. Ngốc. Những cái này thần minh, bao quát Hoàng Thất Thân Vương cũng đều sửng sốt. Không thể tin nhìn xem Diệp Quân Lâm cùng một bên vẫn lạc hai cái thần minh. Dọa sợ. Mỗi người đều đang run rẩy, thậm chí tất cả mọi người sắp sợ tè ra quần. Dù sao bọn hắn chính đang thương nghị như thế nào đối phó Diệp Quân Lâm đâu. Một giây sau, Diệp Quân Lâm liền xuất hiện, còn trực tiếp đánh giết hai đại thần minh. Cái này. Bọn hắn bị phát hiện rồi. Như vậy tiếp xuống chẳng phải là toàn bộ Đông đảo Hoàng Thất đều muốn gặp nạn. Nhìn Diệp Quân Lâm lặng yên không một tiếng động xuất hiện đánh giết hai đại thần minh đến nói. Thực lực của hắn mình những người này ngăn không được a. Diệp Quân Lâm trực tiếp giết người mục đích rất đơn giản. Nếu như người cười mặt đến cùng người ta muốn độc kinh hạ nửa cuốn, Đông đảo Hoàng Thất có thể sẽ có cành lá hoa hòe. Chuẩn bị cho ngươi ra một chút yêu thiêu thân đến, không nhất định sẽ lấy ra thật tới. Đến lúc đó phiền phức vô cùng. Còn không bằng Diệp Quân Lâm đi lên trực tiếp giết người, chấn nhiếp Đông đảo Hoàng Thất. Để bọn hắn làm gì liền phải làm gì. Dạng này bọn hắn liền sẽ không có cành lá hoa hòe. Có sẽ trực tiếp lấy ra. Dù sao Diệp Quân Lâm uy thế liền còn tại đó. Chấm. Trước mắt Đông đảo thành viên Hoàng Thất nhóm đều muốn điên. Gặp người liền giết.
nhìn tư thế cái này đông đảo hoàng thất không gánh nổi a. Đúng vào lúc này, Diệp Quân Lâm thanh âm vang lên, đem Độc Kinh Hạ nửa cuốn giao ra. Ừm, đám người sửng sốt, nguyên lai không phải là bởi vì bọn hắn kế hoạch báo thù đến, hay là bởi vì báo thù a. Vẫn là vì Độc Kinh mà đến a. Nhất tự Tịnh Kiên Vương Điện Hạ a, vừa mới Độc Kinh ngươi không phải đã lấy đi sao? Vị nào thân vương nói? Xưng hô cũng thay đổi. Trước đó bọn hắn có lẽ không thế nào sợ hãi Diệp Quân Lâm. Nhưng lần này lại đến, Diệp Quân Lâm trực tiếp giết người. Đem bọn hắn dọa sợ. Độc Kinh có thượng hạ hai quyển, các ngươi cho ta là thượng quyển, đem hạ quyển lấy ra. Không phải. Diệp Quân Lâm thanh âm như đao. Hậu quả người người đều biết. Đó chính là giết người. Rất có thể mọi người tất cả mọi người muốn chết. Chẳng qua đông đảo thân vương một mặt phiền muộn, khiếp đảm nhìn xem Diệp Quân Lâm nói ra ngươi khả năng không tin, chúng ta căn bản không có Độc Kinh hạ nửa cuốn. Đúng, đông đảo hoàng tộc chỉ lấy dấu Độc Kinh trên nửa quyển, hạ nửa cuốn căn bản không tồn tại. Những người khác cũng kinh hồn bạt vía đạo. Sợ mới mở miệng, Diệp Quân Lâm liền cho bọn hắn giết. Như thế để Diệp Quân Lâm sững sờ. Dù sao hắn vừa xuất hiện liền giết hai vị thần minh, cho bọn hắn đầy đủ trấn nhiếp. Bọn hắn sẽ không nói dối. Thân vương tiếp tục nói, nhất tự Tịnh Kiên Vương Điện Hạ, ta biết cái này Độc Kinh. Kỳ thật thượng hạ hai quyển kém nhiều lắm, thượng quyển là rất thần kỳ, nhưng cuối cùng giống như là người thu thập lại. Nhưng hạ quyển quá thần kỳ, tựa như là tiên thần sáng tạo ra đồng dạng. Cho tới nay, đông đảo hoàng thất cũng đang tìm hạ quyển. Trên nửa quyển là từ đại hạ tìm đến. Nhưng hạ quyển vô luận như thế nào cũng không tìm tới, dường như căn bản không tồn tại đồng dạng. Nếu như có hạ quyển, chúng ta đã sớm giao ra. Không cần thiết cầm Độc Kinh đến đánh bạc hoàng thất chúng ta vận mệnh. Chấm. Khi bọn hắn nói ra những lời này, Diệp Quân Lâm kỳ thật đã tin. Loại thời điểm này, bọn hắn cũng không dám nói láo. Dù sao chắn chính là toàn bộ đông đảo hoàng thất vận mệnh. Sau đó đông đảo hoàng thất các đại thành viên toàn bộ xuất hiện. Toàn bộ nói Độc Kinh hạ nửa cuốn cũng không tồn tại ở đông đảo trong hoàng thất, đoán chừng còn tại đại hạ. Thậm chí nói thần kỳ hạ nửa cuốn căn bản liền không tồn tại. Lúc này, độc tà thần tin tức cũng truyền tới. Xưng đông đảo hoàng thất Độc Kinh chính là trên nửa quyển, về phần hạ nửa cuốn biến mất. Không có ai biết ở nơi nào. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, lập tức, nhìn về phía đông đảo hoàng thất đám người. Ta hỏi các ngươi, lúc trước cái này nửa cuốn Độc Kinh các ngươi ở nơi nào phát hiện? Đông đảo thành viên hoàng thất nhao nhao lắc đầu, không biết, từ chúng ta ký sự lên, cái này Độc Kinh liền trong hoàng thất. Đông đảo hoàng thất còn cất giữ toàn thế giới một chút chân quý vật phẩm, cụ thể làm sao tới không biết. Rất nhiều thứ đều là rất sớm trước kia thu hoạch. Chúng ta thật không biết. Diệp Quân Lâm lại tra nửa ngày, căn bản không có kết quả. Độc Kinh hạ nửa cuốn căn bản không tại đông đảo hoàng thất. Bọn hắn cũng không biết hạ lạc. Phải biết hạ lạc, lấy đông đảo người tính cách, sợ là đã sớm đi đoạt. Không có kết quả, chỉ có thể rời đi. Hắc ám bác sĩ an ủi, Diệp tiên sinh cũng đừng uể oải, tối thiểu cái này Độc Kinh bên trên ghi chép thế gian vạn độc. Quân quân loại độc dược, hẳn là từng cái đều có thể đối ứng bên trên, chỉ chờ Thiên Thuẫn cục kết quả ra tới, đem cụ thể độc tố phân loại ra. Độc Kinh vẫn là có từng cái biện pháp ứng đối. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, tốt, trước mắt xem ra, chỉ có thể như thế. Diệp Quân Lâm bọn hắn vừa rời đi. Đông đảo hoàng thất thần minh nhóm tiếp tục mưu đồ, kế hoạch có biến, Diệp Quân Lâm so trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Tạm dừng kế hoạch, lại quan sát lại nói. Bên cạnh lại có một nữ nhân đi ra. Chúng ta xem kịch là được, Diệp Quân Lâm tuyệt đối là thời đại này kẻ quấy rối. Nhất là hắn khẳng định phải đi chiến Hùng Quốc. Nữ nhân một nhắc nhở, tất cả mọi người đôi mắt bên trong đều là sáng lên. Đúng a, lấy Diệp Quân Lâm thực lực bây giờ, nhất định phải đi chiến Hùng Quốc giết cửu đầu xà. Chúng ta đến lúc đó có thể cùng chiến Hùng Quốc hợp tác, nói không chừng có thể tự tay báo thù. Mọi người đều trở nên hưng phấn. Thậm chí đều sùng bái nhìn về phía nữ nhân. Chỉ có nàng thấy rõ ràng hình thức. Chấm. Diệp Quân Lâm tiếp xuống để đại hạ thiên sách thần soái những người này lập tức tìm kiếm Độc Kinh hạ nửa cuốn. Chẳng qua hy vọng xa vời. Độc tà thần tìm thời gian dài như vậy, mới biết được Độc Kinh trên nửa cuốn tại đông đảo hoàng thất loại. Hiện tại đi tìm một cái biến mất thậm chí không tồn tại hạ nửa cuốn, nói nghe thì dễ.
chỉ có thể tìm những biện pháp khác. Thế nhưng là hy vọng ở nơi nào đâu? Diệp Quân Lâm thở dài một tiếng. Không nhìn thấy a? Có thể không vội sao? Quân Quân tình huống hắn so với ai khác đều hiểu rõ. Đừng nhìn mình tạm thời khống chế lại, nhưng lần tiếp theo bộc phát, ai biết sẽ là dạng gì hậu quả. Tình huống hiện tại là tiếp xuống liền đi đâu đi cũng không biết. Không có chờ Diệp Quân Lâm bọn hắn rời đi. Một đầu kình bạo tin tức truyền khắp toàn thế giới. Chiến Hùng Quốc tuyên bố bọn hắn đã trưởng khống có thể nhân tạo thần minh biện pháp. Tin tức này vừa ra tới, thật là toàn thế giới sôi trào. Hoàn cảnh biến đổi lớn về sau, hiện tại các quốc gia các thế lực lớn thiếu chính là cái gì? Chính là thần minh. Thần minh càng nhiều, quốc gia này liền càng cường đại. Thần minh liền đại biểu cho sức cạnh tranh. Thế nhưng là linh khí khôi phục đã qua, bao nhiêu thần minh đã xác định. Không có cách nào có càng nhiều thần minh xuất hiện. Bởi vậy, rất nhiều quốc gia thế lực đều đang nghĩ, có thể hay không đánh tạo ra càng nhiều thần minh. Thế nhưng là người vì không có cách nào a? Trừ phi lần nữa bị chùm sáng phóng xạ, mới có thể. Căn cứ thống kê, tất cả thần minh đều là tại chùm sáng từ không trung rơi xuống, thần minh đều là tại cột sáng hạ tắm rửa qua. Nhất là tại cột sáng đầu trên tắm rửa, càng thêm cường đại. Nói rõ trong cột sáng linh khí mới là nồng nặc nhất, tốt nhất hấp thu. Cũng nói tất cả thần minh đều là từ cột sáng tắm rửa bên trong đản sinh. Lúc trước cột sáng rơi xuống, rất bao nhiêu người đều là e ngại, căn bản không dám hướng phía trước. Chỉ có một số nhỏ người dám đi cột sáng hạ tắm rửa. Bởi vậy, thần minh mới có thể ít như vậy. Nếu như mọi người lúc trước biết đứng tại cột sáng hạ tắm rửa, có thể biến thành thần minh. Sợ là hiện tại toàn thế giới khắp nơi đều là thần minh. Đương nhiên cũng không phải trải qua cột sáng tắm rửa liền có thể biến thành thần minh, cũng nhìn tiềm lực thể chất vân vân. Chỉ có điều xác suất lớn một chút. Thần minh đối với hiện tại các đại quốc các thế lực lớn quá trọng yếu. Chính là mệnh a. Nhưng bây giờ không có cột sáng, nơi nào có thần minh sinh ra. Đây là mọi người nhức đầu một điểm. Nhưng là bây giờ Chiến Hùng Quốc lại có nhân tạo xuất thần minh biện pháp. Cái này làm sao không để người chấn kinh. Một chút tiểu quốc thế lực nhỏ mới 3-4 cái thần minh a. Bây giờ người ta người vì có thể tạo ra đến thần minh. Kia trên lý luận chẳng phải là nói Chiến Hùng Quốc nghĩ có bao nhiêu thần minh liền có bao nhiêu rồi. Đỏ mắt a. Rất nhiều quốc gia thế lực đều muốn điên. Thèm a. Nếu là ai nắm giữ loại phương pháp này, chẳng phải là muốn cất cánh rồi. Đừng nhiều chế tạo ra 1-2 chục cái thần minh liền đầy đủ. Chẳng qua nhân tạo thần minh điều kiện rất là hà khắc, các phương diện đều yêu cầu tương đối cao. Không có mọi người trong tưởng tượng như thế, muốn tạo mấy cái liền chế tạo mấy cái. Dù là Chiến Hùng Quốc cũng làm không được như thế. Thế nhưng là có cơ hội đánh tạo nên, cái này đầy đủ. Chiến Hùng Quốc còn tuyên bố biện pháp này là cửu đầu xà cung cấp. Toàn thế giới lần nữa xôn xao. Quả nhiên ra sức bảo vệ cửu đầu xà là có nguyên nhân. Có thể cung cấp lợi hại như vậy phương pháp, ai bất lực bảo đảm. Mấu chốt là loại biện pháp này quá khủng bố. Có thể nhân tạo thần minh. Bản thân Chiến Hùng Quốc liền mạnh tới mức này, trong truyền thuyết có hơn 1000 thần minh. Khả nhân người đều biết loại này số liệu căn bản là dấu báo. Chân chính số lượng muốn so cái này nhiều hơn nhiều. Hiện tại lại nắm giữ nhân tạo thần minh biện pháp, kia được nhiều mạnh. Dù là đây là một cái thí nghiệm, nhưng bọn hắn có đầy đủ át chủ bài đi thí nghiệm a. Nhiều như vậy thần minh, tùy tiện kéo tới một chút, đều có thể làm thí nghiệm. Khủng bố. Cực hạn khủng bố. Chiến Hùng Quốc còn tuyên bố công kỳ tạm thời không cùng hưởng những biện pháp này, chẳng qua có thể thương lượng. Ý tứ này rất đơn giản. Quốc gia khác thế lực nếu như có át chủ bài có thể tới thương lượng. Hiển nhiên là phải bỏ ra to lớn đại giới, phải dùng những điều kiện khác đem đổi lấy loại phương pháp này. Cái khác tiểu quốc liền không cần nghĩ. Căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Tin tức này vừa ra tới sau. Có không ít thế lực quốc gia trực tiếp lựa chọn gia nhập Chiến Hùng Quốc. Bọn hắn muốn nhận Chiến Hùng Quốc che chở. Gia nhập thần minh cũng là càng ngày càng nhiều. Cây theo tin đồn. Cửu đầu xà cung cấp biện pháp bên trong chẳng những có thể nhân tạo xuất thần minh, còn có thể cho lúc đầu thần minh tăng cường thế lực, trình độ lớn nhất vận dụng trong cơ thể hấp thu linh khí. Cái này cùng nhân tạo thần minh đồng dạng khủng bố. Dù sao tại mọi người trong nhận thức biết, thần minh đã đến cấp độ cao nhất. Nơi nào muốn lấy được cái này còn có thể tăng thực lực lên.
Bình thường người không biết. Thế nhưng là những cái này thần minh nơi nào không rõ ràng mình thực lực thế nào. Mặc dù nói trong cơ thể linh khí dồi dào, thu hoạch được đủ loại thiên phú. Nhưng từ đầu đến cuối không cách nào làm cho linh khí uy lực tối đại hóa thi triển đi ra. Đây chính là vấn đề. Bọn hắn có thể càng mạnh một bước. Mà có chút nắm trong tay công pháp cao cấp thần minh, bọn hắn là có thể đem linh khí tối đại hóa vận dụng ra tới. Bởi vậy bọn hắn cũng liền càng mạnh. Thần minh cũng là phân thật nhiều giai đoạn, cũng không phải là tất cả thần minh đều như thế mạnh. Bọn hắn chỉ là linh khí phóng xạ tẩy lễ nhiều, so với những người khác. Cho nên, làm cửu đầu xà có dạng này thủ đoạn thời điểm, chẳng những có thể trở thành chiến hùng quốc thượng khách, còn có thể trở thành toàn thế giới thần minh tán thành tồn tại. Lần này bảo hộ cửu đầu xà người càng ngày càng nhiều. Cho dù là bọn họ rời đi chiến hùng quốc, cũng có vô số người phải che chở bọn hắn. Cái này khiến cửu đầu xà đám địch nhân hết đường xoay sở. Lần này diệt trừ cửu đầu xà càng phát khó khăn. Chấm. Hắc ám bác sĩ nghe được tin tức này về sau, mắng to một tiếng, đám này tạp toái thật đúng là thật sự có tài. Biện pháp này đều có. Chẳng qua cái này mạnh nhất độc dược bọn hắn cũng không có biện pháp giải quyết. Nhìn bộ dáng của bọn hắn cũng không nghĩ lấy giải khai. Diệp Quân Lâm cười cười, đó cũng không phải. Bọn hắn đang chờ ta giải khai đâu. Ngươi cho là bọn họ cho Quân Quân ăn vào độc dược, là nghĩ đơn thuần hủy đi nàng sao? Bọn hắn kỳ thật cũng muốn biết biện pháp giải quyết, thông qua chúng ta tới biết. Dù sao có thể hay không giải độc đối bọn hắn đến nói, đều như thế. Hắc ám bác sĩ lập tức minh bạch, thì ra là thế, đám này tạp toái chờ lấy chúng ta biện pháp giải quyết. Cho nên ta tuyệt không có thể biến mất hành tung của ta, chúng ta đi nơi nào, đều tại bọn hắn trong khống chế. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Hắc ám bác sĩ tò mò hỏi, vậy chúng ta đại náo đông đảo hoàng thất bọn hắn cũng là biết đến. Chi tiết tuyệt đối không biết, đông đảo hoàng thất tuyệt đối sẽ phong chi tiết tin tức. Bọn hắn không nghĩ người khác biết lá bài tẩy của bọn hắn, nhất là phát sinh thần minh bị tàn sát sự tình, càng sẽ không để người ta biết. Diệp Quân Lâm đã sớm đoán được bọn hắn phong tất cả tin tức. Tiếp xuống chúng ta đi đâu? Hắc ám bác sĩ hỏi. Lập tức thượng đế chi não tiểu tử này liền đến. Cùng hắn tụ hợp về sau, xem hắn có hay không phương hướng, chúng ta đợi nhất đẳng đi. Thượng đế chi não tồn trữ lấy rất nhiều tin tức, liền tương đương với một cái ngưu bức nhất tổ chức tình báo. Hắn nói không chừng có phương hướng. Hắc ám bác sĩ tiếp tục nghiên cứu độc kinh, hắn liền đợi đến thiên thuẫn cục đem tất cả độc tố phân tích ra được. Hắn đến lúc đó tốt mượn nhờ độc kinh phát huy được tác dụng đến giải độc. Tạm thời, bọn hắn tại đông đảo ở lại. Diệp Quân Lâm cũng tiến một bước vì Quân Quân duy trì thân thể sinh cơ, không để độc tố phát tác. Hắn phát hiện chất độc này quá giảo hoạt, làm bộ không phát tác, kỳ thật chậm rãi tại dở trò. Dù sao độc dược này chứa độc tố nhiều lắm, trong đó một chút độc tố rất giảo hoạt, tại tiến một bước thích ứng Quân Quân thân thể, dạng này phiền toái hơn. Hiện tại Quân Quân còn bày biện ra đến một loại trạng thái thèm ngủ. Nàng nếu là tỉnh dậy, phải hao tổn nguyên khí, còn có ý thức sinh động. Cũng dễ dàng kích động độc tố. Bởi vậy thèm ngủ trạng thái, là thân thể nàng vô ý thức bảo vệ mình. Chẳng qua tiếp tục như vậy không được a. Quân Quân có thể sẽ xuất hiện một loại tình huống, thèm ngủ về sau rốt cuộc tỉnh không tới. Sẽ xuất hiện thiên thuẫn cục chuyên gia nói loại tình huống kia ý thức tồn tại, nhưng người đã biến thành độc dược. Đang lúc Diệp Quân Lâm suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, ngoài cửa đột nhiên có động tĩnh. Đều đến, vậy liền vào đi. Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa dứt, năm người đã đi vào phòng bên trong. Có Đông Phương gương mặt, cũng có Phương Tây gương mặt. Năm người đều rất cường đại. Mặc dù không phải thần minh cấp bậc. Những người này đêm khuya đến thăm, còn không có bất kỳ cái gì địch ý. Cái này khiến Diệp Quân Lâm rất là nghi hoặc. Bọn hắn là tới làm gì? Nói một chút các ngươi là ai? Đến dụng ý đi. Diệp Quân Lâm nói. Thân phận của chúng ta rất đơn giản, cửu đầu xà là chúng ta cửu địch. Không đơn thuần là chúng ta, còn có hàng ngàn hàng vạn người đều là giống nhau. Mục đích của chúng ta chỉ có một cái diệt trừ cửu đầu xà. Một người trong đó nói. A, cửu hận cửu đầu xà người A. Diệp Quân Lâm gật gật đầu. Cửu đầu xà tồn tại thế gian thời gian rất lâu, bọn hắn xú danh chiêu, làm rất nhiều chuyện ác. Trong phạm vi toàn thế giới cửu địch nhiều lắm. Nhất là góp nhặt thời gian quá dài. Vô số người một mực tìm bọn hắn,
chỉ là cửu đầu xà luôn luôn làm việc che giấu. Căn bản là không thể nào tìm lên, nếu không phải lần này bọn hắn đầu nhập chiến hùng quốc, sợ là mọi người vẫn là tìm không thấy. Những ngày này chúng ta thống kê dưới, cửu đầu xà cửu địch dựa theo thế lực, trong phạm vi toàn thế giới chí ít cũng có 5-6 vạn. Nhân số không cách nào tính toán. Một mực đang tìm cửu đầu xà ý đồ báo thù, chúng ta thống kê chỉ ít có hơn 4,800 cái thế lực đang tìm kiếm. Chấm. Lời này vừa ra tới. Diệp Quân Lâm cũng chấn kinh. Xem ra cửu đầu xà thật sự là tiếng xấu chiêu. Vậy mà đắc tội nhiều như vậy người. Có thể thấy được đám này tạp toái làm đủ trò xấu. Đây vẫn chỉ là bọn hắn thống kê không đến sợ là càng nhiều. Khả năng càng nhiều thế lực cùng người đều là bị cửu đầu xà trực tiếp diệt khẩu. Cũng không còn cách nào báo thù. Nếu như dựa theo làm chuyện xấu trình độ, đám này tạp toái so chư thần phòng thí nghiệm cùng chiến ưng quốc đô còn đáng sợ hơn. Liền lấy quân quân ăn vào mạnh nhất độc dược đến nói, không biết trước đó thí nghiệm thời điểm chết bao nhiêu người và động vật. Tối thiểu phải mấy vạn người a. Động vật lại càng không cần phải nói. Nhất là độc dược này thế nhưng là 87 loại độc dược tạo thành. Muốn thử nghiệm dung hợp, đoán chừng rất khó khăn. Muốn thử nghiệm đến hoàn mỹ lời nói, cần rất nhiều chuột bạch. Thật sự là làm đủ trò xấu đến cực hạn. Nếu là thống kê cửu đầu xà hại chết người, đoán chừng số lượng hù đến người đều không dám thống kê. Bọn hắn có bao nhiêu cửu địch đều không kỳ quái. Nhất là đoán chừng mỗi người đều đối cửu đầu xà hận đến thực chất bên trong. Hận không thể đem cửu đầu xà tất cả mọi người thiên đao vạn quả, rút gân lột da, uống máu của bọn hắn. Liền cùng Diệp Quân Lâm đồng dạng. Bởi vì quân quân chúng độc, đối cửu đầu xà là hận đến thực chất bên trong. Hiện tại là không có gặp được cửu đầu xà người, không phải hắn sẽ giết đến hôn thiên ám địa. Đem những người này chém thành muôn mảnh. Năm người đột nhiên phẫn nộ, giận dữ hét. Hiện tại nếu biết cửu đầu xà tồn tại, cũng biết cửu đầu xà ở nơi nào. Vậy chúng ta những người này liền phải báo thù. Vô số người đều muốn lấy đi báo thù. Kia báo thù các ngươi đi a. Diệp Quân Lâm có chút im lặng. Muốn tìm cửu đầu xà báo thù, vậy các ngươi liền to gan đi a, tìm đến mình làm gì? Hắn cũng không phải cửu đầu xà. Không phải a, cứ việc tất cả mọi người muốn đi báo thù. Thế nhưng là cửu đầu xà đầu nhập hiện nay trên thế giới thế lực cường đại nhất chiến hùng quốc a. Đồng thời chiến hùng quốc muốn ra sức bảo vệ bọn hắn. Cửu đầu xà chỗ vị trí tối thiểu có 30 thần minh tại bảo vệ. Mà lại toàn bộ chiến hùng quốc chí ít hơn ngàn thần minh đứng tại phía sau bọn họ. Trước đó không lâu tin tức người cũng nghe nói chứ. Cửu đầu xà có thể nhân tạo thần minh phương pháp, cái này khiến bọn hắn trở thành thượng khách. Bảo vệ bọn hắn không đơn thuần là chiến hùng quốc. Là toàn thế giới a. Dạng này chúng ta làm sao có thể báo thù? Báo thù cửu đầu xà chẳng khác nào cùng toàn thế giới là địch. Dù là cửu đầu xà địch nhân rất nhiều, nhưng lực lượng của chúng ta cuối cùng là có hạn. Sợ là đến không được chiến hùng quốc, cũng phải chết ở trên đường. Mấy người giải thích nói. Bọn hắn tuyệt không nói thẳng mục đích, ngược lại giải thích một đống. Diệp Quân Lâm ngẩng đầu nhìn cái này người hỏi, cho nên. Các ngươi đến tìm ta nguyên nhân. Hắn đã đại khái đoán được đám người này ý đồ. Tìm ngươi nguyên nhân, rất đơn giản. Muốn để ngươi gia nhập chúng ta, đoàn kết lại, cùng một chỗ báo thù cửu đầu xà. Cầm đầu người nói. Những người khác phụ họa nói, chúng ta biết ngươi cùng cửu đầu xà cửu hận, cho ngươi nữ nhi phục dụng mạnh nhất độc dược. Cái này thù ngươi không nghĩ báo sao. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói, khẳng định nghĩ. Bọn hắn sống không được, ta sẽ giết sạch bọn hắn. Cái này đúng. Chúng ta cũng giống như vậy, đều là muốn cửu đầu xà tất cả mọi người chết. Thế nhưng là, hiện tại tìm cửu đầu xà báo thù quá khó. Quả thực là chuyện không thể nào, diệt trừ cửu đầu xà xác suất chính là số 0. Một mình đơn thế lực càng là không thể nào. Hiện tại rất nhiều người minh bạch đạo lý này, đều đã bỏ đi cửu hận. Không có ý định cùng cửu đầu xà báo thù, thậm chí liền cửu đầu xà có cửu hận sự tình sách đều không nhắc, sợ về sau bị trả thù. Mà lại không phải số ít, phải nói 90% thế lực đều từ bỏ ý nghĩ này. Thế nhưng là loại này cừu hận bất cộng đái thiên sao có thể từ bỏ. Chúng ta nhất định phải báo thù, một người không được, vậy liền mọi người cùng nhau đoàn kết lại. Chỉ cần chúng ta đoàn kết lại lực lượng đủ cường đại, liền có thể báo thù. Chấm. Diệp Quân Lâm minh bạch. Cửu đầu xà cửu địch nhóm ngay tại tụ tập đoàn kết lại, nghĩ bện thành một sợi dây thừng đến báo thù.
Rất rõ ràng. Mình chỉ là một cái trong số đó. Cũng không phải là chuyên môn tìm đến mình chủ đạo tràng diện. Bọn hắn còn tìm rất nhiều người. Nói không chừng chính mình cũng không phải trọng yếu cái kia. Ngươi yên tâm đi, chúng ta bây giờ tụ tập lại người đã vượt qua 3 vạn người. Còn có 7 vị thần minh tọa chấn. Bọn hắn dẫn đầu chúng ta báo thù. Ừm. Diệp Quân Lâm ngược lại là sững sờ. Không nghĩ tới cửu địch bên trong còn có thần minh tại. Vẫn là 7 vị. Chẳng qua nghĩ lại, cái này cửu đầu xà đắc tội nhiều người như vậy, có cái gì đều không kỳ quái. Lực lượng của chúng ta còn tại ngày càng lớn mạnh bên trong. Mạng lưới các loại cái người như vậy mới cùng cường giả. Tin tưởng sẽ có càng nhiều thần minh gia nhập, chúng ta báo thù cơ hội vẫn là rất lớn. 5 người trịnh trọng nhìn về phía Diệp Quân Lâm, Diệp tiên sinh mặc dù ngươi không phải thần minh, không cách nào đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Thế nhưng là ngươi tại mưu kế phương diện là nhất tuyệt, người người cũng biết. Hiện tại báo thù cửu đầu xà độ khó quá lớn, không đơn giản cần đại lượng thần minh cấp cường giả gia nhập, còn hứa nha phòng ngừa sai sót kế hoạch. Ngươi chính là tổ chức cần mưu đồ người một trong. Chúng ta tin tưởng ngươi có mưu kế, có thể đem tổ chức chúng ta chiến lược tối đại hóa, khả năng nhất đi báo thù cửu đầu xà. Chấm. Diệp Quân Lâm chính mình cũng vui. Nguyên lai muốn mình gia nhập, là coi trọng tài trí của mình. Đúng là như thế, nếu như bọn hắn muốn báo thù cửu đầu xà. Nhất định phải có xác thực kế hoạch. Ví dụ như thế nào tiến vào chiến hùng quốc bên trong. Như thế nào đối phó cửu đầu xà bên người thần minh. Lại đối phó thế nào chiến hùng quốc thần minh chi viện. Chấm. Đây đương nhiên là thực lực yếu, không cách nào báo thù biện pháp. Có thể đối Diệp Quân Lâm đến nói, rất đơn giản a. Trực tiếp xuất hiện tại chiến hùng quốc, giết liền xong. Ai cản ai chết. Đừng nói 30 thần minh. Chính là 3.000 cái, 3 vạn cái thần minh. Cũng ngăn không được Diệp Quân Lâm một người a. Hắn muốn giết cửu đầu xà, này thời gian không ai có thể ngăn được. Hiện tại chỉ chẳng qua trọng điểm tại Quân Quân trên thân, để cửu đầu xà sống lâu một trận thôi. Hắn nghĩ cửu đầu xà khi nào hủy diệt, liền để nó khi nào hủy diệt. Rất sự tình đơn giản. Liền điều khiển thần kiếp một đường chém giết xuống dưới là đủ. Diệp tiên sinh gia nhập đi, chúng ta cần ngươi. 5 người thành khẩn nhìn xem Diệp Quân Lâm hỏi. Chỉ là Diệp Quân Lâm cười cười nói. Không cần, hủy diệt cửu đầu xà ta một người đầy đủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Quân Lâm lời này mới ra. 5 người đều kinh ngạc đến ngây người. Diệp Quân Lâm sẽ cự tuyệt, bọn hắn có thể dự liệu được. Dù sao hiện tại cửu đầu xà từ chiến hùng quốc ngàn vạn thần minh che chở, tìm bọn hắn báo thù không khác muốn chết. Là người đều sẽ biết sợ. Bởi vậy, cửu đầu xà hơn 90% cửu địch đều đánh chống lui quân, không dám báo thù. Bọn hắn cũng đi chuyên môn mời qua rất nhiều người, đều là cự tuyệt. Căn bản không dám nhắc tới báo thù cái này sự tình, thậm chí không dám nhắc tới cùng cửu đầu xà có cửu hận chuyện này. Diệp Quân Lâm cứ việc nữ nhi đồ quân dụng hạ mạnh nhất độc dược. Nhưng hắn sợ cũng là rất bình thường a. Dù sao cửu đầu xà hiện tại là một tòa khách quý, toàn thế giới đều có thể che chở. Nơi nào có thể báo thù a? Ai báo thù ai nhất định phải chết. Thật không nghĩ đến Diệp Quân Lâm vậy mà nói ra lý do này tới. Hủy diệt cửu đầu xà một mình hắn đầy đủ. Hoàn toàn chính là tại kéo con bê. Đương kim trên đời, nào có ai có thể một người hủy diệt cửu đầu xà. Cái này hoàn toàn chính là trò cười. Ngươi liền thần minh đều không phải. Nói gì hủy diệt cửu đầu xà. Bọn hắn trước mắt tụ tập lại tổ chức, cùng một chỗ thương thảo qua. Nếu như muốn triệt để báo thù cửu đầu xà, tối thiểu phải có tiếp cận trên 100 vị thần minh đồng loạt ra tay, mới có hy vọng. Mà hy vọng cũng chỉ 5 thành mà thôi. 100 vị thần minh ra tay, mới có 5 thành hy vọng. Hiện tại Diệp Quân Lâm nói một mình hắn đầy đủ hủy diệt cửu đầu xà. Nói mạnh miệng cũng không phải như vậy nói. Khoác lác cũng phải có cái hạn độ được không? Không nói những cái khác. Hiện tại toàn thế giới khó khăn nhất hoàn thành một việc chính là tìm cửu đầu xà báo thù. Đây là công nhận. 100 cái thần minh đều kết thúc không thành, một người hoàn thành. Quả thực chính là trò cười. Diệp Quân Lâm quét đám người liếc mắt, các ngươi những người này nên làm gì làm cái đó đi, cũng đừng đối với việc này lãng phí thời gian. Giết cửu đầu xà ta một người liền đầy đủ,
Hiện tại chỉ là để bọn hắn sống lâu một hồi. Mọi người thù ta đến báo là được. Các ngươi cái gì báo thù liên minh liền giải tán đi. Các ngươi làm không được, cũng không cần làm không sợ hy sinh. Diệp Quân Lâm nói hời hợt nhẹ nhàng. Thế nhưng là nghe được đám người rời sông lấp biển. Cái này Diệp Quân Lâm là điên rồi sao? Mảy may không có đem cửu đầu xà để vào mắt a. Nó thế nhưng là đầu nhập chiến hùng quốc a. Báo thù cửu đầu xà chính là cùng chiến hùng quốc thậm chí toàn thế giới đối nghịch a. Mọi người không thể tin nhìn xem Diệp Quân Lâm. Còn để bọn hắn báo thù liên minh ngay tại chỗ giải tán. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới ngươi liền loại lời này đều nói được. Ngươi sợ sẽ là sợ. Sao phải nói khoác lác đâu. Còn một mình ngươi báo thù cửu đầu xà. Ngươi cho rằng ngươi là thượng đế chuyển thế a? Chết cười ta, rõ ràng sợ hãi không dám hướng cửu đầu xà báo thù, kết quả vậy mà nói ra lời này đến. Chấm. Mấy người châm chọc khiêu khích nói. Nói thật, ngươi lý do cự tuyệt quá nhu nhược, ngươi chính là cái hèn nhát. Hèn nhát, rùa đen rút đầu. Mấy người không che giấu chút nào dùng ngôn ngữ kích động vũ nhục Diệp Quân Lâm. Chúng ta mời qua rất nhiều người gia nhập, cự tuyệt rất nhiều. Trong 100 người 99 người đều cự tuyệt. Nhưng bọn hắn lý do đều là ăn ngay nói thật, chính là sợ hãi, không muốn chết. Duy chỉ có ngươi nói ra như thế đường hoàng lý do đến. Chúng ta xem thường ngươi, con gái của ngươi đều bị ép hại thành dạng này, ngươi cũng không dám đi báo thù. Ngươi không xứng làm phụ thân, càng không xứng làm một cái nam nhân. Cũng là bởi vì người như ngươi tồn tại, tham sống sợ chết. Khiến cho cửu đầu xà càng phát ra ngông cuồng. Quang minh chính đại khiêu khích hết thảy. Ngươi lại ngay cả báo thủ dũng khí đều không có. Ngươi xứng đáng con gái của ngươi sao? Chấm. Năm người đều lòng đầy căm phẫn hướng về phía Diệp Quân Lâm hô. Diệp Quân Lâm không nói chuyện. Thế nhưng là đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hàn mang. Sát ý. Cút. Một tiếng hô lên. Năm người thân thể thật cao quăng lên, như là như diều đứt dây bay tứ tung ra ngoài. Phanh 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 phanh. Năm người trùng điệp rơi đập trên mặt đất, phát ra đáng sợ tiếng vang. Năm người sau khi hạ xuống, thân thể cuộn mình, cốt cốt bốc lên máu tươi. Tiếp nhận đáng sợ trọng kích. Mấu chốt bọn hắn cũng không biết Diệp Quân Lâm là như thế nào xuất thủ. Cái này người mạnh như vậy. Bọn hắn năm người mặc dù không phải đỉnh tiêm, thế nhưng tính song tay. Bằng không người liên lạc chuyện trọng yếu như vậy sẽ không đến phiên bọn hắn tới làm. Thế nhưng là thì tính sao? Cuối cùng so ra kém thần minh. Hơn nữa còn nhát gan như vậy sợ phiền phức. Kỳ thật bọn hắn làm sao biết. Diệp Quân Lâm tuyệt không hạ sát thủ, không phải mấy người kia toàn bộ đều ngỏm củ tỏi. Thế nhưng là ngã xuống đất sau mấy người một mặt quật cường, tốt, có khí có thực lực đi cho cửu đầu xà phát tiết a, người chính là cái hèn nhát. Đây không phải rất có thực lực sao? Làm sao, sợ cửu đầu xà rồi, không dám gia nhập báo thủ hàng ngũ rồi. Năm người này miệng cùng con vịt đã đun sôi đồng dạng cứng ngắc lấy. Cứ việc ngươi đánh bại chúng ta, nhưng chúng ta không phục. Ngược lại ngươi vẫn là hèn nhát. Chúng ta còn muốn mắng ngươi. Lại bức bức một câu, giết các ngươi. Diệp Quân Lâm trên thân tản mát ra tính thực chất sát khí. Cái này khiến năm người toàn thân run lên. Thật sợ. Bọn hắn cảm giác nếu là lại không đi, Diệp Quân Lâm thật sẽ hạ sát thủ. Ngươi cũng liền chút bản lãnh này rồi. Sẽ chỉ giết những người khác, có bản lĩnh đi giết cửu đầu xà a. Diệp Quân Lâm nhiều như vậy người bên trong, ta xem thường nhất chính là ngươi. Coi là không có ngươi chúng ta không cách nào thành sự thật sao. Chúng ta cũng không cần một cái phế vật, chờ xem, chúng ta sẽ bị tiêu diệt cửu đầu xà. Chấm. Mấy người hùng hùng hổ hổ chạy đi. Lại sợ chết, miệng vừa cứng. Liền bởi vì bọn họ là cửu đầu xà cửu địch, Diệp Quân Lâm mới không có hạ sát thủ. Không phải bọn hắn chết sớm. Diệp Quân Lâm thanh âm cũng quanh quẩn tại bọn hắn bên tai, cửu đầu xà chỉ có thể ta một người đi giết, những người khác không được. Đám người này vừa rời đi. Quân Quân liền tỉnh, nàng nhìn xem Diệp Quân Lâm nhỏ giọng nói, ba ba, ta biết ngươi chẳng những không sợ, ngươi sẽ còn thật một người đi báo thù. Chẳng qua Quân Quân hy vọng ba ba không muốn đi báo thù. Quân Quân sẽ tốt. Đừng nhìn Quân Quân mỗi ngày thèm ngủ, nhưng kỳ thật tình huống như thế nào. Quân Quân hiểu rõ 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 ràng ràng. Nàng cũng biết cửu đầu xà hiện tại có người che chở, báo thù đó là một con đường chết. Nhất là Diệp Quân Lâm quật cường tính tình nàng là biết đến, hắn thật sẽ một người đi báo thù cửu đầu xà.
Đương nhiên chuyện này xem ra là vô luận như thế nào cũng không thể. Quân Quân không nghĩ ba ba gặp nguy hiểm. Diệp Quân Lâm sờ sờ Quân Quân cái đầu nhỏ, yên tâm đi, ba ba hiện tại chính là tìm biện pháp chữa khỏi ngươi. Cửu đầu xà sự tình mặt khác lại nói. Nghe nói như thế, Quân Quân lúc này mới yên tâm, lập tức ngủ thật say. Nàng thèm ngủ chứng là càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này hiển nhiên là độc dược mang tới triệu chứng. Bọn chúng ngay tại từng bước xâm chiếm Quân Quân, để Quân Quân bất đắc dĩ đến thèm ngủ. Hôm sau, Thượng Đế chi não đi vào. Đầu tiên là thống mạ cửu đầu xà cùng Chiến Hùng Quốc. Kỳ thật người ta là bị người lợi dụng công cụ thôi, nhưng tuyệt đối không được cầm thân phận của chúng ta đi làm việc, không phải chết như thế nào cũng không biết. Ta càng ngày càng phát giác chúng ta chính là công cụ. Đoán chừng về sau Chiến Hùng Quốc sẽ đem chúng ta đẩy hướng một cái hiểm địa, đến lúc đó có người giết chúng ta, Chiến Hùng Quốc sẽ dùng cái này mở ra chiến. Chúng ta thế nhưng là tôn quý nhất thượng khách, ai động, chính là cùng Chiến Hùng Quốc là địch. Chấm. Thượng Đế chi não đã phân tích ra một loại tình huống tới. Chiến Hùng Quốc sẽ cầm mạng của bọn hắn tới làm khai chiến lý do. Kỳ thực hiện tại rất nhiều thế lực đều muốn khai chiến. Nhất là đối đại hạ những cái này không có thần minh địa phương đến nói. Vô số người đều nhìn chằm chằm. Có thể thiếu một cái khai chiến lý do. Nhưng hắc ám bác sĩ bọn hắn có thể tính lý do. Ví dụ như hắc ám bác sĩ cùng Thượng Đế chi não vô tội chết tại đại hạ. Chiến Hùng Quốc liền dùng cái này lý do đại hạ giết toàn thế giới tái sinh phụ mẫu, vô số thần minh thượng khách khai chiến. Diệp Quân Lâm cười lạnh, bọn hắn che chở cửu đầu xà, cửu hận này ta ghi lại. Không biết vì sao, hắc ám bác sĩ hai người vô cùng chờ mong một ngày này Diệp Quân Lâm đặt chân Chiến Hùng Quốc. Đúng, người bây giờ có hay không phương hướng? Diệp Quân Lâm hai người nhìn xem Thượng Đế chi não. Thượng Đế chi não thở một ngụm nói, vẫn là có thu hoạch. Ta ngược lại là nghe được một cái tin đồn. Tin đồn gì? Diệp Quân Lâm hai người hỏi. Chính là liên quan tới mạnh nhất độc dược, cửu đầu xà vì sao nghiên cứu cái này mạnh nhất độc dược. Khẳng định là vô lợi không dậy sớm, nghe đồn chính là cửu đầu xà nghiên cứu độc dược này mục đích. Thượng Đế chi não kiểu nói này, mọi người mới phản ứng được. Cửu đầu xà ăn no nhàn rỗi không chuyện gì làm a? Nghiên cứu độc dược này làm gì? Mà lại loại độc dược này khẳng định hao phí to lớn tài lực vật lực tinh lực cùng thời gian. Hắc ám bác sĩ nhất hiểu những chuyện này. Hắn mặc dù nói là hứng thú cho phép, nhưng nghiên cứu những cái này độc dược. Nhưng thật ra là vì cho chư thần phòng thí nghiệm dùng làm vũ khí. Bây giờ suy nghĩ một chút, cửu đầu xà cũng sẽ không vô duyên vô cớ nghiên cứu cái này mạnh nhất độc dược. Tổ chức này lấy nghiên cứu cổ tu sĩ mà nổi danh, bọn hắn cũng khẳng định không phải hứng thú gì yêu thích. Nghiên cứu cái này khẳng định đều có mục đích. Mạnh nhất độc dược tác dụng đoán chừng càng lớn. Bọn hắn nghiên cứu cái này mạnh nhất độc dược là vì đối phó cửu địch của bọn họ. Nhưng cụ thể là ai không biết. Ta cũng không có tra được. Thượng Đế chi não nói. Diệp Quân Lâm cùng hắc ám bác sĩ liếc nhau sau nói, cái này người được nhiều khủng bố. Đáng giá bọn hắn nghiên cứu ra như vậy độc dược tới đối phó. Thượng Đế chi não gật gật đầu, ta cũng dạng này cảm thấy. Bởi vậy, ta cảm giác tìm tới cửu đầu xà thù này địch, nói không chừng có biện pháp đâu. Trên lý luận là có khả năng này, có thể chuyên môn nghiên cứu loại độc dược này đối phó, nói rõ cái này người không đơn giản. Thế nhưng là đi đâu đi tìm đâu? Hắc ám bác sĩ tương đương cho Thượng Đế chi não tưới một chậu nước lạnh. Đây chỉ là cái nghe đồn thôi. Cùng đại hạ trấn ma ti cùng thiên sư phủ đồng dạng. Không cho người ta hy vọng thôi. Ai, xác thực như thế, chẳng qua ta nghe nói Chiến Hùng Quốc để cửu đầu xà bắt đầu nghiên cứu loại độc dược này giải pháp. Dù sao trưởng khống loại độc dược này, so đơn thuần dùng loại độc dược này ca cao sợ nhiều. Chấm. Đều là có hy vọng. Nhưng hy vọng quá mơ hồ. Diệp Quân Lâm căn bản bắt không được a. Hắn vẫn tương đối tin tưởng độc kinh một điểm. Căn cứ độc kinh ghi chép, hạ nửa cuốn có mạnh nhất độc dược cùng giải khai vạn độc một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp, thậm chí còn có giải khai vạn độc thiên tài địa bảo. Hiện tại Diệp Quân Lâm mục tiêu chính là tìm loại này thiên tài địa bảo, xuất hiện một loại gì thần dược, đem Quân Quân độc một lần tính hóa giải. Phải từ cái phương hướng này vào tay. Trước kia tìm loại này thần dược đoán chừng xác suất nhỏ. Nhưng hôm nay linh khí khôi phục, nói không chừng ở nơi nào nảy sinh một loại nào đó thần dược. Diệp Quân Lâm đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ.
Dù sao hắn cùng Hắc Ám bác sĩ thăm viếng cấm địa khoảng thời gian này, thu hoạch vẫn là không nhỏ. Đương nhiên cũng là không có đụng phải một lần tính giải khai quân quân độc dược thần dược. Có thần dược, nhưng cấp bậc không đủ, không cách nào xứng đôi quân quân chúng độc thuốc. Nhưng một mực tìm đi xuống, vẫn là có hy vọng. Sau đó, Diệp Quân Lâm đội ngũ gia tăng đến 4 người. Bọn hắn tìm kiếm mục tiêu vẫn là đồng dạng tiếp tục tại cấm địa phương diện xuống tay. Trước đó tìm kiếm cấm địa đều là trên đất bằng, trong hải vực vẫn còn chưa qua. Bởi vậy, Diệp Quân Lâm 4 người bắt đầu ở đông đảo 4 phía hải vực cấm địa tiến hành thăm dò. Liên tiếp 7 ngày, tìm kiếm 12 cái hải vực cấm địa. Thu hoạch vẫn như cũ không nhỏ. Thật phát hiện không ít thiên tài địa bảo. Đương nhiên cũng đã gặp qua so sánh thần minh cấp trong biển hung thú. Diệp Quân Lâm giết không ít, sau đó Hắc Ám bác sĩ 2 người đem hung thú trên người bảo vật đều nhất nhất mang đi. Cho bọn hắn tăng thực lực lên những thứ này. Chẳng qua đối với quân quân tình huống vẫn là không có cách nào. Cái gì trong biển thiên tài địa bảo đều không được. Diệp Quân Lâm hết đường xoay sở, chỉ có thể nói với mình không thể sốt ruột. Chẳng qua tại bọn hắn chuẩn bị rời đi đông đảo thời điểm. Thượng đế chi não tình báo phát huy tác dụng. Mang đến tin tức tốt. Ta tra được phương Nam Châu Amazon sâu trong rừng mưa, có một hơi thánh thuyền. Có thần kỳ tác dụng, dân bản xứ uống có thể trị bách bệnh. Cho tới nay, nơi đó tuổi thọ của con người đều rất dài. Kỳ thật cái này miệng thánh thuyền tình huống thật so cái này khoa trương phải nhanh, nói là khởi tử hồi sinh đều không quá phận, dân bản xứ vì che giấu tử thủ thánh thuyền, nói không lợi hại như vậy. Nhưng kỳ thật rất khủng bố, trong lúc nhất thời đối cái này miệng thánh thuyền không cách nào giải thích được. Lần này linh khí khôi phục về sau, có người cuối cùng đã rõ thánh tuyền là chuyện gì xảy ra. Bởi vì cái này miệng thánh tuyền phía dưới là một khối cỡ nhỏ linh mạch A. Bên trong linh khí nồng đậm dồi dào, một mực tư dưỡng thánh tuyền, để thánh tuyền có thần kỳ công hiệu. Lần này linh khí khôi phục về sau, cái này miệng thánh tuyền phía dưới linh mạch cũng bị nổ tung, linh mạch phần lớn toàn bộ tan tại cái này miệng thánh tuyền chúng rồi. Hiện nay cái này miệng thánh tuyền càng khủng bố hơn so trước kia. Hẳn là có thể đạt tới giải vạn độc công hiệu. Khi Thượng Đế Chi Não giải thích xong về sau, Diệp Quân Lâm đã không kịp chờ đợi. Vẫn chờ làm gì, đi à. 4 người vội vã xuất phát. Cứ việc hấp thu linh khí hoặc là thụ linh khí tẩm bổ thiên tài địa bảo có rất nhiều, nhưng cái này miệng thánh tuyển trước đó đã chịu đựng linh mạch lâu dài tẩm bổ, đã biến thành một hơi suối thuốc, tăng thêm lần này biến cố, triệt triệt để trở thành thần dược chi tuyển. Ta cảm giác hy vọng rất lớn. Diệp Quân Lâm giải thích nói. Đồng thời đối nó tràn ngập hy vọng. Hắn muốn chính là loại này một lần tính hóa giải tất cả độc tố thiên tài địa bảo. Lại thêm hắn ở bên cạnh phụ trợ, Diệp Quân Lâm tin tưởng quân quân chữa khỏi là hoàn toàn có hy vọng. 4 người vội vã chạy tới Amazon rừng mưa. Chẳng qua vấn đề cũng tại. Hiện nay Amazon rừng mưa loại này thiên nhiên khu vực sớm đã bị các quốc gia liệt vào cấm địa. Dựa theo các quốc gia quy định. Cấp 3 cấm địa là chỉ ít có so sánh thần minh cấp hung thú khu vực. Các quốc gia các thế lực lớn trước mắt ngay tại có thứ tự tiến hành thám hiểm đào móc, đương nhiên phải tập kết 2 tên trở lên thần minh mới chịu đi thám hiểm. Cấp 2 cấm địa là chỉ ít có 10 con so sánh thần minh cấp khu vực. Trước mắt trừ chiến hùng quốc bên ngoài, không có quốc gia thế lực dám đi cấp 2 cấm địa thám hiểm. Tìm kiếm thành công còn tốt. Nếu là thất bại đây, phải tổn thất bao nhiêu thần minh đi vào. Rất nhiều tiểu quốc, liền tìm kiếm tư bản cùng đại giới đều không có. Mà cấp 1 cấm địa đáng sợ nhất, tiêu chuẩn là số lượng chỉ ít có 50 đến 100 so sánh thần minh cấp hung thú, còn có một số không biết khủng bố. Ví dụ như thiên nhiên hiểm cảnh, tựa như Nam Cực sông băng cái kia vòng xoáy linh khí, dù là thần minh đi vào đều cửu tử nhất sinh liên. Dựa theo toàn thế giới các đại quốc đánh dấu ra tới cấp 1 cấm địa cũng không nhiều. Không cao hơn 20 cái. Liên chiến hùng quốc đều không có thăm dò qua cấp 1 cấm địa. Dù sao thăm dò cấp 1 cấm địa, tối thiểu phải đầu nhập trên 100 thần minh. Giá quá lớn. Liên bọn hắn cũng không nguyện ý gánh chịu nguy hiểm, chứ nói chi là thế lực khác. Hiện tại cái này Amazon sâu trong rừng mưa chính là cấp 1 cấm địa. Có người dự tính, Amazon sâu trong rừng mưa thần minh cấp hung thú số lượng tối thiểu tại 100, thậm chí hơn A. Cái này cũng chưa tính cái khác thiên nhiên nguy hiểm. Có thế lực lớn dự đoán qua, Amazon rừng mưa có thiên nhưng hiểm cảnh, dù là thần minh đi vào đều khó mà toàn thân trở ra. Chớ nói chi là những người khác.
Bởi vậy đi Amazon rừng mưa cửu tử nhất sinh. Đi đến nửa đường, Thượng Đế Chi Não mới nhớ tới vấn đề này tới. Hắn cũng không phải không yên lòng Diệp Quân Lâm thực lực, chỉ là cái này cấp một cấm địa quả thật có chút dọa người. Trên trăm cái so sánh thần minh cấp hung thú, ai biết là cái dạng gì. Hắn cũng minh bạch, trách không được Thánh Tuyển sự tình những người khác rất ít biết. Hoặc là nói căn bản không có truyền bá ra tới. Khẳng định có không ít người biết Thánh Tuyển, chỉ là Thánh Tuyển tại Amazon sâu trong rừng mưa, ai dám đi a? Đây chính là cấp một cấm địa a. Muốn chết mới có thể đi đâu. Đừng nói là người bình thường. Chính là một tôn thần minh cũng không dám đi a. Bởi vậy dù là có người biết cái này miệng Thánh Tuyển, đoán chừng cũng sẽ không để ở trong lòng, đi sách chuyện này. Dù sao mình làm không được a. Cùng ích lợi của mình không quan hệ, làm gì để bụng đâu. Nếu là cái này Thánh Tuyển dễ tìm, đám người này đã sớm điên cuồng đi tìm. Không đến mức bây giờ còn chưa tin tức. Chẳng qua cũng chính là khối khu vực này bị liệt là cấp một cấm địa, mới khiến cho cái này miệng Thánh Tuyển bị người ta biết. Nhưng biết cũng vô dụng thôi. Mười đầu mệnh đều uống không lên một dòng suối nước, dù là đối thần minh đến nói cũng là như thế. Cái khác ai nguyện ý đi đâu? Chẳng qua thật đúng là có người nguyện ý đi. Có thần minh vì đề cao thực lực bản thân, liền nguyện ý tiến về nơi này góp nhặt kinh nghiệm chiến đấu. Nếu như có thể xuất nhập cấp một cấm địa bất tử, sức chiến đấu tuyệt đối tăng lên trên diện rộng. Cũng tỉ như chiến hùng quốc lần này liền phải đến không ít thần minh cấp cường giả. Đương nhiên bọn hắn không phải muốn lội bình cái này cấp một cấm địa. Như thế giá quá lớn. Tối thiểu phải 300-400 thần minh đến. Hiện tại mục đích chỉ là đến cấp một cấm địa lịch luyện, đề cao thực lực bản thân. Đến thần minh cũng không nhiều. 4-5-10 cái trái phải. Trên cơ bản đều là đơn độc, hoặc là 2-3 cái thần minh một tổ dạng này hành động. Trừ thần minh bên ngoài, lần này chiến hùng quốc đến rất nhiều sắp trở thành thần minh cấp cao thủ, còn có rất nhiều trẻ tuổi có tiềm lực cao thủ. Nghe nói là cùng cửu đầu xà nhân tạo thần minh kế hoạch có quan hệ. Cái này miệng Thánh Tuyển có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu, bởi vậy bọn hắn đối Thánh Tuyển là nhất định phải được. Dù sao có cái này miệng Thánh Tuyển, sự tình khác đều là làm ít công to. Không phải cái khác tài nguyên có thể so. Đoán chừng bọn hắn là muốn mượn nơi này tài nguyên đến nhân tạo xuất thần minh tới. Kiêu căng. Hiện tại chiến hùng quốc làm việc kiêu căng, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Bất cứ chuyện gì bọn hắn đều là kiêu căng tuyên bố. Dạng như vậy liền phảng phất trực tiếp tại cho người ta nói đến đánh ta a. Tin tức cũng rất nhanh đáp lên Đế Chi Não biết. Tốt, rất tốt, bất luận là ai, dám can đảm đánh Thánh Tuyển chủ ý, giết không tha. Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Ong ong ong. Diệp Quân Lâm trên người thần kiếp phát ra hưng phấn run giọng tới. Dường như nó cũng dự báo đến muốn bắt đầu đại sát tứ phương. Nếu như có người dám ngăn trở Diệp Quân Lâm đạt được Thánh Tuyển, đoán chừng hắn sẽ giết tới đất trời tối tăm. Vốn cho rằng là một trận bình thản không có gì là cấm địa thám hiểm, không nghĩ tới chiến hùng quốc cùng cửu đầu xà cũng tham dự vào. Cái này khiến Diệp Quân Lâm có vẻ hưng phấn, hy vọng bọn họ nhiều đến một điểm người, không phải không đủ giết. Chẳng qua Thánh Tuyển sự tình không chỉ có riêng là chiến hùng quốc tham dự vào. Dù là nguy hiểm đến cực hạn, cũng có người đến. Cao nguy hiểm mang ý nghĩa cao hồi báo. Luôn có không sợ chết đi thử một chút. Cho nên mới tranh đoạt Thánh Tuyển người vẫn là không phải số ít. Một cỗ thế lực ngay tại Amazon rừng mưa chung quanh tập kết, chuẩn bị xâm nhập, đi tìm Thánh Tuyển. Chẳng qua một vấn đề xuất hiện ở trước mặt mọi người, bao quát chiến hùng quốc. Amazon rừng mưa quá lớn. Thánh Tuyển đến cùng ở đâu? Không có vị trí cụ thể. Dù là có cái đại khái vị trí cũng đi. Cũng không thể tất cả mọi người giống như là con ruồi không đầu đồng dạng đi đi loạn a. Vốn chính là cấp một cấm địa, khắp nơi đều là nguy hiểm. Dạng này không đầu đi loạn kết quả chính là rất có thể sẽ gặp được Amazon rừng mưa bên trong phần lớn thần minh cấp hung thú cùng nguy hiểm. Cái này cho dù là chiến hùng quốc cũng không nguyện ý đối mặt cục diện. Chớ nói chi là những người khác. Bởi vậy, nếu như có một phần đại khái địa đồ vậy là tốt rồi. Có thể tránh mọi người thiếu đi bất luận cái gì đường quanh co. Hiện tại Diệp Quân Lâm một đoàn người cũng tới đến Amazon rừng mưa bên ngoài. Thượng Đế Chi Não cùng Hắc Ám bác sĩ cũng đang lo lắng chuyện này. Từ cái hướng kia đi vào. Đi đâu tìm kiếm. Một điểm đầu mối đều không có a. Cũng không thể một tấc thăm dò a.
Diệp Quân Lâm lại là cười lạnh một tiếng, ta biết ở nơi nào. Diệp Quân Lâm cường đại cảm giác lực, có thể cảm thấy được Amazon rừng mưa mỗi một tấc chi tiết. Bao quát bao nhiêu hung thú, phân bố ở chỗ đó. Cái này miệng thánh tuyển linh khí dồi dào, Diệp Quân Lâm cảm giác bên trong, liền cùng mặt trời một loại lóa mắt. Rất dễ dàng liền có thể phát giác được. Ta đã biết ở nơi nào, chẳng qua vị trí của chúng ta tương đối xấu hổ. Diệp Quân Lâm rất nhanh liền khóa chặt cái này miệng thánh tuyển vị trí. Làm sao xấu hổ rồi? Hai người cùng nhau hỏi. Chúng ta tại cái này một đầu, thánh tuyển tại một đầu khác. Hai cái cực đoan nhất vị trí. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ cười cười, đi thôi. Thượng đế chi não cùng hắc ám bác sĩ hiếu kỳ, chẳng qua vẫn là đi theo Diệp Quân Lâm tiến về. Không sai. Diệp Quân Lâm vị trí của bọn hắn rất xấu hổ, tại xa nhất cực đoan vị trí. Mà cái khác các thế lực lớn vị trí thế nhưng là thật nhiều, khoảng cách thánh tuyển tương đối gần, thậm chí nói so Diệp Quân Lâm bên này gần một nửa. Bọn hắn cũng là xoắn suýt tại đất đồ vấn đề. Chẳng qua rất nhanh bọn hắn nan đề đạt được giải quyết có người thật vẽ ra địa đồ. Bản đồ này có thánh tuyển vị trí đại khái không nói, còn có nguy hiểm đánh dấu. Cũng chính là có thể sẽ xuất hiện thần minh cấp hung thú khu vực. Đương nhiên bản đồ này không phải người người đều có thể cầm. Phải đi mua. Mua dĩ nhiên không phải dùng tiền, mà là dùng tài nguyên. Các loại thiên tài địa bảo loại hình. Hoặc là ngưng tụ lượng lớn linh khí tinh thể. Bây giờ hoàn cảnh biến đổi lớn về sau, toàn thế giới khắp nơi đều là linh khí, thế nhưng là linh khí có mỏng manh, cũng có nồng đậm. Mà một chút cấm địa, cũng chính là linh khí nồng đậm địa phương, thậm chí linh khí ngưng kết thành tinh thể. Đây đối với bây giờ cường giả đến nói, là phi thường hiếm thấy bảo vật. Loại này tinh thể linh khí mức độ đậm đặc gần như so sánh ngay từ đầu linh khí khôi phục giai đoạn kia. Đối thực lực tăng lên quá lớn. Bởi vậy, đây là bảo vật bên trong bảo vật. Chẳng qua bây giờ vì đổi lấy địa đồ, từng cái không tiếc lấy ra mấy khối linh khí tinh thể đến đổi. Cứ như vậy, tất cả tại Amazon rừng mưa bên ngoài thế lực đều cầm tới địa đồ, từng cái tốc độ cao nhất tiến vào trong đó. Chiến hùng quốc càng thêm đặc biệt, trực tiếp dò xét ra thánh tuyển vị trí chỗ. Bọn hắn thần minh thực sự nhiều lắm. Có thiên phú cũng là đủ loại. Trong đó có thần minh thiên phú là cùng thánh tuyển loại này linh khí dư thừa địa phương hoặc là thiên tài địa bảo sinh ra cảm ứng, có thể xác định vị trí. Cho nên chiến hùng quốc căn bản liền không cần bất luận cái gì địa đồ, chính bọn hắn liền có thể xác định. Bởi vậy chiến hùng quốc các đại cường giả phân tốt tổ về sau, liền toàn bộ tiến vào Amazon rừng mưa. Bọn hắn mục đích cũng giống vậy. Đầu tiên là cầm xuống cái này miệng linh tuyền, tiếp theo lại ở trong rừng mưa lịch luyện. Đây cũng là linh khí khôi phục đến nay, có người lần thứ nhất tại cấp 1 trong cấm địa thăm dò. Lúc này Diệp Quân Lâm bọn hắn đã ở trong rừng mưa xuyên qua. Diệp tiên sinh, căn cứ tin tức tình báo, tiến đến vẫn là không ít người, thần minh có rất nhiều. Các phương đối với cái này miệng thánh tuyền là nhất định phải được. Cứ việc khả năng uy hiếp không được chúng ta. Thế nhưng là sợ là ảnh hưởng đến chúng ta a. Thượng đế chi não rất là lo lắng. Cái này vừa vặn cùng Diệp Quân Lâm ý nghĩ đồng dạng. Những cái này thần minh là uy hiếp sao? Không phải. Nhưng bây giờ Diệp Quân Lâm một lòng sốt ruột tìm tới thánh tuyền vì quân quân chữa bệnh. Ven đường bên trong không nghĩ có bất kỳ trở ngại nào. Chỉ muốn không có bất kỳ người nào quấy rầy tìm tới thánh tuyền. Diệp Quân Lâm một mặt tỉnh táo, dễ làm. Ầm ầm. Diệp Quân Lâm trên thân tản mát ra một cỗ khí tức vô hình, khuấy động tại toàn bộ rừng mưa bên trong. Rộng lớn bát ngát rừng mưa bị Diệp Quân Lâm cỗ khí tức này bao phủ, mỗi một chỗ chi tiết đều không có trốn qua. Cỗ khí tức này, nhân loại, cho dù là thần minh đều không cảm giác được. Thế nhưng là rừng mưa bên trong tất cả hung thú đều cảm nhận được. Từ cảm nhận được Diệp Quân Lâm sát phạt khí tức một khắc này. Toàn bộ Amazon rừng mưa bên trong vô số chim bay tẩu thú đều phát cuồng. Bao quát những cái kia so sánh thần minh cấp hung thú, dường như nhận một loại nào đó kích động đồng dạng, trực tiếp điên cuồng. Giờ khắc này, thần minh cấp dã thú bị kích thích, bắt đầu nhảy đằng ở trong rừng mưa, không có chút nào mục đích, không có chút nào phương hướng. Chính là khắp nơi tán loạn. Cái khác vô số hung thú cũng giống như vậy, ở trong rừng mưa khắp nơi tán loạn. Loạn. Amazon rừng mưa triệt để loạn. Chim thú bôn ba, gào thét lay trời. Bay. Đi, gào thét, phát cuồng. Đan vào một chỗ, quả thực khủng bố đến cực hạn. Ầm ầm,
Sau một khắc, hắc ám bác sĩ dưới chân bọn hắn liền phát ra như địa chấn động tĩnh đến, kém chút để người đứng không vững. Diệp Quân Lâm lại một mặt bình tĩnh nói, chúng ta đi. Hai người nghi hoặc ngàn vạn đi theo. Cái này đất rung núi chuyển động tĩnh phát sinh ở Amazon rừng mưa từng tấc một. Các thế lực lớn cùng chiến hùng quốc các cường giả đều cảm nhận được. Cái này, đây là làm sao rồi? Có điểm gì là lạ a? Động tĩnh quá lớn. Mà lại nương theo lấy đều là đáng sợ khí tức, cùng trận trận so sánh thần minh cường giả chấn động truyền đến, để đám người sợ hãi đến run rẩy. Dù là thần minh các cường giả đều cau mày. Đây là có chuyện gì? Dường như gây nên bạo động. Nhưng tùy theo chính là truyền đến gay mũi mùi hôi thối cùng mùi máu tươi. Loại vị đạo này không cần nghĩ cũng biết, chính là hung thú ẩn hiện. Một cỗ thế lực cũng bắt đầu lo lắng, cái này. Đây là làm sao rồi? Sẽ không phải là hung thú đột kích đi. Có người tuổi trẻ bắt đầu hỏi. Không cần phải để ý đến, chúng ta dựa theo địa đồ đi liền được rồi. Đối, dựa theo địa đồ đi, liền có thể tránh đi tất cả hung thú. Bọn hắn vẫn như cũ tin tưởng trên bản đồ đánh dấu. Chuẩn bị dựa theo địa đồ chỉ thị, lách qua tất cả hung thú chỗ. Nhưng bọn hắn nơi nào muốn lấy được. Giờ phút này bởi vì Diệp Quân Lâm phóng thích khí tức, dẫn đến toàn bộ Amazon rừng mưa đám hung thú đều đại loạn bộ. Toàn bộ bắt đầu tán loạn. Nơi nào đều có. Trước đó trên bản đồ đánh dấu khu vực căn bản vô dụng, những cái kia thần minh cấp hung thú đã sớm chạy đến không biết cái chỗ kia đi. Bởi vậy, hiện tại địa đồ tác dụng duy nhất chính là tìm tới thánh tuyển vị trí chỗ. Cái khác hết thảy công năng đều đánh mất. Nhất là đối hung thú ẩn hiện khu vực đánh dấu hoàn toàn vô dụng. Chấm. Chiến hùng quốc thế lực khổng lồ, đồng thời rất chuyên nghiệp. Bọn hắn có vị thần minh bản thân trong cơ thể liền có thú loại gen, nửa người nửa thú trạng thái. Bởi vậy vị này thần minh đối hung thú có cảm giác siêu cường lực. Nhất là lần này linh khí khôi phục sau. Cái này thành thiên phú của hắn. Chiến hùng quốc công lược cấm địa thời điểm, hắn nhất định phải ở đây, trước cảm giác có bao nhiêu thần minh cấp hung thú tồn tại. Hiện ở loại tình huống này vừa xuất hiện, vị này thần minh lập tức phát giác được. Loạn, khắp nơi đều loạn, ta có thể cảm thấy được ngàn vạn hung thú đang khắp nơi tán loạn, bọn chúng phảng phất nhận cái gì kích động. Cái này, thần minh cấp hung thú cũng ở trong đó. Cái này, một con, hai con, ba con. Vị này thần minh chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người. Cảm ứng sau cuối cùng chính hắn đều hù đến. Đếm không hết. Cái này, khả năng rất lớn là toàn bộ rừng mưa bên trong tất cả thần minh cấp hung thú đều tại tán loạn. Bọn chúng giống như cũng nhận một loại nào đó kích động, thậm chí nói là uy hiếp tính mạng, bọn hắn mới khắp nơi tán loạn. Cái gì? Những người khác sau khi nghe được, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nơi này chính là dự tính có trên trăm cái thần minh cấp hung thú A, toàn bộ tán loạn. Bọn chúng đến cùng nhận cái gì kích động rồi? Bọn chúng nhận cái uy hiếp gì rồi? Đám người phi thường nghi hoặc. Vị này có được thú loại huyết mạch thần minh cẩn thận cảm giác, không đúng, ta cảm nhận được sợ hãi của bọn nó. Bọn chúng đều đang sợ hãi, cho dù là thần minh cấp hung thú. Bọn chúng là bởi vì sợ hãi cùng uy hiếp tính mạng mới chạy trốn tứ phía. Bọn chúng sao động là bởi vì sợ hãi. Cái gì, sợ hãi? Nơi này đến cùng có tồn tại gì? Là thiên tài địa bảo, vẫn là càng cường đại hung thú. Suy đoán. Tất cả mọi người đang suy đoán. Đến cùng nơi này có cái gì? Phân tích một hồi. Chiến hùng quốc những cái này chủ đạo đám người cảm thấy là Amazon rừng mưa tồn tại một cái siêu cấp hung thú. So mọi người nhận biết bên trong muốn càng cường đại. Dù sao nghiên cứu cho thấy, thú loại hấp thu linh khí so với nhân loại càng mạnh. Xuất hiện siêu cấp đáng sợ tồn tại, cũng không phải là không được. Bởi vì chiến hùng quốc thần minh lớn như vậy, càng là đạt được một cái kết luận lần này linh khí khôi phục về sau, là không có hạn mức cao nhất. Cái này nói rõ sẽ xuất hiện thần minh đều không thể định nghĩa tồn tại. Bởi vậy, chiến hùng quốc đám người này minh bạch cái này rừng mưa bên trong có cái vô cùng tồn tại cường đại. Cẩn thận, các phương đều cẩn thận, dễ thực hiện nhất trận rút lui. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ngay lập tức cầu cứu, mọi người trợ giúp lẫn nhau rút lui. Đối mặt loại tình huống này, chiến hùng quốc đã chế định tốt rút lui kế hoạch. Giờ phút này, rất nhiều thế lực đều đã gặp được hung thú, thậm chí thần minh cấp hung thú. Những đám hung thú này trực tiếp tiến vào ngang ngược khát máu trạng thái, đối với những người này khởi xướng mãnh liệt nhất tiến công.
trong lúc nhất thời tử thương vô số. Vận khí tốt gặp được một hai con thần minh cấp hung thú, còn có thể chạy trốn. Vận khí không tốt, một lần tính gặp phải tầm 10 con thần minh cấp hung thú, trực tiếp toàn quân bị diệt. Thậm chí không có thần minh cấp hung thú xuất hiện, trực tiếp xuất hiện hàng ngàn hàng vạn hung thú, cũng có thể đem các thế lực lớn hủy diệt. Dù là chiến hùng quốc có chỉ đạo, không ít đội ngũ vẫn là gặp hung thú. Chém giết. Khắp nơi đều là chém giết. Chẳng qua cũng thu được kỳ hiệu. Diệp Quân Lâm bọn hắn đoạn đường này xác thực không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Những người này lúc đầu có thể sẽ gặp được, chẳng qua là bây giờ bị hung thú cuốn lấy. Mà hung thú ngửi được Diệp Quân Lâm khí tức đều là đi vòng. Cứ như vậy, Diệp Quân Lâm trước mắt không có trở ngại. Ngẫu nhiên có chút hung thú không có phanh lại xe, đụng phải Diệp Quân Lâm, trực tiếp dọa đến hoảng hốt sợ hãi chạy trốn. Dạng như vậy quá thê thảm. Thượng đế chi não nghi hoặc nhìn Diệp Quân Lâm, Diệp tiên sinh ngươi có thể điều khiển đám hung thú này. Hắc ám bác sĩ cười cười, không, bọn chúng là đang sợ Diệp tiên sinh. Thượng đế chi não bỗng nhiên minh bạch cái gì, không thể tin nhìn xem Diệp Quân Lâm, chẳng lẽ nói rừng mưa như vậy biến hóa là bởi vì. Nói đến một nửa, hắn đều chấn kinh đến nói không được. Xuyên qua toàn bộ rừng mưa, mấy người rốt cục đi vào cái này miệng thánh tuyển vị trí. Ầm ầm, bọn hắn vừa tới. Một cỗ khí tức cường đại quét ngang đi vào. Kém chút đem hắc ám bác sĩ bọn hắn lật tung. Nguyên lai cái này miệng thánh tuyển chung quanh có 7 con cường đại hung thú. Không, là cái này rừng mưa bên trong cường đại nhất bá chủ. Bọn chúng cưỡng ép chiếm lấy cái này miệng thánh tuyển đến tẩm bổ bản thân. Trong đó một đầu mãng xà đã có Diệp Quân Lâm mới từ Nam Cực ra tới gặp phải kia một đầu kém chút thành giao 7-8 phần thành thực lực. Ngay từ đầu Diệp Quân Lâm nghi hoặc, vì sao đám hung thú này đợi tại nguyên chỗ bất động đâu? Chẳng lẽ không có cảm nhận được khí tức của hắn sao? Rất nhanh hắn phát hiện, khí tức ngăn cách. Chỗ này linh khí quá nồng nặc. Không hổ là có cỡ nhỏ siêu cấp linh mạch, vậy mà ngăn cách khí tức. Bằng không, cái này mấy cái hung thú lại như thế nào là nơi này bá chủ? Người được Diệp Quân Lâm khí tức đã sớm phải phát cuồng. Cái này... Hắc ám bác sĩ cùng thượng đế chi não cũng là một lần tính nhìn thấy nhiều như vậy hung thú. Bọn hắn dọa đến tê cả da đầu, hai chân run rẩy. Cái này nhưng so sánh một loại thần minh cấp hung thú cường đại hơn rất nhiều. Không phải cái này rừng mưa nhiều như vậy thần minh cấp hung thú, vì sao liền bọn chúng xưng bá nơi này? Nguyên nhân chính là bọn chúng mạnh nhất. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Dù là những người khác tìm tới nơi này đến. Cũng căn bản không có cách nào đạt được thánh tuyển A. Liền cái này 7 con hung thú, hắc ám bác sĩ sơ bộ dự đoán, tối thiểu đạt được động 4-5-10 cái thần minh một trận chiến, còn chưa nhất định có toàn thắng nắm chắc. Bọn chúng là thần minh cấp hung thú bên trong bá chủ A. Lại tại thánh tuyển chung quanh tầm bổ, khiến cho bọn chúng càng ngày càng cường đại. Dù là người khác tới, cũng cầm không đi A. Còn muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Làm sao bây giờ? Hoảng. Thượng đế chi não hoảng. Liền hắc ám bác sĩ đều hoảng. Cái này mấy cái bá chủ cấp hung thú thật đáng sợ. Nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, bọn chúng cũng đều là mở ra miệng to như chậu máu, thể hiện ra khí thế cường đại tới. Hắc ám bác sĩ đi theo Diệp Quân Lâm xuất nhập rất nhiều cấm địa, chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy. Cảm giác mình linh hồn đều bị tách ra ngoài. Nếu là gặp được thần minh cấp cường giả, hắc ám bác sĩ cảm thấy mình đem hết toàn lực còn có thể vừa mới dưới. Nhưng là gặp được những cái này, hắn liên động tay dũng khí đều không có. Nhất là hắn đang nghi ngờ, vì sao bọn chúng trước đó không thoát đi đâu. Thậm chí hiện tại nhìn thấy Diệp Quân Lâm vẫn là không thoát đi. Đây mới là để hắn sợ hãi điểm. Cút! Diệp Quân Lâm quét bọn chúng liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Oanh! Một cỗ bàng bạc khí tức tràn ngập ra. Nháy mắt, cái này mấy cái bá chủ cấp hung thú đụng phải trời sập áp lực. Bọn chúng dọa sợ, ầm ầm, từng cái phảng phất gặp được thiên địch khắc tinh, nháy mắt nhanh như chớp toàn chạy. Hả, hắc ám bác sĩ hai người đều mộng, cái này đuổi đi rồi. Diệp Quân Lâm lập tức đi vào thánh tuyển phía trước, hắn bắt đầu xem xét thánh tuyển. Cái này miệng thánh tuyển kỳ thật cũng không nhỏ, tối thiểu có thể chứa đựng một người. Phía dưới linh khí còn tại đánh thẳng vào thánh tuyển, đầu này tiểu nhân linh mạch mặc dù phá. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn không có bị thánh tuyển hấp thu. Dự tính còn phải một đoạn thời gian.
Cái này cũng mang ý nghĩa cái này miệng thánh tuyển có thể càng mạnh. Thật sự là thần kỳ, hoàn toàn chính là một hơi suối thuốc. Trước đó chúng ta tìm thấy tất cả thiên tài địa bảo đều không có cái này miệng suối thuốc một hơi nước dược hiệu mạnh. Diệp Quân Lâm lên tiếng kinh hô. Hắc ám bác sĩ thậm chí uống một ngụm nước suối, nháy mắt trước đó đang cùng cửu đầu xà một trận chiến thời điểm, bởi vì sử dụng đặc thù biện pháp kích động thân thể đề cao thực lực sau lưu lại tác dụng phụ trực tiếp tiêu trừ. Cả người ngay tại sinh ra không thể tin biến hóa tới. Ta trời! Thượng đế chi não vẻn vẹn uống một ngụm, cả người thể chất đạt được nghịch thiên thay đổi. Hắn trừ siêu mạnh mẽ não bên ngoài, kỳ thật người chính là người bình thường. Một chút thực lực đều không có. Thế nhưng là cái này một hơi thánh tuyển đem hắn cải tạo. Cái này hiệu quả cũng quá tốt đi, so với chúng ta trước đó gặp phải thiên tài địa bảo muốn tốt nhiều lắm. Hắc ám bác sĩ hét lên kinh ngạc âm thanh tới. Kinh hỉ. Đối Diệp Quân Lâm đến nói là thiên đại kinh hỉ. Thánh tuyển ra ngoài ý định, so hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn. Hoàn toàn là suối thuốc. Lại có một khối linh mạch tẩm bổ, quả thực có thể xưng nghịch thiên. Khởi tử hồi sinh thật có khả năng. Huống chi cái này miệng thánh tuyển còn tại bị linh mạch tẩm bổ bên trong, sẽ còn càng tốt hơn. Quân quân làm sao bây giờ? Cũng dễ uống sao? Thượng đế chi não hỏi. Không cần, trực tiếp ngâm. Quân quân. Diệp Quân Lâm tỉnh lại quân quân về sau, trực tiếp để quân quân tiến vào suối thuốc bên trong. Dạng này khả năng dược lực hấp thu quá lớn hóa. Quân quân toàn bộ thân thể đều ngâm tại suối thuốc bên trong. Có thể sẽ đau, ngươi nhịn một chút. Diệp Quân Lâm nhắc nhở. Được rồi, ba ba. Quân quân chết cắn răng quan. Nháy mắt, thánh tuyển dược lực xuyên vào quân quân toàn thân, ngũ tạng lục phủ. Quân quân lập tức thừa nhận cực hạn đau khổ, giờ khắc này, nàng trưởng khống không được thân thể lại trở về. Toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đau đớn thần kinh đều trở về. Loại này đau đớn vượt qua quân quân trước đó tất cả chịu đựng qua hết thảy. Nàng lịch lúc luyện, kỳ thật chính là rèn luyện tự thân. Chịu đựng thường nhân không cách nào tưởng tượng đau khổ. Thế nhưng là cùng hiện tại dược lực đi vào thân thể so ra, chênh lệch quá xa. Quân quân toàn thân trên dưới đều đang liều lĩnh khí thể. Quân quân thậm chí đau đến mặt mũi tràn đầy lít nha lít nhít tơ máu, cả người đều muốn vặn vẹo. Nhưng rất nhanh bị đủ mọi màu sắc độc tố thay thế. Cái này tựa hồ là dược lực tại hóa giải độc tố. Diệp Quân Lâm ở bên cạnh khẩn trương cùng đợi, quân quân vừa có việc hắn liền động thủ. Nhìn thấy quân quân nhẫn thụ lấy cái này cực hạn đau khổ, Diệp Quân Lâm đau lòng a. Nước mắt cũng nhìn không được đến rơi xuống. Quân quân kỳ thật vẫn còn con nít a. Hắc ám bác sĩ cũng thấy tê cả da đầu. Hắn cả đời đều tại giải phẫu, minh bạch đau đớn mấy cái giai đoạn. Hiện nay, quân quân chịu được cơ hồ là cấp bậc cao nhất đau khổ. Dù sao quân quân trên thân mỗi cái địa phương, mỗi cái lỗ chân lông những cái này đều tại gặp cực hạn đau khổ. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng a. Ba người kiên thủ quân quân. Quân quân một mực đang nhẫn thụ lấy cực hạn đau khổ. Nhưng dần dần Diệp Quân Lâm lông mày triển khai. Có hiệu quả. Quả nhiên độc kinh hạ nửa cuốn phương hướng là đúng. Có một lần tính giải quyết vạn độc thiên tài địa bảo. Hiện tại cái này miệng thánh tuyển hiển nhiên chính là. Có thể rõ ràng cảm nhận được thánh tuyển dược lực ngay tại hóa giải độc tố. Dù là hiệu quả không phải đặc biệt rõ rệt, nhưng đích thật là tại một chút xíu hóa giải. Có hiệu quả. Thật sự hữu hiệu quả. Trước đó màu vàng thần dược có một chút xíu hiệu quả, còn phải Diệp Quân Lâm cẩn thận đi cảm thụ. Nhưng hôm nay đây là sự thực có hiệu quả. Thậm chí mắt thường đều có thể thấy được, độc tố đang bị bức ép ra tới một chút xíu. Đối mặt loại tình huống này, Diệp Quân Lâm bắt đầu mừng rỡ như điên. Thật có hiệu quả a. Theo tốc độ này tính đi xuống, sau một thời gian ngắn, quân quân trên người độc hoàn toàn giải không được, nhưng tối thiểu có thể giải rơi một nửa. Mà lại phải biết cái này miệng suối thuốc còn tại hấp thu bạo linh mạch, chờ hoàn toàn hấp thu, dược lực kia càng không giống. Thậm chí thời gian dài ngâm, giải trừ quân quân trên người độc cũng không nhất định. Phốc phốc phốc. Giờ phút này miệng suối thuốc cũng ngay tại sôi trào, toát ra từng cái tiểu phao phao tới. Mọi người cũng nhìn thấy cái này mạnh nhất độc dược có bao nhiêu đáng sợ. Bởi vì dược lực muốn hóa giải độc tố, bởi vậy suối thuốc bên trong nước ngay tại sói mòn tinh hoa dược lực. Thông tục điểm nói cái này miệng nước suối tinh hoa dược lực bộ phận bị quân quân đang điên cuồng hấp thu bên trong, cái này miệng suối ngay tại biến thành phổ thông nước suối.
Chờ bị quân quân hút sạch về sau, sợ là liền thành phổ thông suối. Một chút tác dụng đều không có. Cũng may mắn, cái này miệng thánh tuyền tẩm bổ không biết dài bao nhiêu thời gian. Căn cứ tin tức nghe nói chí ít tẩm bổ đã ngoài ngàn năm. Nước suối ẩn chứa dược lực quá kinh người, không đến mức bị quân quân rất nhanh hấp thu xong. Mà lại phía dưới còn có bạo linh mạch tẩm bổ. Đoán chừng cái này miệng thánh tuyền có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn, có thể giải rơi quân quân phần lớn độc tố. Đương nhiên cũng nói chất độc này có bao nhiêu bá đạo. Một hơi chí ít tẩm bổ hơn ngàn năm suối thuốc, hiện tại còn bị linh mạch tư dưỡng, vậy mà đều giải không xong. Còn phải thời gian dài. Chẳng qua trước mắt hiệu quả đối Diệp Quân Lâm đến nói, đã tốt nhiều lắm.